Nhân vật chính của tiểu thuyết Hứa Thuần Lương là ngũ độc giáo chủ dị giới, một thân thực lực nằm trong hàng ngũ cửu đại cao thủ lúc đó, bởi vì chiếm được một quyển thần công bí tịch tên là Thông Thiên Bảo Điển, chỉ cần thành công tu luyện tới tầng 9, là có thể nghiền nát hư không võ đạo thành thánh. Thế nhưng chỉ là tu luyện tới trọng thứ 3 cũng bởi vì tin tức tiết lộ bị chính phái cửu đại tông môn vây tiệp. Cuối cùng song phương ước chiến trên cao Côn Lôn, tử thương vô số. Tiếp tục đánh tiếp cũng không gì khác hơn là kết cục lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận. Chỉ là không nghĩ tới thiên biến lôi kiếp, nhân vật chính hồn xuyên đến trên người một học sinh 21 tuổi đã trải qua 3 lần thi đại học. Đối phương bởi vì 3 lần danh lạc tôn sơn, vô tri vô giác, cuối cùng bị nhân vật chính thay thế. Mà nguyên thân là hậu nhân quốc y, chỉ là từ nhỏ gia đình tan vỡ, 3 tháng tuổi, cha mẹ liền chia tay, sau đó đều đi nước ngoài tiêu xái, mỗi người đều lập gia đình. Nguyên thân được ông nội nuôi lớn, thiên phú trong học y không tệ, chỉ là tính cách quái gở cũng không muốn phát triển ở phương diện này. Hiện giờ nhân vật chính xuyên qua, tiếp nhận ý tốt của ông nội nguyên thân, được an bài vào bệnh viện làm việc, bắt đầu ngày hành y tu hành trong thế giới hiện đại này. Đại y vô cương, Hứa Thuần Lương. Tập 1. Sơ hạ hoàng hôn, hoa hạ đông châu, sấm sét vang dội, mưa to như chú. Ngũ độc giáo chủ Hứa Thuần Lương trần trụi hai chân đi tại thô giáp cứng rắn nhựa đường trên đường cái, hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một khắc trước còn tại đỉnh Côn Lôn lực chiến chính phái chín đại tông môn, đang chuẩn bị thả ra tuyệt chiêu đại sát tứ phương thời khắc, trong lúc đó điện nứt thương khung, ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu tùy theo trống rỗng, thanh tỉnh về sau quanh mình hết thảy đều cải biến. Không có núi non trùng điệp, không có chín đại tông môn, không có đao quang kiếm ảnh, cũng không có liều mình đi theo 10 vạn giáo chúng. Dương mắt nhìn, đèn đuốc sáng trưng, giống như đặt mình vào tinh hà. Từng chiếc hình thái khác biệt chiến xa bọc thép lui tới. Từng đạo hoặc kinh ngạc, hoặc trào phúng, hoặc sợ hãi ánh mắt hướng hắn quăng tới. Độ kiếp ý nghĩ vừa mới xuất hiện, tùy theo khó phân phức tạp suy nghĩ như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Hứa Thông, chữ Thuần Lương, 21 tuổi, lớp 12 học lại, phụ mẫu ly dị, từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên, tính tình hướng nội. Mẫn cảm nhu nhược, bi quan chán đời. Đây là ta lần thứ 3 thi rớt. Cha mẹ không chào đón ta. Đồng học xem thường ta. Ngay cả chính ta đều chán ghét mình. Toàn bộ thế giới đều ghét bỏ ta, khinh bỉ ta. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Hứa Thuần Lương kinh ngạc tại trong đầu tuyệt vọng bi quan ý nghĩ, cái này tuyệt không thuộc về mình. 10 năm thân chưa chết, quyền thổ định làm lại. Gánh vác được đập nện, chịu được nhàm chán. Đây là một cái tà phái ma đầu cơ bản nhất bản thân tu dưỡng, nếu không có bất khuất ý chí cùng dũng khí, ta Hứa Thuần Lương làm sao có thể tin phục kiệt ngạo bất tuần ngũ độc giáo chúng. Càng nói thế nào hùng bá thiên hạ. Phụ mẫu sinh ta đã là đại ân đại đức, phục có gì cầu. Đồng môn xem thường ta, lão tử cũng xem thường các ngươi. Thế gian có người dám can đảm báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, ta tất phải giết. Ngược chi, ta thiếu niên lập chí, đời này tung hoành giang hồ, không cầu lưu danh thiên cổ, chỉ cầu khoái ý nhân sinh oanh oanh liệt liệt. Trời không sinh ta Hứa Thuần Lương, nhân gian vạn cổ như đêm dài. Tâm nghĩ đến đây, Hứa Thuần Lương trong lồng ngực dâng lên hào tình vạn trượng. Két két, lốp xe ma sát mặt đất phát ra chói tai tiếng ồn, một cỗ màu đen BMW X5 tại khoảng cách Hứa Thuần Lương nửa mét chỗ thắng gấp, lái xe tay trái cầm điện thoại, phải tay cầm tay lái. Ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, hung thần ác sát nhìn chằm chằm đường cái trung tâm cao gầy suy nhược người trẻ tuổi. Đèn xe phóng xuống Hứa Thuần Lương giống như đứng tại sân khấu trung tâm, thân cao 1m8 số 0, sắc mặt trắng bệch, cùng phổ biến dinh dưỡng quá thừa người đồng lứa so sánh quá gầy yếu đi một chút, hai đạo chướng mắt cường quang để hắn cảm thấy có chút mê muội, trước mắt trắng bóng một mảnh, bao phủ một tầng sương mù. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được mũi của mình bên trên bày một cái mới lạ đồ chơi, kính mắt. Hắn đi qua mặc dù không có gặp qua cái này vật, vẫn không tốn sức chút nào nhớ tới tên gọi của nó, không ngừng tràn vào hoàn toàn mới ý thức cấp tốc phong phú lấy hắn đối quanh mình thế giới nhận biết. Lấy mắt kiếng xuống, trước mắt thế giới lập tức rõ ràng. Mưa càng lúc càng lớn, như hạt đậu nành hạt mưa bạo đậu một dạng đập nện tại hắn xương cảm giác trắng nõn trên lồng ngực. Hứa Thuần Lương vẫn đắm chìm trong cái này toàn thế giới mới mang cho hắn trong rung động, thậm chí không để ý đến cái này gần trong gang tấc chiến xa bọc thép. Tất, tất tất. Trong xe lái xe kìm nén không được hỏa khí, nhấn vang lên loa,
thúc giục trước mắt chỉ mặc một đầu quần cộc người trẻ tuổi mau nhường đường. Hứa Thuần Lương bị tiếng kèn kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn trong xe lái xe, trong hai mắt bắn ra nghiêm nghị sát cơ, BMW lái xe vốn định mắng hắn, có thể tiếp xúc đến hắn khiếp người ánh mắt, thân thể đột nhiên có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, không tự chủ được dùng mình một cái, sắp thốt ra thô tục ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hứa Thuần Lương quay người đón dòng xe cộ đi đến, chính vào tan tầm giờ cao điểm, trên đường cái xe tới xe đi, chủ xe nhóm nhìn thấy một cái chỉ mặc quần cộc thanh niên nghênh ngang nghịch hành tại xe tốc hành trên đường, nhao nhao lựa chọn chuyển hướng né tránh. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để trên đường loạn thành một bầy, đột nhiên biến tuyến, khẩn cấp thắng xe, cuồng ấn còi. Hứa Thuần Lương nhắm mắt làm ngơ, đại đạo độc hành. Trực ban nhân viên cảnh sát phát hiện tình hình này thời điểm, Hứa Thuần Lương đã đi bộ đi tới Hòa Bình cầu lớn bên trên, vịn dựa vào lan can, cảm xúc chập trùng, ký ức như là nước sông cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt. Hắn ý thức được mình cũng không phải là tao ngộ lôi kiếp, mà là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, ở chỗ này hắn không còn là ngũ độc giáo chủ Hứa Thuần Lương, chỉ là một cái ba độ thi rất học lại sinh Hứa Thông. Nghe hỏi chạy đến nhân viên cảnh sát Lục Kỳ tại khoảng cách chuyện xảy ra điểm chừng 20 mét địa phương dừng xe. Bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt một màn này đầu tiên nghĩ đến là có người muốn nhảy sông. Từ khi Hòa Bình cầu lớn 10 năm trước xây thành thông xe về sau, cơ hồ hàng năm đều sẽ có bi quan tuyệt vọng bi quan chán đời người từ nơi này nhảy xuống. Lục Kỳ trước tiên liền nhận ra Hứa Thuần Lương, bọn hắn là thị tam trung đồng học, Lục Kỳ cao Hứa Thuần Lương ba giới, đừng nhìn Hứa Thuần Lương ở trường học không tính là phong vân gì nhân vật, nhưng gia gia của hắn Hứa Trường Thiện lại là Đông Châu nổi danh nhân sĩ. Một vị y thuật cao siêu lão trung y, Thuận Đê lộ danh tiếng lâu năm trung y phòng khám bệnh hồi xuân đường chính là nhà hắn tổ truyền đường hiệu. Lục Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn để cộng tác xua tan quần chúng vây xem, để tránh tiến một bước kích thích phí hoài bản thân mình người, trước hướng tổng bộ tìm kiếm trợ giúp, liên hệ Hứa lão gia tử, để hắn mau chóng chạy đến hiện trường. Quần chúng vây xem nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp. Khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ để tin tức hành nghề người cánh cửa không có tận cùng giảm xuống. Đều tại xem náo nhiệt vừa ý nghĩ các có khác biệt, có người hảo tâm khuyên nhủ Hứa Thuần Lương trở về, có người chỉ trỏ phát biểu bình luận, trong đó cũng có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Người ngược lại là nhảy a, ta mẹ nó đỉnh mưa lớn như vậy nhìn hồi lâu, người thế nào không nhảy. Lục Kỳ nhìn hằm hằm giật dây người, đối phương bị chính nghĩa ánh mắt chấn trụ. Hứa Thuần Lương hít một hơi thật sâu. Vừa rồi hắn ý đồ vận hành nội tức, lại phát hiện kinh mạch bên trong trống rỗng, ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo hùng hậu nội lực vậy mà hư không tiêu thất. Không có thần công, đã mất đi 10 vạn giáo chúng, tại cái thế giới xa lạ này, hắn triệt để trở thành người cô đơn, như túc địch đột kích, thiết tưởng không chịu nổi. Hứa Thông. Tiếng kêu đánh gãy hắn trầm tư, Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chế phục thẳng Lục Kỳ hướng hắn đi tới, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng Lục Kỳ xuất hiện thời điểm. Hắn liền tự nhiên mà vậy nhớ tới Lục Kỳ tương quan hết thảy, mình cùng trường học trường, bóng rổ đánh cho đặc biệt bổng, vận động thiên phú rất cao. Lục Kỳ hướng Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao? Không biết ta rồi, ta cũng là tam trung tốt nghiệp, hai ta còn cùng một chỗ đánh qua cầu. Hứa Thuần Lương bình tĩnh nhìn qua Lục Kỳ, trên mặt biểu lộ phong ba không sợ hãi. Lục Kỳ tướng nét mặt của hắn hiểu thành đối với cuộc sống tuyệt vọng, tại khoảng cách Hứa Thuần Lương khoảng 3 mét địa phương dừng lại. Vịn hàng rào hướng dưới cầu nhìn thoáng qua, dòng nước đủ gấp, cho dù tốt thủy tính cũng không thi triển được, rơi xuống liền mất mạng. Hứa Thuần Lương nhiều hứng thú nhìn xem Lục Kỳ, ngươi cho rằng ta muốn nhảy sông tự vận. Lục Kỳ cười lắc đầu, ngươi sẽ không, tuổi quá trẻ, coi như không vì mình suy nghĩ cũng phải vì lão nhân gia suy nghĩ a. Gia gia ngươi năm nay có 70 tuổi a, thân thể còn tốt đó chứ. Mưa dần dần ngừng, Lục Kỳ móc ra một hộp khói. Tại Hứa Thuần Lương trước mắt lung lay, hút thuốc sao? Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, đi qua từ không thử nghiệm qua. Đến một cây, Lục Kỳ thừa dịp bên trên khói cơ hội hướng hắn đến gần, đường khoảng cách rút ngắn đến chừng một mét thời điểm, Lục Kỳ một cái hổ đói vồ mồi xông tới, tại khoảng cách như vậy bên trong, hắn có đầy đủ tự tin khống chế lại Hứa Thuần Lương. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lục Kỳ nhất định phải được xuất kích vậy mà vồ hụt, ngay cả mục tiêu góc áo cũng không đụng phải. Cũng bởi vì mất đi cân bằng trùng điệp nhào ngã trên mặt đất. Hứa Thuần Lương chỉ là nhích qua bên trái một xuống bước chân, nội lực mặc dù biến mất, nhưng bộ pháp còn tại, lợi dụng linh xà bát biến nhẹ nhõm tránh đi Lục Kỳ, hắn phi thường rõ ràng Lục Kỳ là muốn cứu mình, cho nên cũng không phản kích.
Lúc này nghe hỏi chạy tới nhân viên cảnh sát từ bốn phương tám hướng vọt lên, Hứa Thuần Lương nội tâm cảnh giác tỏa ra, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái tóc trắng xóa lão giả từ trên xe cảnh sát đuổi xuống dưới, bởi vì quá mức lo lắng, lúc xuống xe đợi chân đứng không vững, chân hạ một cái lảo đảo, bên người nhân viên cảnh sát cuống quýt đem hắn đỡ lấy. Lão giả lo lắng hô lớn, Thuần Lương, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Hứa Trường Thiện khi biết tại Hòa Bình cầu lớn tự sát tin tức, trước tiên chạy tới, lão gia tử 70 có 3, thân thể mặc dù cứng rắn, mà dù sao tuổi tác đã cao, một đường bôn ba tới đã là thở hồng hộc. Nhìn thấy bảo bối cháu trai chỉ mặc một đầu quần cộc đứng tại cầu một bên, lão gia tử một trái tim treo đến cổ họng, hôm nay là thi đại học yết bảng ngày, Hứa Thuần Lương lại lần nữa thi rớt, ba lần thi đại học, một lần so một lần thành tích kém, lần này thậm chí ngay cả bản khoa tuyến đều không có qua. Dựa vào Hứa Trường Thiện ý tứ, cùng lúc nào đi gà rừng đại học lãng phí thời gian, không bằng đi theo mình học tập y thuật, hiện tại quốc gia vừa mới công khai trung y sư thừa chính sách, mình tuổi tác đã cao cũng hoàn toàn chính xác cần một cái truyền nhân y bát. Mặc dù tại đương kim thời đại Tây Y đã hoàn toàn chiếm cứ chủ lưu, trung y suy thoái, nhưng chỉ phải thừa kế y bát của mình, trông coi căn này tổ truyền phòng khám bệnh, cho dù không thể đại phú đại quý, chí ít có thể bảo đảm áo cơm không lo. Hứa Trường Thiện không chỉ một lần cùng cháu trai đề cập qua, nhưng tiểu tử này đối học y không có chút nào hứng thú, thêm nữa tính tình hướng nội, trầm mặc ít nói, rất ít cùng người khác giao lưu, nhất là lần thứ ba học lại đến nay, cả năm đã nói với hắn nói không đến 10 câu, hai ông cháu ở giữa khoảng cách thế hệ càng ngày càng sâu. Hứa Trường Thiện mặc dù y thuật cao siêu, có thể đối cháu trai tình trạng cũng bất lực, tâm bệnh còn phải tâm dược y, châm cứu dược thạch chi thuật cũng chỉ có thể trợ giúp Hứa Thuần Lương phòng bệnh cường thân, khơi thông kinh lạc. Không được qua đây, Hứa Thuần Lương hét lớn một tiếng, sán lạn như kinh lôi. Hơn 10 tên nhân viên cảnh sát ngạnh sinh sinh dừng bước lại, vừa mới vồ hụt ngã một phát Lục Kỳ vẻ mặt cầu xin từ dưới đất bò dậy, ra hiệu mọi người mình không có việc gì, là mình vồ hụt ngã sắp xuống, cùng Hứa Thuần Lương không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Trường Thiện đi tới gần, run giọng nói, Thuần Lương, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng không sống được. Cốt nhục liên tâm, huống chi bảo bối này cháu trai là hắn từ nhỏ lôi kéo lớn lên, 18 năm trước bạn già qua đời. Bọn hắn hai ông cháu liền sống nương tựa lẫn nhau, nếu như tôn nhi xảy ra chuyện, Hứa Trường Thiện cũng đã mất đi sống tiếp ý nghĩa. Hứa Thuần Lương đánh giá nước mắt tuôn đầy mặt Hứa Trường Thiện, trong đầu ký ức một chút xíu bị gọi lên. Gia Gia! Ai? Hứa Trường Thiện lớn tiếng đáp. Thuần Lương, Gia Gia đáp ứng ngươi, không bức ngươi học y, ngươi về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó, cùng ta về nhà có được hay không? Hứa Thuần Lương nhìn khắp bốn phía. Vây xem đám người càng ngày càng nhiều, còn có lóe ra đỏ lam ánh đèn chiến xa bọc thép gào thét mà đến, nhập ra tùy tục, thừa dịp chín đại tông môn không có phát hiện trước đó, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau, thế là hắn gật đầu nói, tốt. Ở vào Thuận Đê Lộ Hồi Xuân Đường là Đông Châu danh tiếng lâu năm y quán, theo Hứa Trường Thiện nói, tấm bảng hiệu này là Ung Chính Ngự Tứ, Hứa gia tổ tiên đã từng làm qua cung đình ngự y. Bất quá đồ gỗ nhà máy Lão Phùng liên quan tới tấm bảng hiệu này có mặt khác thuyết pháp, bảng hiệu là cha hắn một tay chế tạo, sở dĩ nhớ kỹ sâu sắc như vậy, là bởi vì hắn mặc tả thời điểm nhận thức chữ chính là từ Hồi Xuân Đường bắt đầu, hắn chính mắt thấy bảng hiệu chế tác toàn bộ quá trình. Vô luận như thế nào, Hồi Xuân Đường lịch sử lâu đời không thể nghi ngờ, Hứa Trường Thiện y thuật cũng là tiếng lành đồn xa, nhất là tại trị liệu xương tổn thương phương diện, tổ truyền thuốc cao cực kỳ linh nghiệm. Nhưng thế kỷ trước thập niên 90 về sau, y học Trung Quốc ở trong xã hội nhận biết độ hiện lên đánh gãy dạng ngã xuống, không gian sinh tồn không ngừng thu nhỏ, y đạo bên trong gió Tây áp đảo gió Đông đã là sự thật không thể chối cãi. Dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Hồi Xuân Đường sinh ý tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, thế hệ tuổi trẻ đến đây vào xem càng ngày càng ít, lại thêm Hứa Trường Thiện tuổi tác đã cao, bó xương xoa bóp đều đối thể lực có yêu cầu, thân thể có hạn không thể không giảm bớt phương diện này nghiệp vụ. Lấy Hứa Trường Thiện danh khí, mộ danh bái sư không phải số ít, nhưng Hứa Trường Thiện tại thụ nghiệp phương diện theo bảo thủ, tuân theo truyền tử không truyền nữ nguyên tắc, trước mắt có thể trông cậy vào chỉ có cháu trai Hứa Thuần Lương, nếu như cháu trai không chịu học, Hứa gia y thuật chỉ có thể thất truyền, Hứa Trường Thiện cũng vì vậy mà lo lắng, rất sợ không cách nào đối diện liệt tổ liệt tông. Hứa Thuần Lương từ nhỏ tính tình quái gở, trầm mặc ít nói, dựa theo đương thời thuyết pháp, có vô cùng nghiêm trọng xã sợ chứng. Thành tích học tập cũng không thế nào xuất sắc, càng không có cái gì đem ra được sở trường, căn cứ trường học lão sư phản ứng, tiểu tử này lực chú ý không tập trung, tâm tư căn bản không tại học tập bên trên,
không yêu giao tế, cũng không có bằng hữu gì. Nếu như không phải Hứa Thuần Lương mình kiên trì, Hứa Trường Thiện là sẽ không để cho hắn học lại 3 lần, thành tích thi tốt nghiệp trung học một lần so một lần thấp, lần này tổng điểm ngay cả 400 đều không có qua, dân xử lý bản khoa đều với hắn mà nói đều xa không thể chạm, lấy điều kiện của hắn hoàn toàn có thể lựa chọn xuất ngoại, nhưng Hứa Thuần Lương không chịu đi, Hứa Trường Thiện cũng đành phải thôi. Hứa Trường Thiện cũng không coi trọng trình độ, chính hắn liền không có trình độ, nhưng là cái này cũng không trở ngại y thuật của hắn được công nhận, Trung Hoa y thuật Bắc Đại tinh thâm, nghiên cứu phải là thiên nhân chi đạo, Tây Dương y học há có thể đánh đồng. Trên dưới 5.000 năm Trung Hoa y học trên cơ bản đều là sư phụ dạy đồ đệ truyền thừa phương thức, đủ để chứng minh loại phương thức này là phù hợp tình hình trong nước. Lục Kỳ lái xe tướng cái này hai người đưa đến Hồi Xuân Đường, đồ bên trong hiểu được đến Hứa Thông thẻ căn cước mất đi. Hắn để Hứa Thông nhanh chóng đi phân cục bổ sung, thuận tiện khuyên bảo hắn vài câu, thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng không có nghĩa là hết thảy, mình cũng không có tham gia qua thi đại học, hiện tại không giống bưng bát sắt vì nhân dân phục vụ. Hứa Trường Thiện nhìn qua bên người chỉ mặc một đầu quần cộc không nói một lời cháu trai, trong lòng vừa yêu vừa thương, Hứa Thuần Lương mới 3 tháng, cha hắn mẹ liền chia tay, hai người đem hài tử hướng mình nơi này ném một cái bay đi Mỹ, một cái đi Europa, không lâu về sau. Đều có các tiểu gia, đều có các nhi nữ, không đến ngày lễ ngày Tết, ai cũng nhớ không nổi trong nước còn có đứa bé này. Hứa Trường Thiện cho rằng cháu trai bất hạnh ở mức độ rất lớn là cha mẹ của hắn tạo thành, đương nhiên mình cũng có trách nhiệm, những năm gần đây, vội vàng trị bệnh cứu người, không để ý đến đối cháu trai giáo dục, quay đầu ngẫm lại, đứa nhỏ này khi còn bé vẫn là rất thông minh, 5 tuổi thời điểm cũng đã đem trong tiệm thảo dược nhận biết đến rõ ràng, 6 tuổi liền có thể đem người thể kỳ kinh bát mạch. 362 cái khiếu huyệt đọc ngược như chảy. Chỉ là đi học sau tính tình đột nhiên liền cải biến, Hứa Trường Thiện đến bây giờ đều nhớ rõ, có một ngày hắn tan học khóc trở về, hỏi mình, người khác đều là ba ba mụ mụ đưa đón đi học, vì cái gì hắn không có. Cũng là từ đó trở đi, liền bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, càng ngày càng không yêu cùng ngoại giới giao lưu. Xe cảnh sát tại Hồi Xuân Đường cổng dừng lại, Lục Kỳ trước tiên xuống xe, hỗ trợ mở cửa xe. Hứa lão gia tử run rẩy đi ra ngoài, Lục Kỳ quan tâm nâng lên cánh tay của hắn. Sau đó rời đi ô tô Hứa Thuần Lương nói, ta tới đi. Hắn chủ động nâng lên ra ra. Lục Kỳ nhìn thấy cử động của hắn, hơi yên lòng một chút, một cái ngay cả sinh mệnh mình đều không thèm để ý người là không thể nào đi quan tâm người khác. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hứa Thuần Lương đã bỏ đi tự sát ý nghĩ. Hứa Trường Thiện nhắc nhở cháu trai, cẩn thận dưới chân, đừng ghim. Đến bây giờ Hứa Thuần Lương còn đi chân đất đâu. Nhìn, ra ra ngươi quan tâm nhiều hơn ngươi. Lục Kỳ hướng Hứa Thuần Lương cười nói. Hứa Trường Thiện đang muốn bàn giao cháu trai mời Lục Kỳ tiến đến ngồi một chút uống chén trà, không đợi hắn mở miệng. Hứa Thuần Lương nói, Lục Huynh, vừa rồi thật sự là vất vả ngươi, như không chê, còn xin rời bước hàn xá, tại hạ hơi chuẩn bị rượu nhạt, cùng Lục Huynh nâng cốc ngôn hoan. Hứa lão gia tử mộng bức, cháu của ta đây là thụ cái gì kích thích rồi. Đi qua không gặp hắn cùng người nói như vậy à. Lục Kỳ Tâm nói cho cùng là y học Trung Quốc thế gia, lời nói được cùng thể văn ngôn, còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, cùng thời đại tách rời, hắn cười cười nói, hôm nào đi, ta còn tại chấp cần, cổng không thể dừng xe quá lâu, mau vào đi thôi, chiếu cố tốt lão gia tử, về sau đừng có lại để lão gia tử lo lắng hãi hùng. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, thật là nghĩa sĩ vậy, người này có thể kết giao. Hướng Lục Kỳ ôm quyền, không nói nhiều nói. Đỡ lấy ra ra tiến vào Hồi Xuân Đường. Lục Kỳ mắt đưa bọn hắn vào cửa, lúc này mới lái xe rời đi. Hồi Xuân Đường là một tòa đơn sơ tầng 2 lầu nhỏ, dưới lầu là phòng khám bệnh, trên lầu chính là hai người ở đến địa phương, trong tiệm có một vị họ Lâm phụ nữ trung niên, bình thường chính là nhìn xem cửa hàng quét dọn vệ sinh, giúp làm cơm, về phần bốc thuốc xem bệnh một dạng sẽ không. Hứa Trường Thiện sở dĩ thuê nàng cũng là bởi vì nàng không hiểu y thuật. Tổ truyền y thuật há có thể khiến người khác tùy ý nhìn trộm. Hứa Trường Thiện lo lắng cháu trai lại tự sát, một mực đi theo cháu trai về đến phòng, để hắn đi tắm rửa thay quần áo. Hứa Thuần Lương giữ hoàn chỉnh trí nhớ kiếp trước, khách quan mà nói, kiếp này ý thức có chút phá thành mảnh nhỏ. Hứa Thuần Lương từ những mảnh vỡ này bên trong cấp tốc hấp thu tin tức hữu dụng, bất kỳ cái gì thời điểm bất luận cái gì hoàn cảnh đều không thể oán trời trách đất, cam chịu. Trần Như Nhộng đứng tại phòng tắm trước gương. Phát hiện mình hình dạng cùng trước đó biến hóa không nhiều, chỉ là trắng nõn một chút, gầy yếu đi một chút, tóc cũng ngắn rất nhiều, thế giới này, nam nhân kiểu tóc hơn phân nửa như thế.
Phòng tắm nhỏ hẹp, một tấc vuông cũng không thùng tắm. Hứa Thuần Lương sinh lòng kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền từ trong trí nhớ phát hiện tin tức hữu dụng, đỉnh đầu cái này liên bồng trạng đồ sắt nên chính là, dùng tay mò một chút, tính chất lại không phải kim loại. Cẩn thận mở ra van, hơn trăm đầu ngấn nước chút xuống. Hứa Thuần Lương lấy làm kinh hãi, lui về phía sau một bước, vẫn bị nước nóng tung tóe đến, phản ứng của hắn lực cùng tốc độ di chuyển rõ ràng hạ xuống. Đóng lại van phục lại mở ra, ngấn nước tùy theo đình chỉ mở ra, cơ quan cực kỳ xảo diệu, rất nhanh lại phát hiện van nhưng tả hữu xoay tròn, ngược chiều kim đồng hồ dòng nước nóng lên, phải xoáy trở nên lạnh, bưng phải là xảo đoạt thiên công. Hứa Thuần Lương lặp đi lặp lại khải bế thưởng thức, thật lâu phương mới bắt đầu tắm rửa, tẩy đi một thân mưa nước đọng, tẩy đi kiếp trước huyết tinh, nhắm hai mắt thỏa thích hưởng thụ lấy ấm áp dòng nước cọ rửa gột rửa. Một con dài gần tốc độ ngũ thải ban lan con rết dọc theo Hứa Thuần Lương phía sau mặt tường cấp tốc du tẩu, sát mặt đất đi vào hắn gót chân chỗ, chuẩn bị phát động công kích thời điểm, một cái tay cầm lên con rết, lại là Hứa Thuần Lương kịp thời phát hiện cái này tiểu trùng. Bách Túc Ngô Công tại hắn giữa hai ngón tay giấy giụa vận động, cũng không dám phát động công kích, Hứa Thuần Lương tiếp cận cái này con rết, hai mắt sáng rực phát quang, mở ra miệng rộng, một ngụm tướng con rết nuốt vào. Hứa Thuần Lương tắm rửa thời điểm, lão gia tử từ đầu đến cuối ở bên ngoài chờ đợi, đợi chừng nửa giờ, tướng mình từ đầu đến chân tắm đến sạch sẽ Hứa Thuần Lương mới thay đổi y phục đi ra. Nhìn qua thần thanh khí sảng cháu trai, Hứa Trường Thiện nhẹ nhàng thở ra, trung y cơ sở chính là vọng văn vấn thiết, mấy chục năm làm nghề y kiếp sống để lão gia tử luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Kinh lịch trận này biến cố, bảo bối cháu trai trở nên tinh khí 10 phần, rõ ràng có biến hóa thoát thai hoán cốt, không phá thì không xây được. Lần này ngăn trở với hắn mà nói là một lần khó được lịch luyện, có lẽ sẽ trợ giúp hắn một lần nữa xem kỹ thế giới này. Lúc này Lâm Mụ đã chuẩn bị xong cơm tối, chào hỏi bọn hắn hai người đi ăn cơm. Một con Ngô Công căn bản không thỏa mãn được đói khát khó nhịn Hứa Thuần Lương, đối diện mỹ thực, sớm đã thèm ăn nhỏ dãi. Mặc dù như thế, Hứa Thuần Lương vẫn không có quên lễ nghi chi đạo, trước cho ra ra sới cơm, nhất cử nhất động, tôn đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Trường Thiện không có gì khẩu vị, mỉm cười nói, ta không ăn, nhìn xem ngươi ăn là được. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lại đi cho ra ra ngâm chén trà, lúc này mới ngồi trở lại trước bàn cơm bắt đầu ăn. Hứa Trường Thiện bưng chén trà, cười tủm tỉm nhìn qua lang thôn hổ yết cháu trai, trong lòng sinh ra một chút an ủi, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, Thuần Lương rõ ràng hiểu chuyện, đi qua đừng nói là cho ta sới cơm, liền ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Thiên hạ trưởng bối ai không hy vọng mình hậu bối trở nên nổi bật, nhưng thiên tư khác biệt, thiên chất khác nhau, cháu trai không phải học tập vật liệu, cũng không thể ép buộc hắn. Chỉ là hắn lại không muốn kế thừa y bát của mình, tuổi còn trẻ cũng không thể cứ như vậy ở lại nhà. Chẳng phải là cùng xã hội đoạn mất liên lạc, về sau hắn chỉ sẽ trở nên càng ngày càng quái gở. Tâm nghĩ đến đây, Hứa Trường Thiện lâm vào trong trầm tư, chưa từng suy nghĩ nhiều, liền bị người đến chơi thanh âm đánh gãy. Hứa Thúc ở đây sao? Người đến là Trường Hưng Bệnh viện Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa, đoạn thời gian gần nhất hắn thường xuyên đến Hồi Xuân Đường bái phỏng, mục đích không phải cầu y, bởi vì Trường Hưng Bệnh viện ngay tại Hồi Xuân Đường sát vách, bệnh viện hai kỳ quy hoạch đem bao quát Hồi Xuân Đường ở bên trong bằng hộ khu vạch đến trinh rời phạm vi, cái khác các gia đình trên cơ bản đều đồng ý, nhưng khó nói nhất phục đến chính là Hồi Xuân Đường, bởi vì Hứa Trường Thiện tại vùng này đức cao vọng trọng, chỉ cần hắn đồng ý. Trinh rời vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bệnh viện phương diện cũng mở ra hậu đãi điều kiện, bao quát cho tiền mặt đền bù, ở trong viện lấy phương thức hợp tác cho Hứa Trường Thiện mở một trong đó y chuyên gia phòng khám bệnh, cũng có thể tìm cái khác địa chỉ mới, mở lại Hồi Xuân Đường. Nhưng lão gia tử nhận lý lẽ cứng nhắc, nói cái gì cũng không chịu chuyển, còn xuất ra không phải vật chất văn hóa di sản chiêu bài, lớn tiếng trừ phi hắn chết, bất kỳ người nào đều mơ tưởng để Hồi Xuân Đường dọn nhà. Bởi vì vì phụ thân cùng Hứa Trường Thiện là hảo hữu chí giao, Cao Tân Hoa coi như chen mồm vào được, thuyết phục Hứa Trường Thiện nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn, vì chuyện này hắn từ đầu năm chạy tới giữa năm, từ mùa đông chạy tới mùa hè, nhưng Hứa lão gia tử thái độ vẫn không có nửa điểm chuyển gì. Cao Tân Hoa hôm nay sở dĩ tới, là bởi vì hắn nghe nói Hứa Thuần Lương nhảy sông chưa thỏa mãn sự tình, tin tức xã hội không có cái gì bí mật có thể thủ. Hứa Trường Thiện thấy là hắn, lập tức đem gương mặt bản ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, chuyện sách thiên không bàn nữa. Cao Tân Hoa cười rạng rỡ nói, thúc, ta hôm nay đến không phải là vì công sự, chính là thuận đường tới xem một chút ngài, nhìn xem tiểu thông.
lúc nói chuyện hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua. Hứa Thuần Lương vùi đầu đối diện dao kia một bát thịt kho tàu, thật là thơm. Quá đói, nào còn có dư cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Trường Thiện không muốn để cho cháu trai nghe được đối thoại của bọn họ, đứng dậy đi ra ngoài, Cao Tân Hoa còn chưa kịp ngồi lại hấp tấp đi theo ra ngoài, đi tới cửa liên tục không ngừng móc ra thuốc lá, cung kính đưa tới. Hứa Trường Thiện tiếp nhận thuốc lá, Cao Tân Hoa lại cung kính giúp hắn đốt, mình lúc này mới điểm một chi, hai người ai cũng không nói chuyện, hít vài hơi khói, Cao Tân Hoa nhìn qua người đến người đi đường cái nói, thị chính quy hoạch, sang năm nơi này liền sửa đường. Hứa Trường Thiện dùng sức hít một hơi thuốc lá, nghiêng qua hắn một cái nói, có chuyện nói thẳng, chớ cùng ta quanh co lòng vòng. Thúc, vậy ta cứ việc nói thẳng, nơi này muốn tu tàu điện ngầm, ngài cũng hẳn phải biết, dựa theo quy hoạch, không có 3 năm chắc chắn sẽ không hoàn thành. Tàu điện ngầm lại không đánh hồi xuân đường trải qua. Nhưng ảnh hưởng ngài sinh ý a, chỉ cần khởi công, cổng chính là vây cản, làm không tốt con đường từ Bắc Lộ miệng liền phong bế, cái gì sinh ý chịu nổi lâu như vậy dày vò. Cao viện trưởng, nói xong rồi, Hứa Trường Thiện đã không kiên nhẫn được nữa, chỉ cổng đường cái, ra hiệu Cao Tân Hoa nói xong cũng rời đi. Cao Tân Hoa cười ha ha nói, ngài đừng nóng vội nha, hôm nay ta trên điện thoại di động soát đến Hứa Thông, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra rồi. Thi thế nào ha? Hứa Trường Thiện tướng một nửa khói ném tới trên mặt đất, mặc miệng tròn dày vải chân hung hăng bước lên, không giận tự uy ánh mắt thấy Cao Tân Hoa từ đáy lòng run rẩy. Ngươi làm sao hết chuyện để nói đâu, không bằng nhà ngươi khuê nữ, thủy mộc cao tài sinh, để ngươi chê cười. Thúc, ta không phải ý tứ này, ngài cùng ta cha quan hệ thế nào, ta xem ai trò cười cũng không dám nhìn ngài trò cười, ta hôm nay tới là muốn giúp đỡ. Cảm ơn, không cần đến. Cao Tân Hoa mặc dù đụng phải cái đinh vẫn thiếu dung chân thành, thúc, chúng ta là người một nhà, ta khẳng định hướng về ngài đúng không? Cao viện trưởng, không nhìn ra. Người khác không biết ngài còn có thể không biết, ta là phó chức, phụ trách hậu cần, tại Trường Hưng bệnh viện ngay cả 5 vị trí đầu đều không chen vào được, ta hôm nay đến A đích thật là vì Tiểu Thông, trên mạng video đều soát phát nổ, ngài đừng vội, ta tuyệt không có nhìn nhà các ngươi trò cười ý tứ, đừng nói Tiểu Thông thi đại học thất bại, coi như hắn thi cái phổ thông một bản, sau khi tốt nghiệp cũng rất khó vào nghề, hiện tại y tế giới vào nghề tình thế phi thường nghiêm trọng, bắt chúng ta Trường Hưng bệnh viện tới nói. Phổ thông sinh viên chưa tốt nghiệp đi cầu chức, bộ phận nhân sự cửa đều không mang theo con mắt nhìn, thạc sĩ tốt nghiệp muốn vào lâm sàng cũng phải quan hệ quá cứng. Hứa Trường Thiện nghe được Cao Tân Hoa lời nói này ý sau lưng, vươn tay. Cao Tân Hoa lĩnh hội tinh thần, lập tức rút ra một điếu thuốc đưa tới, lần nữa cung kính giúp hắn đốt, hắn là xuất ngũ quân nhân, có thể từ bệnh viện bảo vệ khoa hỗn đến bây giờ vị trí, dựa vào là chính là nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Bệnh viện nội bộ cho hắn hạ tử mệnh lệnh, năm bên trong nói cái gì đều muốn đem hồi xuân đường chuyện sách thiên giải quyết, hắn cũng là nghĩ hết biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối tốn công vô ích, hôm nay ngẫu nhiên trên điện thoại di động nhìn thấy cảnh sát giải cứu Hứa Thông video, Cao Tân Hoa bỗng nhiên sáng sủa, bất kỳ người nào đều có nhược điểm, Hứa Trường Thiện cũng không ngoại lệ. Từ Hứa lão gia tử hút thuốc tiết tấu bên trên, Cao Tân Hoa đánh giá ra tâm tình của hắn đã bình phục, cho lão gia tử nửa điếu thuốc thời gian cân nhắc. Sau đó mới mở miệng nói, nếu như ngài hiện tại đưa ra để bệnh viện giải quyết tôn tử của ngài vấn đề nghề nghiệp, ta nghĩ viện phương khẳng định sẽ đáp ứng. Hứa Trường Thiện hít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn vẫn trời u ám bầu trời, người thật đúng là không từ thủ đoạn. Thúc, ta nhưng tất cả đều là vì ngài cân nhắc a, chuyện này mặc kệ ngài có đáp ứng hay không, nhất định đừng đối với người ngoài nói, không phải bệnh viện đến cho là ta phí sức đào bên ngoài. Hai người ánh mắt gặp nhau. Đồng thời lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thiếu dung, Cao Tân Hoa bên trong lòng thấp thỏm, trước mắt còn không biết lão gia tử minh xác thái độ, bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm kế hoạch lửa xém lông mày, viện trưởng cho hắn hạ đạt tử mệnh lệnh, hắn áp lực rất lớn. Hứa Trường Thiện quay đầu nhìn một chút bên trong, rốt cục hạ quyết tâm, lần trước điều kiện không thay đổi, lại cho Thuần Lương an bài một phần công tác chính thức. Không có vấn đề, Cao Tân Hoa nói xong lại ý thức được mình đáp ứng quá sảng khoái. Không vội, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, ta muốn được là công tác chính thức biên chế, giống như ngươi, năm hiểm một kim một dạng không thể thiếu. Cao Tân Hoa nhíu mày, Hứa lão gia tử là thực có can đảm muốn a, năm hiểm một kim còn dễ nói, chính thức biên chế. Hứa Thông chỉ là một cái tốt nghiệp trung học, người thế nào không muốn cái viện trưởng đương đương. Cũng thấy nhìn hồi xuân đường biển chữ vàng,
lại nhìn cách đó không xa đã lạc hậu hơn thời đại phòng bệnh cao ốc, Cao Tân Hoa lập tức liền cân nhắc ra cái gì nhẹ cái gì nặng. Hứa thúc, ta mau chóng tướng ngài tố cầu hướng viện lãnh đạo phản ứng. Hứa Trường Thiện lắc đầu, có biết hay không ta vì cái gì không thích hợp tác với các ngươi? Ta ghét nhất chính là cơ quan kéo dài phiền phức phong cách làm việc, gọi ngay bây giờ, ngươi nói không tính tìm định đoạt làm quyết định, ta cho ngươi nửa giờ, đáp ứng. Đến mai ký hợp đồng, ta ngày mai liền chuyển, không đáp ứng, ta liền đem hồi xuân đường chuyển cho cháu của ta, các ngươi Trường Hưng mơ tưởng lại đánh nơi này chủ ý. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền quen thuộc cuộc sống bây giờ hoàn cảnh, cũng cấp tốc thích ứng thân phận mới. Nhận rõ hiện thực, Phương có thể sống ở lập tức. Đi qua thời không tuy có đáng giá hoài niệm sự tình, hoài niệm người, nhưng hoàn toàn không đủ để trở thành hắn tất cần trở về lý lẽ từ. Cho dù là cao quý ngũ độc giáo chủ, lấy đại tông sư chi tu vi đưa thân thiên hạ chín đại cao thủ liệt kê, cũng chưa từng có được phá toái hư không, dòng chơi vị diện chi thần thông, huống chi hiện tại gần như võ công hoàn toàn biến mất. Sáng sớm 5 điểm, Thông Lệ ngồi xuống, trải qua tai nạn này, cơ hồ cùng người bình thường không khác, tu luyện chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, còn tốt đi qua ghi lại võ công điển tịch, vạn hạnh tu luyện tâm pháp tính trước kỹ càng, tin tưởng đợi một thời gian, tất có thể trọng trấn hùng phong. Dù cho là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, đi qua tại tu luyện thông thiên bảo điển thời điểm, đã từng ba độ tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải dựa vào ngũ độc giáo bí tàng độc kinh, lấy độc công tà, đã sớm bị tâm ma vây khốn, kinh mạch đứt từng khúc, chết oan chết uổng. Có vết xe đổ, đương thời trùng tu đoạn không dám nóng vội. Thông thiên bảo điển chính là vô thượng thần thông bí kíp, cùng chia ba quyển cửu trọng, tu luyện viên mãn liền có thể phá toái hư không, đăng lâm thánh cảnh. Hứa Thuần Lương chỉ tới kịp tu luyện tới ba trọng cảnh giới, liền tiết lộ phong thanh, chính phái chín đại tông môn đánh lấy trừ gian trừng phạt ác, giúp đỡ chính nghĩa chi danh, liên thủ vây quét, cuối cùng còn không phải ngấp nghé trong tay hắn võ lâm chí bảo thông thiên bảo điển. Song phương ước chiến tại đỉnh Côn Lôn, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Nếu như hôm qua không có trận kia lôi kiếp, ta giờ phút này có lẽ đã cùng đám kia ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa chính phái cao thủ Ngọc Thạch câu phần. Hứa Thuần Lương chậm chậm thở ra một ngụm thở dài, tuy là ngày mùa hè, phun ra bạch khí vẫn có thể thấy rõ ràng, dài đến nửa thước, tại hư không đột nhiên tán đi. Mở ra hai mắt, nhìn thấy không trung cấp tốc tiêu tán bạch khí, Hứa Thuần Lương âm thầm thở dài, ngay cả tụ khí không tiêu tan nhất trọng cảnh cũng không từng đạt tới, lấy tu vi hiện tại, muốn khôi phục ngày xưa thần công, không biết năm nào tháng nào. Mặc quần áo tử tế, đứng dậy đi vào sát phách thư phòng, trong vòng một đêm. Hắn đã hoàn toàn đem hai loại khác biệt ký ức dung hội quán thông, kế thừa Hứa Thông với cái thế giới này toàn bộ nhận biết. Thư phòng bị màn cửa che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài màu quýt nắng sớm ném bắn vào, tia sáng trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Bên trong bị chia làm hai cái khu vực, ở giữa lấy giá sách cách xa nhau, phía đông hơi nhỏ khu vực là thuộc về hắn học tập khu, trên giá sách trưng bày đủ loại dạy phụ vật liệu, trên bàn sách một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất còn có mấy quyển bị đập vỡ vụn tài liệu giảng dạy, nhắc nhở chủ nhân bởi vì thi đại học thi rớt không kiềm chế được nỗi lòng mà làm ra không lý trí cử động. Phía tây đại bộ phận khu vực thuộc về gia gia Hứa Trường Thiện, trên giá sách phần lớn là trung y dược điển, trong đó cũng không thiếu quốc học điển tịch. Hứa Thuần Lương đi vào bàn sách của mình bên cạnh, khom người đem trên mặt đất sách vở nhặt lên, tổn hại nghiêm trọng mấy quyển trực tiếp vứt vào thùng rác bên trong. Góc tường có một bộ điện thoại. Màn hình đã quẳng rách ra, còn tốt không ảnh hưởng sử dụng, cái này nhỏ khối vuông nhỏ nội dung bao la vạn trượng. 3.000 đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới vô số kể, hôm qua thế giới, Hứa Thuần Lương đã biến mất, hôm nay thế giới, Hứa Thông từ hôm qua bắt đầu thức tỉnh. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Hứa Trường Thiện nhiều năm trước tới nay dưỡng thành sáng sớm thói quen, đã đi công viên luyện công buổi sáng hoàn tất, trở về phát hiện cháu trai đã rời giường, cho nên mới tới xem một chút. Lão gia tử trắng đêm chưa ngủ trằn trọc, cháu trai trong lòng nếu không có chấp niệm, sẽ không kiên trì liên tục 3 năm học lại, lấy nhà bọn hắn tình trạng, xuất ngoại đọc sách là có thể được nhất phương án, nhi tử Hứa Gia Hiên cũng nguyện ý gánh vác tất cả xuất ngoại phí tổn, nhưng cái này quật cường tiểu tử hết lần này tới lần khác không chịu. Hứa Trường Thiện sâu trong đáy lòng cũng không nỡ cháu trai rời đi, Thuần Lương nếu là xuất ngoại, hắn liền thành đúng nghĩa người cô đơn. Ba vóc dáng nữ, mỗi cái đô sự nghiệp có thành tựu. Nhưng không có một cái nào lưu tại Đông Châu, cũng chính là ngày lễ ngày Tết mới có thể về tới thăm, mỗi nghĩ đến đây, lão nhân liền sẽ sinh ra một chút tự ý nghĩ, lúc trước nếu như kiên quyết yêu cầu trong đó một cái kế thừa nhà học liền tốt,
hiện tại ngược lại tốt, gặp được sự tình bên người ngay cả cái thương lượng người đều không có. Đừng nhìn cả đám đều tốt nghiệp ở đỉnh cấp trường trung học, trở thành tinh anh nhân sĩ, hàng xóm láng giềng đều khen hắn dạy con có phép, nhưng vậy cũng là hư danh thôi, nhi nữ năng lực càng mạnh, đi được càng xa, hắn cái tuổi này ai không phải vợ hiền tử hiếu, con cháu cả sảnh đường. Còn tốt có đứa cháu này ở bên người, chuyện phát sinh ngày hôm qua để lão gia tử sợ không thôi, tuổi thất tuần, căn bản là không có cách tiếp nhận đánh mất trí thân thống khổ. Bởi vì chuyện này hắn từ bỏ lâu dài kiên trì, không tiếc lấy hồi xuân đường phá dỡ làm điều kiện, cho cháu trai đổi lấy một phần đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt công việc. Trường Hưng bệnh viện phương diện tại biết Hứa Trường Thiện phá dỡ điều kiện về sau, trong viện mấy chức cao tầng lập tức mở một cái tiểu hội, không đến nửa giờ liền làm ra quyết đoán. Tham dự thảo luận người mặc dù không ít, nhưng cuối cùng đánh nhịp định án người còn phải là viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Cố Hậu Nghĩa sang năm liền muốn lui ra đến, rời chức trước đó khởi động Trường Hưng bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm công trình chính là trong lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất, hắn là Trường Hưng bệnh viện sinh trưởng ở địa phương cán bộ, đối tòa này bệnh viện có được cảm tình sâu đậm, trước khi rời đi, còn muốn vì bệnh viện làm một số việc, vì bệnh viện sự phát triển của tương lai đặt vững cơ sở. Hồi xuân đường chính là tiết tại hắn tâm khẩu một viên cái đinh, Hứa Trường Thiện điều kiện mặc dù có chút khác người, nhưng là vì rút ra viên này cái đinh, ra điểm huyết không thể tránh được. Phá lệ liền phá lệ, Trường Hưng bệnh viện hơn 1.000 tên nhân viên, người rảnh rỗi không phải số ít, nhiều cái người rảnh rỗi ăn cơm cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên Cố Hậu Nghĩa lực bài chúng nghị, giải quyết dứt khoát. Hứa Trường Thiện còn không có tướng cái tin tức tốt này nói cho cháu trai, mấy năm này càng ngày càng sâu khoảng cách thế hệ, để hắn tại trước mặt cháu trai nói chuyện bồi tiếp cẩn thận, rất sợ câu nào không ổn liền sẽ chạm nỗi đau đứa nhỏ này yếu ớt thần kinh. Cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện trong biên chế chính thức nhân viên, đây là để vô số viện y học thuộc khóa này tốt nghiệp hâm mộ thân phận, dựa theo cao tân hoa thuyết pháp, liền xem như thạc sĩ tốt nghiệp, ngay cả nhân sự đại diện đều ký không lên, chỉ là phổ thông thuê hợp đồng, còn phải thông qua phe thứ 3 ký kết. Lúc này không giống ngày xưa, y học sinh qua thừa, không có văn bằng thạc sĩ, người bệnh viện sự tình khoa cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Hứa Trường Thiện đối với mình nhà cháu trai tình huống đương nhiên biết rõ. Một cái học sinh tốt nghiệp trung học, đi Trường Hưng bệnh viện có thể làm gì? Coi như cho chính thức biên chế, cũng chỉ có thể làm một chút bên cạnh cạnh góc sừng hậu cần công việc. Cái này không làm khó được lão gia tử, cháu trai công việc vấn đề chỉ là phá dỡ điều kiện một trong, bệnh viện trước đó liền đưa ra qua lấy phương thức hợp tác vì hắn tại trong bệnh viện mở chuyên gia phòng khám bệnh. Chỉ cần hắn kiên trì tới cùng, để cháu trai tiến vào trung y phòng khám bệnh công việc cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chịu học. Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, tại trung y bên trên hẳn là có chỗ tiểu thành, chờ hắn học xong mình 3 thành bản sự, liền có thể tại Trường Hưng bệnh viện đứng vững gót chân. Hứa Trường Thiện vì cháu yêu thật sự là thao nát tâm, kỳ thật còn có cái tốt hơn thay thế phương án, đó chính là tìm cái khác địa chỉ mới mở lại hồi xuân đường, nhưng như thế liền không thể vì cháu trai hộ giá hộ tống, lão gia tử không yên lòng. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng ra ra, tiếp tục thu thập. Rất nhanh liền tướng thuộc về hắn thư phòng một góc dọn dẹp sạch sẽ, ứng đối thi đại học dạy phụ sách đã vô dụng, dự định chờ một lúc bán đi. Hứa Trường Thiện hiền hòa ánh mắt chú ý cháu trai nhất cử nhất động, đi qua tiểu tử này cũng không có như thế chịu khó, quả nhiên người là tại trong ngăn trở trưởng thành. Chờ Hứa Thuần Lương thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, đem hắn gọi xuống lầu dưới, nơi này thờ phụng y thánh Trương Trọng Cảnh cùng Dược Vương Tôn Tư Mạc tượng nặn. Hứa Thuần Lương dựa theo lão gia tử phân phó rửa sạch hai tay, cho hai thánh thượng hương. Thuần Lương, có biết hay không ra ra hôm nay vì sao muốn để ngươi dâng hương? Hứa Thuần Lương biết thiên hạ làm nghề y tế thế đều về bì môn, vừa đã lạy hai vị này chính là bì môn công nhận tổ sư gia. Lão gia tử trung y ngồi công đường xử án, bái bai tổ sư gia tự nhiên đương nhiên. Hứa Trường Thiện không đợi hắn trả lời lên đường, hôm qua tới ngươi cao thúc, là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng. Vừa vặn bệnh viện trống ra một cái biên chế, cho nên hắn liền nghĩ đến ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, rất nhanh liền có thể đi bệnh viện làm. Ra ra, Trường Hưng bệnh viện không dễ dàng như vậy tiến A. Ta chỉ là một cái học sinh tốt nghiệp trung học, không có tư cách bác sĩ. Hứa Thuần Lương đã hiểu rõ đến văn bằng ở cái thế giới này tầm quan trọng. Tiến bệnh viện không nhất định làm thầy thuốc, trong bệnh viện đều có phân công, có phụ trách xem bệnh chữa bệnh phòng, còn có chuyên môn tiếp tế vận doanh bộ phận hành chính. Tỷ như đại lãnh đạo cùng bảo an đều không cần xem bệnh. Ý của ngài là, để cho ta đi bệnh viện làm bảo an.
Hứa Thuần Lương hơn người thiên tư trợ giúp hắn cấp tốc dung nhập thế giới này, bắt đầu đối tự thân tình trạng thiết thực ước định, tại phần tử trí thức thành đống Trường Hưng bệnh viện, thích hợp cho hắn nhất công việc cũng chính là bảo an. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, không phải bảo an, chính thức biên chế, bệnh viện còn đáp ứng cùng ta hợp tác mở một trong đó y phòng khám bệnh, ngươi có thể ở bên cạnh ta, bên cạnh công việc bên cạnh học tập, chờ ngươi học thành, thì hạ bằng thầy thuốc, liền có thể chính thức ngồi xem bệnh. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, biết rõ cháu trai sẽ cự tuyệt, nhưng lão gia tử vẫn còn có chút hy vọng xa vời. Tốt! Hứa Trường Thiện ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lần này thế mà thuận lợi như vậy, nhiều năm qua tâm nguyện rốt cục thực hiện, hứa gia y thuật có người kế tục, lão gia tử lập tức kích động lên, kia quyết định như vậy đi, quay đầu ta cùng ngươi đi phân cục bổ sung thẻ căn cước, ký hợp đồng hẳn là cần dùng. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, không cần ngài bồi, chính ta đi. Bắt được lão gia tử lo lắng ánh mắt, lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười nói, yên tâm đi, ta nghĩ thông suốt rồi, về sau sẽ không còn để ngài lo lắng. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, người đến người đi, như nước chảy. Hứa Thuần Lương đã biết phi nhanh tại trên đường muôn hình muôn vẻ cũng không phải là chiến xa bọc thép mà là ô tô, có xe con, xe việt giã, xe hàng, xe khách. Hai cái bánh xe có xe đạp, xe điện, xe gắn máy. Trên trời bay ngoại trừ chim chóc còn có máy bay, địa động bên trong chạy đến ngoại trừ chuột còn có tàu điện ngầm. Hộ khẩu bản bên trên tên gọi Hứa Thông, Thuần Lương là nhũ danh cũng là hắn chữ, Hứa Thuần Lương quyết định đem danh tự đổi lại đến, dù sao thẻ căn cước cũng phải phạt nặng. Tìm đọc tương quan chương trình về sau, đi trước khu quản hạt đồn công an hộ tịch trung tâm, cung cấp tài liệu tương quan. Đoán chừng nửa tháng có thể xuống tới, nơi đó đồn công an có tiện cho dân phục vụ, ở chỗ này cùng nhau tướng phạt nặng thẻ căn cước thủ tục cho làm. Hứa Thuần Lương trên đường trở về có chiếc xe cảnh sát từ bên người đi qua, cửa sổ xe rơi xuống, ngồi kế bên tài xế ngồi cảnh sát Lục Kỳ. Lục Kỳ chào hỏi hắn, Hứa Thông, đây là đi chỗ nào a? Hứa Thuần Lương đối với hắn ấn tượng không tệ, dừng bước lại nói, Lục Huynh, ta vừa đi bổ sung thẻ căn cước, ta đổi tên, bây giờ gọi Hứa Thuần Lương. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, bởi vì chính tại chấp cần, cho nên không có cùng Hứa Thuần Lương nhiều lời, nhìn tiểu tử này trạng thái tinh thần không tệ, cũng liền yên lòng, lên tiếng chào hỏi liền tiếp tục tiến lên. Hứa Thuần Lương có chút hâm mộ nhìn qua ô tô đi xa, trong lòng thầm nghĩ, lúc nào ta cũng có thể học sẽ thao túng ô tô chi thuật. Nghe nói thứ này ngày đi nghìn dặm, có nó, chẳng phải là liền có thể tùy tiện tung hoành thiên địa ở giữa. Đi chưa được mấy bước, nhìn thấy vừa rồi kia chiếc xe cảnh sát liền dừng ở ven đường, hai tên nhân viên cảnh sát vội vàng tiến vào ven đường điện thoại phòng buôn bán, trong đó một cái chính là Lục Kỳ. Điện thoại phòng buôn bán bên ngoài vây không ít người xem náo nhiệt, Hứa Thuần Lương mới đến, với cái thế giới này hết thảy ôm lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cũng đi theo đưa tới. Cho đến bây giờ, thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác coi như bình an, bên người không có chiến tranh, không có giết chóc, cùng đi qua so sánh được xưng tụng thịnh thế hoa niên. Cổng đám người nghị luận ầm ĩ, nguyên lai phòng buôn bán trên trần nhà rơi xuống một con đại xà, dọa đến bên trong nhân viên cửa hàng cùng khách hàng mất mạng trốn thoát, gặp được khó khăn tìm cảnh sát nhân dân, cho nên nhân viên cửa hàng trước tiên lựa chọn báo cảnh. Lục Kỳ cùng cộng tác Lý Trung tiến vào phòng buôn bán xem xét tình huống, Lý Trung sợ sẽ nhất là rắn rết. Vừa vặn vì cảnh sát cũng không thể lựa chọn lui bước, thấp giọng nói, bắt rắn không phải hẳn là đánh 119 sao. Làm sao tìm được bên trên 110 rồi? Lục Kỳ cũng sợ rắn, mặt ngoài muốn so Lý Trung chấn định được nhiều, đây là nhân dân quần chúng tín nhiệm đối với chúng ta, đã tới, trước tìm hiểu tình huống lại nói, nếu như không có thể ứng phó, chúng ta lại tìm kiếm trợ giúp. Giang Châu một vùng rắn rết không nhiều, rắn độc đả thương người sự kiện đã ít lại càng ít. Hắn hướng một ăn mặc đồng phục nữ điếm viên nói, nơi này ai là người chịu trách nhiệm? Tại quản lý. Nữ nhân viên cửa hàng chưa tỉnh hồn, nói chuyện đều không lưu loát. Người đâu? Bên trong, ngất đi, một con đại xà, ba, dài ba, bốn mét, cái này, như thế thô, nữ nhân viên cửa hàng khoa tay một cái bát thủ thế. Hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, đây cũng quá khoa trương, ta tin người cái quỷ. Người khoa tay đến không phải rắn, rõ ràng là một con cự mãng. Lục Kỳ rút ra gậy cảnh sát, Lý Trung nhìn hai bên một chút, từ một bên cầm lên đồ lau nhà, một tấc dài một tấc mạnh, đối phó đại xà còn giống như là cái đồ chơi này càng đáng tin cậy một chút. Phòng buôn bán quản lý Vu Lị thẳng tắp nằm tại sau quầy, người đã bị dọa hôn mê bất tỉnh,
chung quanh cũng không thấy được nhân viên cửa hàng nói tới đại xà. Lục Kỳ hướng Lý Trung Sử ánh mắt, mặc kệ có hay không rắn, đem người trước chuyển di ra lại nói. Hai người chậm rãi tới gần, vừa đi, vừa quan sát bốn phía, khoảng cách Phu Lỵ còn có chừng 2 mét thời điểm, đã nghe đến một cỗ hôi thối vô cùng hương vị. Lục Kỳ dừng bước lại, hắn thấy được đầu kia hắc hoàng đường vân giao nhau đại xà, liền dán tại Phu Lỵ bên cạnh. Vừa rồi nữ nhân viên cửa hàng cũng không khoa trương, từ bên ngoài nhìn vào đây cũng là một đầu dưa chuột rắn, nhìn ra thể dài hơn 2 mét. Con rắn kia cũng phát giác được tới gần của bọn họ, cảnh giác ngóc đầu lên. Lý Trung nắm chặt đồ lau nhà tay run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói, cái này cũng quá lớn, vẫn là gọi 119 đi. Lục Kỳ nhìn Lý Trung một chút, hoàn toàn chính xác rất lớn, vừa vặn vì cảnh sát đối phó một đầu dưa chuột rắn còn muốn mời phòng cháy bộ môn hiệp trợ, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, huống chi con rắn này khoảng cách Phu Lỵ rất gần, tùy thời đều có thể phát động công kích tổn thương thân thể của nàng. Không còn kịp rồi, cứu người trước, người phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nó, ta tới cứu người. Ta, Lý Trung rõ ràng đối với hắn nghĩ cách cứu viện phương án có nghĩa khác, hấp dẫn lực chú ý không phải liền là làm mồi. Vì sao là ta? Lục Kỳ nói, vậy chúng ta thay đổi, đồ lau nhà cho ta. Lý Trung nuốt nước miếng một cái, có chút không muốn bỏ đem đồ lau nhà đưa tới. Lục Kỳ tiếp nhận đồ lau nhà, tiếp tục hướng phía trước phương tới gần. Hướng dưa chuột rắn vung vẩy đồ lau nhà, con rắn kia không nhúc nhích, căn cứ hắn nắm giữ thưởng thức, dưa chuột rắn lại xưng vương cẩm xà, không có răng độc cùng nọc độc, thường dùng thủ đoạn công kích có hai cái, một là cắn, hai là lợi dụng thân thể dây dưa, giống như thế lớn vương cẩm xà có được rất mạnh lực công kích. Dân gian xưng là trăm rắn chi vương, có một dặm có bông cải, 10 dặm không độc rắn thuyết pháp. Lục Kỳ cả gan hướng về phía trước, vung vẩy đồ lau nhà quét về phía vương cẩm xà đầu. Cái này lần thành công đưa nó chọc giận, vương cẩm xà bắt đầu hướng hắn du tẩu di động, dần dần cách xa Vu Lỵ. Lý Trung nhìn thấy cơ hội, lập tức xông tới, ôm lấy Vu Lỵ, tranh thủ trước tiên đưa nàng đưa đến an toàn khu vực. Dương đông kích tây, đầu kia vương cẩm xà lúc này lại như thiểm điện xông trở lại, bỏ qua Lục Kỳ, cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân thể cuốn lấy Lý Trung mắt cá chân. Nhìn thấy tình thế không ổn, Lục Kỳ cuống quýt phứt xuống đồ lau nhà bay nhào tới. Tại vương cẩm xà há mồm cắn chúng Lý Trung trước đó hai tay gắt gao bắt lấy nó bảy tấc. Một cỗ cường đại sức xoắn tướng Lý Trung hướng phía dưới lôi kéo, Lý Trung ôm Vu Lỵ cùng một chỗ mất đi cân bằng té lăn trên đất, Vu Lỵ hết lần này tới lần khác vào lúc này vừa tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn, dọa đến phát ra rít lên một tiếng lại lần nữa ngất đi. Lục Kỳ dùng hết lực lượng toàn thân bắt lấy vương cẩm xà, không dám buông tay, hơi chút thư giãn. Vương cẩm xà răng nanh liền sẽ không khách khí chút nào tại trên người của bọn hắn lưu lại huyết độc, coi như không độc, vi khuẩn lây nhiễm phong hiểm cũng rất cao. Lý Trung chỉ có thể buông ra Vu Lỵ, đi kéo đuôi rắn, ý đồ từ vương cẩm xà dây dưa bên trong thoát thân, chỉ có thân hãm trong đó mới có thể trải nghiệm lực lượng mạnh mẽ, con rắn này biểu hiện ra hơn xa trưởng thành lực lượng. Hai người hợp lực phía dưới, dần dần tướng vương cẩm xà thân thể kéo ra, lúc này đầu đội trời trần nhà phát ra tiếng ầm ầm vang. Một đoàn đen xì đồ vật theo chóc ra sâu đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lại một đầu vương cẩm xà, con rắn này mặc dù hình thể ít hơn, nhưng nó công bằng rơi vào Lục Kỳ đầu vai, cổ tay phẩm chất thân rắn như dây thừng chăm chú ghìm chặt Lục Kỳ cổ. Bỗng nhiên khóa chặt áp lực để Lục Kỳ sinh ra nghiêm trọng ngạt thở cảm giác, khuôn mặt của hắn bởi vì kịch liệt xung huyết mà biến đến đỏ bừng, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, loại này chuyên nghiệp sự tình vẫn là nên từ nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Bọn hắn cứu người sốt ruột, đối hiện trường khó khăn đoán chừng không đủ, lần này phiền phức lớn rồi. Bên ngoài quần chúng vây xem mặc dù không ít, nhưng ai cũng không dám tùy tiện đi vào, bởi vì khoảng cách khá xa, trong phòng buôn bán lại cắt điện nguyên nhân, ai cũng không rõ ràng bên trong trạng huống cụ thể. Lục Kỳ thậm chí nghĩ đến chết, vương cẩm xà thân thể càng thu càng chặt, hắn đã không thể thở nổi, trước mắt sao vàng bay loạn, lực lượng bắt đầu cấp tốc suy giảm. Vây xem mọi người cũng không hiểu rõ bên trong hung hiểm tình trạng, hơn phân nửa người đều bận rộn cầm điện thoại ghi hình, bởi vì khoảng cách cùng tia sáng nguyên nhân, căn bản ghi chép không đến cái gì chi tiết. Nguy hiểm trước mắt, Hứa Thuần Lương tách ra đám người đi vào, tiếp cận hiện trường về sau, giơ tay phải lên, năm ngón tay có tiết tấu mở ra khép lại. Cuốn lấy Lục Kỳ cổ vương cẩm xà bị động tác tay của hắn hấp dẫn lực chú ý, thế mà buông lỏng thân thể, từ Lục Kỳ trên thân di động ra. Mặt khác một đầu quấn quanh Lý Trung rắn cũng là như thế, hai đầu vương cẩm xà rõ ràng đối đi tới Hứa Thuần Lương tràn ngập e ngại, từ bỏ tất cả công kích cử động,
nhưng là cũng không đi xa. Theo Hứa Thuần Lương tới gần, hai con đại xà cũng biến thành càng ngày càng cảnh giác, giống Nực Phương Cẩm xà ngóc đầu lên, đây là sắp phát động công kích điểm báo. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, mình chẳng những nội lực mất hết, ngay cả khu ngự rắn rết năng lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đi qua những này rắn rết nhìn thấy mình đều ngoan ngoãn kính nhi viễn chi, hiện tại lại dám cùng mình nổ gai. Nhìn thấy Vương Cẩm xà phun ra đỏ tươi lưỡi, Hứa Thuần Lương không khỏi tức giận trong lòng, giơ lên tay phải, một bàn tay đập vào đỉnh đầu của nó. Vương Cẩm xà bị hắn một bàn tay đánh cho có chút mơ hồ, còn chưa hiểu tình trạng, Hứa Thuần Lương lại một cái tát đánh ra, hai con đại xà triệt để bị khí thế của hắn trấn trụ, cẩn thận từng ly từng tí nhưng, chớ hiểu nhau. Lục Kỳ trùng hoạch tự do, cuối cùng có thể vui sướng hô hấp, một chốc lát này, trên cổ đã bị ghim ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, từng ngụm hô hấp, thiếu dưỡng khí trinh trạng có thể làm dịu. Lý Trung từ dưới đất bò dậy, lại ôm lấy Vu Lị, giúp đỡ nàng nên rời đi trước nơi này. Lục Kỳ nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng hai con đại xà chính rằng co, khoảng cách song phương không đủ nửa mét, khẩn trương nhắc nhở, Hứa Thông, nguy hiểm, cách chúng nó xa một chút. Liền âm thanh đều trở nên có chút khàn giọng. Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, ta có tổ truyền bắt rắn bí kỹ, yên tâm đi, bọn chúng không gây thương tổn được ta, đi, tìm hai cái lớn một chút bao tải, đem bọn nó mang đi. Cục lâm nghiệp nhân viên mang theo chuyên nghiệp bắt rắn công cụ chạy đến thời điểm, bên này nguy cơ đã hóa giải, hai đầu Vương Cẩm xà đều bị chứa trong bao bố, lớn đầu kia thể trọng vậy mà vượt qua 40 cân. Nhân sĩ chuyên nghiệp đều có chút không dám tin, hiện tại nhân viên cảnh sát lợi hại như vậy. Trên 9 tầng trời lãng nguyệt, hạ Nam Dương bắt ba ba, còn có cái gì là bọn hắn sẽ không sao? Ứng nghe hỏi chạy tới phóng viên yêu cầu, hai vị nhân viên cảnh sát cùng chiến lợi phẩm chụp ảnh chung chụp ảnh, thu hoạch chuyên môn anh hùng tiếng vỗ tay. Tại trợ giúp nhân viên đến trước khi đến, Hứa Thuần Lương đã đi, hắn đặc địa bàn giao Lục Kỳ, không muốn nhắc lên vừa rồi phát sinh sự tình, càng không muốn nhắc lên tên của hắn. Người sợ nổi danh heo sợ mập, bất kỳ cái gì thời đại tùy tiện bại lộ thực lực bản thân tổng không phải chuyện gì tốt, nếu như không phải tình thế nguy hiểm, hắn cũng không sẽ chủ động xuất thủ, Lục Kỳ người không tệ, coi như là đưa cho hắn một cái nhân tình. Hứa Trường Thiện đã đang vì di chuyển làm chuẩn bị, sáng hôm nay Cao Tân Hoa lại lần nữa tới, cùng hắn bàn bạc cụ thể phá dỡ hợp đồng, hai kỳ công trình lửa xém lông mày, viện phương thật sự là đã đợi không kịp. Vì Hứa Thuần Lương biên chế vấn đề, cố viện trưởng chuyên môn xin chỉ thị cục vệ sinh lãnh đạo, phí hết một phen trắc trở, mới đem việc này giải quyết. Về phần điều kiện khác, trước đó liền kế hoạch đến phi thường chu đáo cẩn thận, cũng thảo luận qua vô số lần, phương án sớm đã thành thục. Tại lão gia tử muốn thành lập chuyên gia phòng khám bệnh, tự mình phụ giáo cháu trai vấn đề bên trên, Cao Tân Hoa cho rằng không cần nóng vội, bệnh viện thu nhận Hứa Thuần Lương, còn đưa hắn chính thức biên chế, bản thân liền là đặc biệt, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, về sau còn không biết có bao nhiêu người sẽ nói xấu, coi như lão gia tử nghĩ làm như vậy, cũng muốn chờ danh tiếng trôi qua về sau lại nói. Cao Tân Hoa cũng có hắn lý do, thành khẩn nói, Hứa Thúc, ta biết ngài đối Hứa Thông không yên lòng. Nhưng sớm tối ngày đều phải buông tay. Ta cũng là làm cha người, ta khuê nữ đi lên đại học thời điểm, ta cũng phi thường lo lắng, từ nhỏ đến lớn, không rõ chi tiết đều là hai chúng ta lỗ hổng vì nàng thu xếp, nàng đi kinh thành lên đại học hết thảy đều muốn dựa vào đối mặt mình, sợ nàng ứng phó không được, nhưng sự thật chứng minh, người ta chẳng những ứng phó được đến, mà lại xử lý đến thành thạo điêu luyện. Hứa Trường Thiện hai ngày này cũng tại nghĩ lại, cháu trai sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này. Rất lớn một bộ phận chính là mình cưng chiều tạo thành, bởi vì hắn từ nhỏ phụ mẫu đều không ở bên người, muốn cho thêm hắn một chút yêu mến, nhưng sự thật chứng minh có chút thiếu thốn yêu là không cách nào thay thế. Nghe người ý tứ này đáp ứng ban đầu điều kiện của ta lại muốn đổi ý. Cao Tân Hoa cười nói, Thúc, Trường Hưng như thế bệnh viện lớn làm sao lại lật lọng đâu. Hạ giọng nói, ta cũng là vì ngài bản thân lợi ích cân nhắc, cùng bệnh viện hợp tác mở trung y phòng khám bệnh. Về sau ngài cái này hồi xuân đường chiêu bài chỉ sợ cũng không có như vậy rộng thoáng. Ý của ngươi là khuyên ta tiếp nhận cái thứ hai phương án, tìm cái khác địa chỉ mới, mở lại hồi xuân đường. Cao Tân Hoa nói, ta nhưng không nói gì. Hứa Trường Thiện kỳ thật đã sớm châm trước qua chuyện này, hồi xuân đường mặc dù không lớn, nhưng nơi này hắn định đoạt, nếu như lựa chọn cùng Trường Hưng Bệnh viện hợp tác mở trung y phòng khám bệnh, mặc dù lực ảnh hưởng cùng nguyên nhân đều có tăng trưởng. Nhưng là tại ngày sau khó tránh khỏi sẽ không nhận viện phương siết chế, lão gia tử tự do cả một đời, lâm già cũng không muốn lại bị quản chế độ ước thúc.
hết thảy cũng là vì cháu trai, ở bên người nhìn tận mắt mới có thể yên tâm. Cao Tân Hoa thử dò xét nói, nếu không, ngài vẫn là hỏi một chút hài tử chính mình ý tứ. Lúc này, Hứa Thuần Lương từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Cao Tân Hoa chủ động kêu một tiếng Cao Thúc. Nửa năm này Cao Tân Hoa thường xuyên tới, tự nhiên cùng hắn gặp qua rất nhiều lần, nói đến Hứa Thuần Lương cùng nữ nhi của hắn vẫn là cùng giới đồng học, mắt thấy nữ nhi khai giảng đều năm thứ tư đại học, tiểu tử này vẫn học lại thi rớt, tại Cao Tân Hoa trong ấn tượng tiểu tử này chính là cái muộn hồ lô, mỗi lần nhìn thấy ngay cả chào hỏi đều không đánh, rũ cục lấy đầu vội vàng né tránh, không nghĩ tới lần này thế mà hiểu được gọi người, đoán chừng là biết đi làm sự tình. Hứa Thuần Lương có phần có ánh mắt, đi trước giúp bọn hắn tục chén trà, sau đó nói mình lên lầu thu thập, để bọn hắn trước trò chuyện. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương, ngươi khoan hãy đi, có chuyện thương lượng với ngươi. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, tại lão gia tử bên người quy củ đứng đấy. Hứa Trường Thiện để hắn ngồi xuống, trong lòng cũng rất cảm thấy vui mừng, cháu trai quả nhiên hiểu chuyện, hắn đơn giản đem bệnh viện mấy loại phương án nói một lần, để cháu trai tự chọn. Hài tử lớn, có tự chủ lựa chọn quyền lực. Hứa Thuần Lương nghe xong liền hiểu lão gia tử dụng tâm lương khổ, mỉm cười nói, đã ra ra để cho ta nói, vậy ta liền cả gan nói vài lời, chỗ thiếu sót, hai vị tôn trưởng không muốn bị chê cười. Cao Tân Hoa Tâm nói cho cùng là trung y thế gia, mặc dù là cái học cặn bã, nhưng còn tính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nói chuyện đều lộ ra một cỗ văn khí. Hồi Xuân Đường là ra ra tâm huyết, cũng là chúng ta Hứa gia tổ truyền chiêu bài, đương nhiên muốn giữ lại. Gia gia, ngài không cần lo lắng cho ta chuyện công việc, Cao Thúc khẳng định sẽ chiếu cố ta có đúng hay không. Cao Tân Hoa cười gật đầu, nhưng trong lòng cảm giác giống như không đúng chỗ nào, vẫn cho là tiểu tử này trầm mặc ít nói, trước mắt biểu hiện có chút phá vỡ đi qua ấn tượng. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền không chậm trễ các ngươi nói chuyện chính sự, gia gia, ta vừa rồi đi đồn công an đem danh tự cho sửa lại. Cái gì? Lần này luận đến lão gia tử giật mình. Đổi thành Hứa Thuần Lương, thay cái danh tự, thay cái cách sống. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Trường Thiện mới an tâm, Hứa Thông là hài cha hắn lên được, Thuần Lương cái chữ này là mình chỗ quan, nam tử 20 mà quan chữ, Hứa Trường Thiện cho cháu trai quan chữ nguyên nhân chính là cảm giác trước đó danh tự hữu danh vô thực. Cháu trai mặc dù không ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không tính là thông minh, đã thiên tư không được, chỉ có thể trông cậy vào hắn phẩm tính Thuần Lương. Đổi thật tốt, đổi thật tốt, Hứa Trường Thiện khen, cái tên này cũng coi là đối với mình phẩm vị khẳng định. Cháu trai đã biểu lộ thái độ, Hứa Trường Thiện cũng không do dự nữa, quyết định lựa chọn tìm cái khác địa chỉ mới mở lại Hồi Xuân Đường, hắn cũng có một cái kèm theo điều kiện, chỉ cần cháu trai cầm xuống bằng cấp bác sĩ, Trường Hưng liền phải an bài hắn đi trung y khoa đi làm. Cao Tân Hoa cũng coi như một cọc tâm sự, mời Phật dễ dàng đưa Phật khó, thật muốn đem Hứa lão gia tử mời đến bệnh viện. Về sau còn không biết sẽ đối mặt nhiều ít phiền phức, mặc dù hy sinh một cái biên chế, mà dù sao giải quyết Hồi Xuân Đường phá dỡ vấn đề. Thông qua song phương hiệp thương, ngoại trừ cho Hứa Thuần Lương an bài công tác điều kiện bên ngoài, Trường Hưng bệnh viện lại một lần nữa tính đền bù phá dỡ khoản 600 vạn nguyên, phá dỡ sự tình cuối cùng đạt được viên mãn giải quyết. Lão gia tử ngay tại bên kia bờ sông hoa hơn 400 vạn mua một bộ cửa hàng, mua phòng trên hợp đồng viết là cháu trai danh tự. Mục đích làm như vậy là trăm năm về sau tỉnh một bút không ít sang tên phí, Hứa Trường Thiện con cháu đông đảo, nhưng nhất thiên vị vẫn là cái này, không chỉ bởi vì hắn là mình một tay lôi kéo lớn lên, còn cảm thấy đứa nhỏ này số khổ, cha không thương nương không yêu. Đương nhiên trước đó hắn cũng trưng cầu hai cái nữ nhi ý kiến, các nàng đều biểu thị đồng ý, về phần nhi tử Hứa Gia Hiên, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, còn chủ động đưa ra muốn ra một nửa tiền. Hứa lão gia tử để hắn giữ lại tiền cho Hứa Thuần Lương về sau kết hôn. Cửa hàng cách cục theo tới không sai biệt lắm, trên dưới 2 tầng, lầu 1 mở cửa bán, lầu 2 có thể cung cấp ở lại, đằng sau còn nhiều thêm một cái 20 mấy bình tiểu viện tử, có thể trồng hoa nuôi cỏ, tiền còn lại cũng cho cháu trai giữ lại. Hứa Trường Thiện không thiếu tiền, làm nghề y cả đời, đã sớm góp nhặt không ít tài phú, mình già có chỗ dùng, huống chi trung y nghề này là càng già càng hương. Ba vóc dáng nữ điều kiện cũng không tệ, hàng năm cho hắn gửi tới tiền sinh hoạt nói ít cũng có hơn 20 vạn, về phần cho Hứa Thuần Lương mua nhà, căn bản không cần hắn quan tâm. Hứa Gia Hiên nói qua, nếu như nhi tử nguyện ý xuất ngoại sinh hoạt, hắn đến an bài, nếu như kiên trì ở lại trong nước, vô luận tại bất luận cái gì thành thị mua nhà, hắn đều gồng gánh nổi. Mới bề ngoài đơn giản trang trí về sau, liền khởi động dọn nhà chương trình, Trường Hưng bệnh viện chờ lấy khởi công,
Hứa Trường Thiện cũng nói là làm. Lão gia tử coi trọng nhất chính là hồi xuân đường chiêu bài, cho nên tự mình đem chiêu bài dẫn đi. Hứa Thuần Lương để ra ra không cần vừa đi vừa về thu xếp, bên này chuyển ra sự tình giao cho mình nhìn chằm chằm, hắn qua bên kia chờ đón thu xong điểm là được, hai người phân công minh xác. Quý giá dược liệu bọn hắn đã sớm dọn tới, hôm nay dọn nhà nhiệm vụ chủ yếu là đồ dùng trong nhà cùng thư tịch còn dễ nói, đồ dùng trong nhà đều là gỗ thật chế tạo phi thường nặng nề. Lấy thuốc tủ tới nói, di chuyển một cái tủ thuốc đều phải cần bốn cái trưởng thành lao lực. Hứa Thuần Lương nhiệm vụ chính là giám sát nhắc nhở công nhân không muốn va chạm đồ dùng trong nhà, chính làm được khí thế ngất trời thời điểm, Lục Kỳ tới, hắn hôm nay không đi làm, chuyên tới cho mẫu thân mua mấy phó thuốc cao, vừa vặn gặp phải hồi xuân đường dọn nhà. Hứa Thuần Lương biết hắn ý đồ đến, để hắn hôm nào đi địa chỉ mới mua sắm, hôm nay bận quá, cũng không đoái hoài tới chào hỏi hắn. Lục Kỳ cũng không đi, chủ động lưu lại hỗ trợ, hồi xuân đường còn có không ít dễ nát bình bình lọ lọ, những vật này đều phải chuyên môn thùng đựng hàng vận chuyển. Lục Kỳ phát hiện Hứa Thuần Lương cũng không có bằng hữu gì, bình thường loại sự tình này, ai không phải gọi 3 năm cái hảo hữu qua đến giúp đỡ. Lục Kỳ chức nghiệp quyết định an toàn của hắn ý thức muốn so với người bình thường mạnh, nhắc nhở dọn nhà công nhân phải chú ý an toàn, hắn thấy đồ vật rất bể không sao, nhưng vạn nhất đả thương người liền không tốt. Mặc dù lặp đi lặp lại nhắc nhở, nhưng dọn nhà chuẩn bị kết thúc thời điểm vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, mấy vị công nhân từ trên lầu chuyển giá sách thời điểm, không cẩn thận trượt một phát, phía dưới một người từ trên thang lầu lăn xuống dưới, còn tốt mấy vị đồng sự liều mạng kéo lại giá sách, không phải hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Hứa Thuần Lương nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy đến thời điểm, công ty dọn nhà công người đã ba chân bốn cẳng tướng giá sách nâng lên. Trượt xuống thang lầu công nhân nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Rơi xuống thời điểm, cánh tay phải của hắn đi đầu chạm đất, tạo thành khuỷu tay khớp nối sai khớp. Cánh tay đã biến hình, khuỷu tay khớp nối hướng vào phía trong đột xuất, thuộc về điển hình bên cạnh sai khớp. Nốc công nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, nhanh. Nói xong lại hướng về phía Hứa Thuần Lương nói, người trước cho ta cầm 5.000 khối tiền. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút. Chớ ngẩn ra đó, người tại nhà các ngươi thụ thương. Các ngươi đến phụ trách xem bệnh. Đạo lý tựa như là đạo lý này, nhưng hùng hổ dọa người thái độ làm cho người khó chịu. Không có tiền, Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật. Một đám người của công ty dọn nhà đem con mắt đều chừng đi lên, khí thế hùng hổ đem Hứa Thuần Lương cho vây lên, có ý tứ gì? Ngươi còn muốn không nhận nợ. Lục Kỳ dù sao ở trong xã hội lịch luyện nhiều năm, thấy qua sự tình cũng rất nhiều, mau tới trước đem bọn hắn cho tách ra, làm gì? Ai cũng không muốn hắn thụ thương a, trước đưa đi bệnh viện, về phần trách nhiệm của ai sau này hãy nói, tiền nên lấy một phần sẽ không thiếu. Giống loại chuyện này, bình thường trước đó sẽ ký hợp đồng, minh xác trách nhiệm, dù sao dọn nhà quá trình bên trong va va chạm chạm không thể tránh được, thụ thương cũng là chuyện thường xảy ra. Cẩn thận hộ khách đều sẽ trước đó minh xác, công ty dọn nhà nhân viên dọn nhà lúc xuất hiện thụ thương sự kiện, ứng từ công nhân bốc phát chỗ công ty dọn nhà nhận gánh trách nhiệm. Đi lên tìm Hứa Thuần Lương đòi tiền, đối phương có chút quá mức. Nốc công không buông tha nói, ít cùng ta kéo con bê, lấy trước tiền xem bệnh, người mẹ nó không có tiền, cho Hứa lão đầu gọi điện thoại. Người miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, mặt ngoài văn nhược Hứa Thuần Lương không thối lui chút nào. Nốc công đưa tay chỉ Hứa Thuần Lương cái mũi, người mẹ nó đem chúng ta làm cho bị thương, còn lý luận. Lục Kỳ lo lắng Hứa Thuần Lương ăn thiệt thòi. Đang chuẩn bị sáng ra bản thân cảnh sát thân phận chấn nhiếp một hạ cảm xúc kích động bọn này công nhân, lại nghe được đốc công hét thảm một tiếng. Lại là hắn duỗi ra ngón trỏ bị Hứa Thuần Lương bắt lại, nghịch kim đồng hồ vặn một cái, đốc công bịch một tiếng liền quỳ xuống, Hứa Thuần Lương từ trên cao nhìn xuống nhìn qua kia đốc công nói, có việc nói sự tình, còn dám cùng ta không sạch sẽ, miệng rộng quất ngươi. Chơi ngươi. 3. Hứa Thuần Lương vậy mà thật rút tới. Cái này bàn tay đánh cho lại vang lại giòn, tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, đã là thủ hạ lưu tình, đổi thành đi qua người này không chết cũng phải lần đi nửa cái mạng. Thả, buông tay, thả. Công ty dọn nhà đám kia công nhân nhìn thấy đốc công bị Hứa Thuần Lương cho chế trụ, còn trước mặt mọi người quất một cái tát, đâu còn kiềm chế được hỏa khí, từng cái trừng tròng mắt xông đi lên, nghiến răng nghiến lợi phảng phất muốn bắt hắn cho xé nát đồng dạng. Lục Kỳ lớn tiếng nói, tất cả chớ động. Ta là cảnh sát. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, động một cái cho ta xem một chút, ta để các ngươi tất cả đều tiến bệnh viện. Trên tay hơi một lần phát lực,
Đốc Công phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lục Kỳ kinh ngạc nhìn tiểu tử này một chút, lúc đầu cảm thấy hắn là một con dịu dàng ngoan ngoãn hèn yếu con cừu nhỏ, từ ngày đó Hứa Thuần Lương xuất thủ cầm mãng về sau, ấn tượng liền bắt đầu chuyển biến, hiện tại lại tận mắt thấy hắn xuất thủ, ổn chuẩn hung ác, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện mình cũng chưa chắc có thể tùy tiện chế phục cái này cao lớn thô kệch Đốc Công. Liên tưởng tới ngày đó mình tại Hòa Bình cầu lớn vồ hụt tình cảnh, tiểu tử này chỉ là mặt ngoài văn nhược, nhưng thật ra là cái người luyện võ. Đối diện một đám cao lớn thô kệch trắng hán, Hứa Thuần Lương không chút nào rụt rè, xuất thủ quả quyết, đầu tiên khống chế lại dẫn đầu, đầy đủ hiển lộ hắn quá cứng tâm lý tố chất, cái này dạng người làm sao sẽ đi tự sát. Lục Kỳ trước mắt trọng yếu nhất là phòng ngừa tình thế tiến một bước kích thích, khuyên nhủ Hứa Thuần Lương nói, đừng xúc động, trước tiên đem người đem thả. Trong khoảng thời gian này Hứa Thuần Lương với cái thế giới này pháp tắc đã có hiểu biết, đã không phải là hoành hành phạm pháp, động một tí giết người thời đại, thế là buông ra Đốc Công ngón tay. Đốc Công trùng hoạch tự do, nhớ tới vừa rồi tại trước mắt bao người tát một cái, không khỏi thẹn quá hóa giận, quay người cua lấy băng ghế, giống giận xông đi lên muốn cùng Hứa Thuần Lương liều mạng. Lục Kỳ kịp thời đem hắn ngăn lại, nghiêm nghị trách mắng, làm gì? Muốn ngồi lao sao, lập tức để xuống cho ta. Đốc Công bị Lục Kỳ khí thế cho trấn trụ, giơ lên ghế chậm rãi buông xuống, ngoài miệng vẫn không chịu thua, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Thuần Lương căn bản không có đem đám người này để vào mắt, đi vào kia thụ thương công nhân trước mặt, một bà nhấc lên cánh tay phải của hắn, người bị thương phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, một đám công nhân coi là Hứa Thuần Lương đối đồng bạn bất lợi, phần phật một chút lại vây lại. Lục Kỳ cũng không biết Hứa Thuần Lương muốn làm gì. Mắt thấy vừa mới hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt lại khẩn trương lên, không khỏi âm thầm kêu khổ, tiểu tử này thật là không bớt lo. Hứa Thuần Lương một tay nắm lấy đối phương cánh tay, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, một vùng đưa tới, chỉ nghe được két ba một tiếng, đã thành công tướng người bị thương chật khớp khuỷu tay khớp nối trở lại vị trí cũ. Đám người mặc dù đều là người ngoài ngành, nhưng mắt thấy người bị thương biến hình cánh tay khôi phục bình thường, tất cả mọi người hiện tại cũng minh bạch. Hứa Thuần Lương không phải muốn thương tổn người bị thương, mà là ra tay giúp hắn trị liệu. Hứa Thuần Lương hướng tên kia thụ thương công có người nói, người hoạt động một chút thử một chút, nhìn xong chưa? Khớp nối trở lại vị trí cũ về sau, đau đớn lập tức đình chỉ, kia công nhân thận trọng hoạt động một chút khuỷu tay, vững tin khớp nối đã trở lại vị trí cũ, cùng bình thường không có gì khác biệt, kinh hỉ nói, tốt, không đau. Lục Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hồi xuân đường thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Xem ra Hứa Thuần Lương kế thừa không ít gia học, hắn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, dù sao Giang Châu người nào không biết hồi xuân đường trị liệu xương tổn thương đại danh, chật khớp trở lại vị trí cũ chỉ là đơn giản nhất thủ pháp, Hứa Thuần Lương thân là hồi xuân đường thiếu đông gia, biết chút y thuật cũng đúng là bình thường. Lục Kỳ nói, không có việc gì liền tốt. Đốc Công không buông tha, kiên trì phải đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện nói không có việc gì mới không có việc gì, không phải để hồi xuân đường móc kiểm tra phí. Hứa Trường Thiện nghe được tin tức cuống quýt chạy tới, căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ, xuất tiền để công nhân đi Trường Hưng bệnh viện làm kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy, người bị thương khuỷu tay phải khớp nối trở lại vị trí cũ thành công, ngoại trừ mấy chỗ làn da chảy ra cũng không lo ngại. Dựa theo trình tự bình thường, hộ khách cùng công ty dọn nhà ở giữa muốn ký nhận thầu hợp đồng, nếu như là bởi vì hộ khách vật phẩm trọng lượng, thể tích nguyên nhân tạo thành nhân viên thụ thương ứng từ công ty dọn nhà phụ trách. Bởi vì hộ khách chỗ vận chuyển vật phẩm chất lượng vấn đề tạo thành thụ thương sự kiện nhưng hiệp thương, công ty dọn nhà cùng hộ khách đều cần phụ trách tiền thuốc men. Lần này ngoài ý muốn cùng hồi xuân đường không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là lão gia tử sơ sót, không có ký chính thức hợp đồng, cho nên bị công ty dọn nhà chui chỗ trống, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngoại trừ kiểm tra phí bên ngoài, Hứa Trường Thiện lại nhiều cho 1.000 khối dinh dưỡng phí, gặp gỡ cái này bực mình sự tình, lão gia tử cũng phi thường khó chịu. Mặc dù đối phương biểu thì có thể tiếp tục giúp hắn đem đồ vật chuyển xong, nhưng lão gia tử nói cái gì không chịu lại dùng đám người này. Dọn nhà phí chiếu cho không lầm, lại điểm 1.000 khối tiền giao cho Đốc Công, để bọn hắn đi nhanh lên người. Công ty dọn nhà đám người này hài lòng rời đi, Hứa Thuần Lương đi theo đám bọn hắn đi vào ngoài cửa, Lục Kỳ lo lắng nội tâm của hắn không cam lòng, lại phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, người đi làm cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, không làm cái gì, đưa bọn hắn. Đốc Công nghe được hắn, quay người hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, còn nhớ hận người này cho mình một bàn tay đâu. Hứa Thuần Lương nói, lên đường bình an a,
tiền dự định xài như thế nào a? Nốc công phản đối nói, lão tử muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, làm ngươi thí sự. Xem ra chưa nghĩ ra, ta cho ngươi cái đề nghị a, giữ lại mua thuốc ăn. Lục Kỳ phát hiện người này lại là cái ngoài miệng không lưu người hạng người, tranh thủ thời gian hòa giải nói, được rồi, tiền các ngươi cũng cầm, đi nhanh lên đi. Bên tai ông một tiếng, Lục Kỳ chăm chú nhìn lại, lại là một con ong vò vẽ bay qua, lúc đầu coi là chỉ là ngẫu nhiên, nhưng ong ong không ngừng bên tai, mấy người đều nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại. Hồi xuân đường dưới mái hiên có một con tổ ong vò vẽ, từng cái ong vò vẽ vỗ cánh bay lượn. Ánh nắng chiếu rọi hạ kim quang lấp lóe. Nốc công bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, bởi vì hắn nhìn thấy kia từng cái ong vò vẽ chính hướng phía phương hướng của mình bay tới, nhanh. Mau lên xe, mấy người cuống quýt hướng trên xe chạy, nhưng còn không chờ bọn hắn đi vào trên xe, mấy trăm con ong vò vẽ ùa lên, hướng bọn hắn triển khai vô khổng bất nhập công kích. Lục Kỳ cũng giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian hướng hồi xuân đường bên trong chạy, ong vò vẽ cũng mặc kệ ngươi thân phận gì. Chờ hắn chạy vào hồi xuân đường bên trong, phát hiện Hứa Thuần Lương vẫn đứng tại cửa ra vào, con hàng này dương dương tự đắc nhìn qua phía trước hỗn loạn tràng diệt, nói khẽ, liền nói để ngươi giữ lại mua thuốc. Lục huynh, giúp bọn hắn gọi cái 120. Một tiếng nói già nua vang lên, không cần phiền toái như vậy, tại Đông Châu trị liệu nọc ong, chúng ta hồi xuân đường nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Hứa Trường Thiện chậm rãi đi vào trước cửa, hắn thấy đám người này chính là báo ứng xác đáng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Dưới mái hiên tổ ong đã tồn tại nhiều năm, ngẫu nhiên cũng phát sinh qua ong vò vẽ đốt người sự tình, nhưng như hôm nay dạng này dốc toàn bộ lực lượng toàn diện công kích, còn là lần đầu tiên. Lão gia tử diệu thủ nhân tâm, mặc dù mấy cái này dọn nhà công nhân vừa mới gõ mình đòn trúc, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, mang tới hồi xuân đường đặc chế huân hương nhóm lửa, phân cho Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ, để bọn hắn hỗ trợ xua tan bầy ong. Lục Kỳ cả gan đi theo cái này hai ông cháu cùng một chỗ hành động, tướng trước mặt cuồng vũ bầy ong xua tan, không chờ bọn họ tới gần, bầy ong liền chạy tứ tán, không mất một lúc liền biến mất sạch sẽ. Lục Kỳ tưởng rằng huân hương có tác dụng, Hứa Trường Thiện lại phát giác bầy ong hoạt động có chút không giống bình thường, trước cửa người đi đường qua lại không ít, nhưng bầy ong vừa rồi mục tiêu công kích giới hạn tại công ty dọn nhà 6 người, cũng không lan đến gần những người khác, cái này liền có chút kỳ quái, thật chẳng lẽ là chuyển vần báo ứng xác đáng. Công ty dọn nhà mấy cái đã bị ong vò vẽ ngủ đông đến giống như đầu heo, trong đó lấy đốc công nghiêm trọng nhất, có thể nói bầy ong 50% hỏa lực đều tập trung ở trên người hắn, còn lại 5 người cộng đồng gánh chịu một nửa kia. Nốc công đầu lớn cùng đầu heo, con mắt sưng thành một đầu tuyến, mắt không thể thấy. Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ hỗ trợ đem 6 tên người bị thương dìu vào hồi xuân đường, nốc công miệng cũng bị ngủ đông sưng lên, nói hàm hồ không rõ, ta phải đi bệnh viện, ta phải đi bệnh viện. Hắn là lo lắng lọt vào hồi xuân đường trả thù. Hứa Thuần Lương nói, người thích đi hay không, ra ra, trước cho những người khác trị. Có không ít người xem náo nhiệt cùng theo vào, lao nhao. Trong đó không ít người đều đang cười kia đốc công, vùng này ai không rõ ràng Hứa lão gia tử y thuật, bỏ gần tìm xa, cái này đốc công đầu óc xem ra bị ong vò vẽ đốt hỏng. Xử lý ong ngủ đông chủ yếu trình tự chính là đè ép vết thương, bài xuất ngòi ong cùng nọc độc, giảm bớt đối tổ chức tổn thương. Hứa Trường Thiện đeo lên kính viễn thị, mang tới đặc chế cái kẹp, chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, đừng nóng vội a, bọn hắn còn chưa giao tiền đâu. Mấy tên bị ngủ đông đến công trên thân người lại ngứa vừa đau, hiện tại chỉ muốn mau chóng giải trừ ốm đau, nào còn có dư đau lòng tiền, tranh nhau chen lấn nói, giao, chúng ta giao. Hẳn là ít thì bấy nhiêu, chúng ta sẽ không quỵt nợ. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ kia đốc công bả vai, tiền đâu. Đốc công cũng là người biết chuyện, mau đem mới từ lão gia tử trong tay lừa đến tiền móc ra, 1000 khối dinh dưỡng phí còn nguyên lui trở về. Hứa Thuần Lương không buông tha nói. Thiếu một chút. Nốc công chỉ có thể tướng dọn nhà phí cũng trả lại hắn, này cũng tốt, một phần không có mỏ lấy, còn rơi xuống đầu đầy bao. Hứa Trường Thiện đã bắt đầu trị liệu, dùng nhỏ cái kẹp tướng ngòi ong từng cây kẹp ra, đồng thời đè ép nọc độc. Hứa Thuần Lương một bên nhìn xem, lão gia tử dù sao đã có tuổi, thao tác lúc tay đều có chút run lên, ánh mắt cũng không tốt lắm, cho nên muốn hao phí không thiếu thời gian, hắn cũng không có chủ động xuất thủ. Loại này nọc ong trị liệu vô cùng đơn giản, tại quá khứ, hắn đều là dùng bàn tay dán tại chỗ bị thương,
lấy hấp tinh chi lực tướng độc châm cùng nọc độc hút ra, hiệu suất muốn vượt qua Gia Gia gấp trăm lần. Bất quá bây giờ, hắn cơ hồ nội công hoàn toàn biến mất, cũng vô pháp tự nhiên vận dụng hấp tinh chi lực. Trong khoảng thời gian này Hứa Thuần Lương lật xem không ít hồi xuân đường tàng thư, hiểu rõ đến một chút tổ truyền bí phương, hắn thấy những này bí phương đều phi thường phổ thông, bất quá tại y học Trung Quốc tàn lụi đương đại, đã được xưng tụng đầy đủ chân quý, nếu không hồi xuân đường tên tuổi cũng sẽ không như thế vang, Gia Gia cũng không sẽ có được không phải vật chất văn hóa di sản truyền thừa người xưng hào. Hứa Trường Thiện bỏ ra 2 giờ mới tướng mấy trên thân người độc châm lấy xong. Hứa Thuần Lương dựa theo phân phó của hắn dùng nước muối sinh lý cùng dung dịch oxy già lặp đi lặp lại cọ rửa người bị thương chỗ đau. Làm sạch vết thương xử lý về sau, lại cho bọn hắn đắp lên hồi xuân đường độc nhất vô nhị bí chế xà dược phấn, chủ yếu thành phần là thất diệp một cành hoa, con cóc da, con rết, gấm cỏ, trị liệu rắn rết cắn bị thương nhất là linh nghiệm. Giải lên thuốc bột về sau, hiệu quả nhanh chóng, mấy người chỗ đau lập tức không ngứa, nhẹ chứng mấy người đã có thể hoạt động tự nhiên. Bị ngủ đông nặng nhất nốc công trên mặt cũng bắt đầu tiêu sưng, mặc dù vẫn là đầu heo bộ dáng, chỉ ít con mắt vỡ ra khe hở có thể nhìn thấy đồ vật. Lục Kỳ cũng không có nhàn rỗi, hỗ trợ khe hở, cho 119 gọi điện thoại, mời đội phòng cháy chữa cháy đồng chí tướng cái kia lớn tổ ong vò vẽ cho thanh trừ, ở lại nơi đó chung quy là cái tai họa ngầm. Liên tiếp trị liệu 6 tên người bệnh, Hứa lão gia tử cũng không nhiều đòi tiền, để công ty dọn nhà mấy người đi về nghỉ. Mặc dù mấy người lương tâm phát hiện, muốn giúp hồi xuân đường đem đồ còn dư lại chuyển xong, nhưng là bị lão gia tử xin miễn. Lục Kỳ lại hỗ trợ liên hệ mặt khác một nhà công ty dọn nhà, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tướng đồ còn dư lại đem đến mấy địa điểm, hết thảy làm xong, Lục Kỳ mới nhắc lên mua thuốc sự tình, lão gia tử cho hắn lấy thuốc cao, kiên trì không chịu lấy tiền, Lục Kỳ đành phải vụng trộm lưu lại 300 khối, rời đi đi sau tin tức cáo chi Hứa Thuần Lương. Tượng thần quý vị. Cho tổ sư ra dâng hương về sau, Hứa Trường Thiện ngồi tại trên ghế nằm, nhìn qua hồi xuân đường chiêu bài ngơ ngác xuất thần. Hứa Thuần Lương rót cho hắn chén trà, ra ra, ngài tuyển cái địa phương, ta đem chiêu bài treo lên. Không vội, lão gia tử uống một hớp trà, trong lòng thầm nghĩ, mình tuổi tác đã cao, cái này hồi xuân đường chiêu bài coi như treo lên, cũng không biết có thể mở bao lâu. Cháu trai công việc bây giờ đã có rơi vào, nhưng hắn cũng không có chủ động học ý tứ. Có trước đó nhảy sông bóng ma, không dám tiếp tục miễn cưỡng hắn, cũng may sự kiện về sau, đứa nhỏ này rõ ràng sáng sủa rất nhiều, hẳn là từ thi đại học thi rớt trong bóng tối đi ra. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, điện thoại là Trường Hưng người bệnh viện sự tình khoa đánh tới, thông chi hắn thứ hai đi bệnh viện báo đến. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Gia Gia thông báo cái tin tức tốt này, lão gia tử một trái tim cuối cùng an tâm, vô luận như thế nào, cuối cùng bưng lên bát sắt. Học y sự tình bàn bạc kỹ hơn, dựa theo Cao Tân Hoa thuyết pháp, trong bệnh viện cũng có khinh bỉ liên, lâm sàng xem thường y kỹ xem thường hành chính xem thường hậu cần, chờ tiểu tử này chân chính công việc về sau, thấy được chênh lệch, cảm nhận được không bình đẳng, nói không chừng liền hoàn toàn tỉnh ngộ, biết hổ thẹn sao dũng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hứa Trường Thiện bắt đầu tổng kết mình đời này làm nghề y tâm đắc, người đến thất thập cổ lai hy, đã đến cân nhắc thân hậu sự thời điểm. Nếu như tiểu tử này kiên trì không chịu học y, cũng không thể để Hứa ra bí phương như vậy thất truyền, thừa dịp mình còn không có hồ đồ, trước dùng văn tự ghi chép lại, về sau lưu cho cháu trai, cũng coi là tân hỏa tương truyền một loại phương thức. Hứa Trường Thiện nhiều một cái tâm nhãn, lấy cớ mình mắt mờ, tướng viết xong bản nháp, để cháu trai giúp đỡ dùng cực nhỏ chữ nhỏ một lần nữa sao chép một lần, Hứa Thuần Lương mặc dù không phải cái gì học bá, nhưng từ nhỏ đã tại hắn chỉ đạo hạ luyện tập thư pháp. Một tay chữ viết đến tương đương xinh đẹp. Hứa Trường Thiện là muốn lợi dụng loại phương thức này thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng cháu trai. Hứa Thuần Lương đối với chuyện này biểu hiện được phi thường phối hợp, mỗi lần sao chép hoàn thành đều sẽ đưa cho Gia Gia xem qua. Dựa vào Hứa Trường Thiện ý tứ vốn là muốn cố ý chọn điểm mau bệnh, vạch lỗ hổng, để cháu trai nhiều chép mấy lần, nhưng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, phát hiện chẳng những không có bất luận cái gì lỗ hổng, mà lại cháu trai thư pháp so đi lên lại có bay vọt. Một tay bút lông chữ chữ viết đến loan phiêu phượng đỗ, cảnh đẹp ý vui, liền ngay cả mình đều không thể với tới. Hứa Trường Thiện nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, 36 đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia, cháu trai tại dự thi bên trên mặc dù không được, nhưng cũng không có nghĩa là phương diện khác không được. Cao Tân Hoa nói đúng, đến hẳn là buông tay thời điểm, để hắn một mình đi bột đối với xã hội. Hứa Thuần Lương tướng lão gia tử dụng tâm phỏng đoán đến rõ ràng.
Gia Gia xem như chân bảo tổ truyền bí phương hắn thấy căn bản không đáng giá nhắc tới, tu độc trước tập y, hắn đi qua liền đã đọc thuộc lòng thiên hạ sách thuốc dược kinh. Trong khoảng thời gian này hắn rất ít đi ra ngoài, ngoại trừ tu luyện thông thiên bảo điển, đa số thời gian chính là tại xem trong nhà tàng thư. Hứa Trường Thiện tàng thư tương đối khá, trong đó hơn phân nửa đều là y học điển tịch, Hứa Thuần Lương đã lật xem một lần, phát hiện nhiều năm như vậy y học Trung Quốc tiến triển không lớn, Hoàng đế nội kinh, khó kinh, bệnh thương hàn tạp bệnh luận, thần nông bản thảo kinh, những này khắp nơi có thể thấy được truyền thống sách thuốc đã được tôn là y học Trung Quốc tứ đại điển tịch. Mạch kinh châm cứu giáp ất kinh cũng truyền thế đến nay, nhưng là nội dung đã tàn khuyết không đầy đủ, quỷ di phương, mạc thiên hỏi, loại hình, càng là hoàn toàn thay đổi. Về phần độc kinh, ve biến, ngàn trùng biến các loại tà y bí tịch triệt để thất truyền. Thông thiên bảo điển tu luyện tiến cảnh chậm chạp, bất chi bất giác đã đi tới thế giới này một tháng có thừa, nhưng hắn ngay cả cơ bản nhất tụ khí đều không thể làm được tùy tâm sở dục. Còn tốt thế giới này cao thủ không nhiều, cũng không có cái gì cửu gia đến nhà, cũng không cảm nhận được bức thiết nguy cơ sinh tồn. Nội lực tiến triển chậm chạp, hẳn là kinh mạch phát sinh cải biến, cũng có thể là cùng mình trước mắt thể chất không đủ cường hoành có quan hệ. Hứa Thuần Lương quyết định từ cơ sở nhất luyện thể bắt đầu. Hiện đại võ học mặc dù cô đơn, nhưng là huấn luyện khí giới so đi lên tiến triển vô số lần, huấn luyện phương pháp cũng phi thường khoa học. Hứa Thuần Lương kết hợp cổ kim, thiết kế ra một bộ đi hữu hiệu luyện thể phương pháp. Khoa học phương pháp tăng thêm khắc khổ huấn luyện, thân thể gầy yếu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường tráng. Hứa Trường Thiện nhìn ở trong mắt, cho là hắn là không có thi đại học áp lực, lòng thoải mái thân thể béo mập. Cũng không có hướng nơi khác muốn. Báo đến trước đó có nhiều thứ là phải chuẩn bị, Gia Gia cho hắn 1 vạn khối tiền, tiền này là hắn ở xa Bắc Mỹ lão ba cho, hàng năm Hứa Gia Hiên đều sẽ chuyển khoản 12 vạn, làm Hứa Thuần Lương tiền sinh hoạt. Căn cứ phú dưỡng khuê nữ nghèo nuôi con trai Lý Niệm, đi qua Hứa Trường Thiện tại phương diện kinh tế hạn chế tương đối gấp, hiện tại cháu trai đã công tác, chi tiêu tự nhiên sẽ gia tăng không ít. Cái này 1 vạn là để hắn đặt mua quần áo, càng đổi di động. Hắn cũng đề nghị Hứa Thuần Lương đi học bằng lái, người tuổi trẻ bây giờ nào có người không biết lái xe. Báo đến 1 ngày trước, Hứa Thuần Lương đi một chuyến phụ cận quảng trường thương mại, mua 2 thân quần áo, lại đi điện thoại phòng buôn bán chọn lựa điện thoại. Nhà này phòng buôn bán chính là ngày đó náo gián hoạn địa phương, Hứa Thuần Lương tuyển định điện thoại đang chuẩn bị tính tiền thời điểm. Một vị khách ăn mặc tinh xảo nữ lang đi tới, cho hắn xuất xưởng giá. Người tới chính là cửa hàng quản lý Vu Lị. Vu Lị ngày đó xảy ra chuyện thời điểm mặc dù bị dọa đến 2 độ ngất đi, có thể chúng ở giữa chưa tỉnh lại vẫn là bảo lưu lại một bộ phận ký ức, mơ hồ nhớ kỹ cuối cùng là có người trẻ tuổi trợ giúp bọn hắn. Hứa Thuần Lương tiến vào trong tiệm thời điểm, nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, hỏi qua ngày đó ở đây đồng sự mới dám xác nhận. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, đa tạ. Vu Lị còn lấy cười một tiếng, ta hẳn là cảm ơn ngươi đâu, ta nhớ được ngày đó ngươi tiến đến giúp đỡ. Chỉ là việc nhỏ. Không cần phải nói. Vu Lị cũng không cho rằng là chuyện nhỏ, bây giờ nghĩ khởi chuyện ngày đó còn nghĩ mà sợ đâu, sau đó nàng chuyên môn cảm tạ 2 vị cảnh sát, còn hỏi thăm qua Hứa Thuần Lương tin tức, bất quá cảnh sát cũng không lộ ra, chỉ là thừa nhận lúc đương thời vị nhiệt tâm quần chúng hỗ trợ, nhưng người ta làm chuyện tốt không lưu danh, lặng lẽ đi. Vu Lị tính tình hướng ngoại, mặc dù không có giang hồ nữ hiệp bản sự, nhưng là hơi có chút bậc cân quắc không thua đấng mày râu hào khí. Cho Hứa Thuần Lương ưu đãi nhất chiết khấu, đưa điện thoại di động bộ, miếng dán. Xử lý thủ tục thời điểm cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện phiếm vài câu, nghe nói hắn liền muốn đi Trường Hưng Bệnh viện đi làm, lập tức mở ra thoại hạp tử. Trường Hưng Bệnh viện là nàng nghiệp vụ đơn vị, bệnh viện tập đoàn Hào chính là bọn hắn phòng buôn bán làm. Nàng tại Trường Hưng Bệnh viện có rất nhiều người quen, thân tỷ tỷ Vu Mạt chính là khoa phụ sản bác sĩ. Vu Lị là cái lòng nhiệt tình, còn chủ động đưa ra muốn giới thiệu tỷ tỷ cho hắn nhận biết. Dưới cái nhìn của nàng, người trẻ tuổi lần đầu trải qua chỗ làm việc, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Hứa Thuần Lương vốn là hay nói, cùng Vu Lị trò chuyện có chút hợp ý, 2 người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, Vu Lị đưa ra 2 ngày nữa từ nàng đến tổ cục, mời 3 vị ân nhân cứu mạng ăn cơm. Trường Hưng Bệnh viện là Đông Châu thị lực ảnh hưởng lớn nhất 5 chỗ tổng hợp bệnh viện một trong, nhưng thực lực tại ngũ đại bên trong đứng hàng ghế chót. Cải cách mở ra về sau, chữa bệnh chế độ nhiều lần cải cách. Có thể tại Đông Châu thị ngật đứng không ngã 5 bệnh viện lớn đều có các ưu thế hạng mục. Trường Hưng đi qua lấy khối u khoa cùng bí niệu khoa tăng trưởng, là Đông Châu nhà thứ nhất đưa vào máy gia tốc tuyến tính, nhà thứ nhất khai triển thay thận giải phẫu bệnh viện, thế kỷ trước đầu thập niên 90 cũng từng phong quang nhất thời.
Chỉ là khi tiến vào thế kỷ 21 về sau, Trường Hưng thu hút nhân tài nước ngoài nghiêm trọng, tại chính sách bên trên cũng không có đạt được thị lý thiên về, phát triển chậm chạp, dần dần cùng cái khác bốn nhà kéo dài khoảng cách. Viện trưởng Cố Hậu Nghĩa mặc dù là bệnh viện phát triển tận tâm tận lực, mà dù sao tuổi tác thiên đại, quản lý trình độ khó tránh khỏi tụt hậu, bệnh viện trung tầng cán bộ, có không ít đều là hắn đồng hương, Cố Hậu Nghĩa thường nói nâng hiền không tránh thân, nhưng bệnh viện nội bộ đều nói hắn dùng người không khách quan. Cái này nên là Cố Hậu Nghĩa tại Trường Hưng cuối cùng một năm, chính sử cấp Cố Hậu Nghĩa hoàn toàn có thể lựa chọn nằm ngửa, nhưng hắn không cam tâm, khác bệnh viện đều tại mới xây dựng thêm, Trường Hưng hai kỳ xây dựng thêm phương án 6 năm trước liền sách ra, ở giữa khó khăn chắc trở không ngừng, mãi mới chờ đến lúc đến giảm phê chuẩn, hết lần này tới lần khác tại phá dỡ bên trên lại gặp trở ngại. Cố Hậu Nghĩa vốn là muốn tại mình lui ra trước khi đến, tướng bệnh viện hai kỳ công trình hoàn thành, đôi này bệnh viện, đối chính hắn đều xem như một cái viên mãn bàn giao. Đáng tiếc trời không theo ý người, chỉ có hùng tâm tráng trí, thời gian đã không cho phép, cho nên lui một bước dự định tướng hai kỳ xây dựng thêm công trình khởi động, chỉ ít hắn muốn điện cơ khởi công về sau lại đi, không tồn tại bất luận cái gì tư tâm, liền đơn thuần muốn vì Trường Hưng làm chút chuyện. Tuần mới sáng sớm hội nghị thường kỳ bên trên, Cố Hậu Nghĩa lại dõng dạc miêu tả một lần hai kỳ xây dựng thêm bản thiết kế, phía dưới trung tầng cán bộ kỳ thật đã sớm nghe vô số lần, đã không có mới mẻ cảm giác, bất quá lần này là làm thật, phá dỡ công trình sắp bắt đầu, không bao lâu, Trường Hưng chung quanh bằng hộ khu liền sẽ bị san thành bình địa, tiếp qua mấy năm một tòa hiện đại hóa phòng bệnh cao ốc liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phó viện trưởng Cảnh Văn Tú ngồi tại trong phòng hội nghị nhỏ chăm chú ghi chép, nhưng trong lòng đang tính toán lấy Cố Hậu Nghĩa sang năm đến giờ sự tình, Cố Hậu Nghĩa sau khi đi, ai có khả năng nhất tiếp nhận hắn vị trí. Nhìn thoáng qua bên người Cao Tân Hoa, đầu tiên liền phủ định hắn, Cao Tân Hoa bộ đội chuyển nghề, trình độ không được, tuổi tác bên trên cũng không có ưu thế gì, phó phòng đã là cá nhân hắn hoạn lộ mức cực hạn. Nghiêm hồi ý, thứ nhất phó viện trưởng, thể đội thứ ba, nghiên cứu sinh trình độ, nhưng ai không rõ ràng hắn thứ nhất trình độ là trường đại học. Nghiên cứu sinh là tại chức đọc, không có bằng thạc sĩ. 51 tuổi, bỏ qua thăng chức hoàng kim kỳ, khẩu tài không được, lên đài phát biểu đều lắp bắp. Dạng này người không chịu nổi chức trách lớn. Tần Quốc Lương, trong nội tâm khoa chủ nhiệm, y học tiến sĩ, bệnh viện trọng kim đào tới tinh anh, hắn cái này phó viện trưởng chỉ là một cái danh dự xưng hào, trong nội tâm khoa nghiệp vụ đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ đi quản lý bệnh viện, mà lại loại người này thuộc về y đạo di dân, rất khó phục chúng. Cảnh Văn Tú ở trong lòng dần dần tướng đối thủ bài trừ, càng nghĩ mình tiếp nhận Cố Hậu Nghĩa khả năng càng lớn. Năm nay tháng 10 vừa vặn Thế giới Phụ nữ Đại hội ở Kinh tổ chức, mượn Đại hội gió đông, mình tiến thêm một bước rất có thể. Cảnh Văn Tú nghĩ đến nhập thần, thậm chí ngay cả Cố Hậu Nghĩa tuyên bố tan họp đều không nghe thấy, vẫn là Cao Tân Hoa nhắc nhở nàng vừa rồi giật mình. Hai người tự nhiên là cùng ra ngoài, Cảnh Văn Tú có được 1m72 thân cao, dẫm lên giày cao gót lộ ra so Cao Tân Hoa còn muốn mạnh mẽ chút. Thói quen quăng một chút tóc, lão Cao. Đám kia hộ không chịu di rời tất cả đều dọn đi rồi. Cao Tân Hoa cười nói, dọn đi rồi. Cảnh Văn Tú biết chuyện này về hắn phụ trách, nhìn hắn một cái nói, lợi hại a, hồi xuân đường bướng bỉnh lão đầu ngươi cũng có thể làm được. Sớm nhất nàng cũng đi làm qua công việc, bị Hứa lão gia tử không khách khí chút nào đuổi ra ngoài, cán bộ gia đình xuất thân Cảnh Văn Tú tâm cao khí ngạo, đến bây giờ còn nhớ kỹ chuyện này. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, đơn giản đem sự tình nói với nàng. Dù sao cũng không phải bí mật gì. Cảnh Văn Tú nhíu mày, Cố viện thế mà lại nhượng bộ. Thật sự là không nghĩ tới a, mở cái miệng này tử không tốt a, về sau khẳng định có người sẽ nói xấu. Cao Tân Hoa kỳ thật đáy lòng rất phản cảm nữ nhân này, ỷ vào gia tộc xuất thân, vênh váo tự đắc, coi trời bằng vung, tại bệnh viện danh tiếng cực kém, hắn luôn luôn cho rằng, lại nữ nhân xinh đẹp, một khi tràn đầy quyền lực muốn, liền không có nữ nhân vị. Huống chi nữ nhân này trước mắt cũng không xinh đẹp, lại chuyên quyền ương ngạnh. Cao Tân Hoa giả bộ quên đồ vật, quay người hướng phòng họp đi đến, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, tình nguyện nhiều đi hai bước, cũng không muốn cùng nàng đồng hành. Đi chưa được mấy bước, điện thoại liền vang lên, lại là Hứa Trường Thiện gọi điện thoại tới, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng cháu trai, hôm nay là Hứa Thuần Lương đi bệnh viện báo danh ngày đầu tiên, càng nghĩ vẫn là cho Cao Tân Hoa lên tiếng kêu gọi mới yên tâm. Nếu như không phải lão gia tử nhắc nhở, Cao Tân Hoa cơ hồ quên Hứa Thuần Lương hôm nay báo danh sự tình, mặc dù hắn chỉ là một cái phó chức, nhưng là tại bệnh viện cần phải xử lý sự tình cũng không ít,
nào còn có dư loại chuyện nhỏ nhặt này. Cao Tân Hoa để Hứa lão gia tử yên tâm, mình nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn Hứa Thuần Lương, có hắn tại bệnh viện một ngày, Hứa Thuần Lương liền sẽ không bị người khi dễ. Hôm nay là công nhân viên mới tập trung báo danh một ngày, tất cả mọi người đi trước nhân sự khoa báo đến, dựa theo thông thường kế tiếp là nhập chức kiểm tra sức khỏe cùng tập trung huấn luyện, sau đó khoa giáo khoa sẽ cho bọn hắn an bài phòng luân chuyển huấn luyện. Hứa Thuần Lương là một cái trong đó dị loại, hắn chỉ có cao trung trình độ, nhưng tại nhiều như vậy người mới bên trong, hắn là duy nhất có được chính thức biên chế, còn tốt người biết chuyện này không nhiều. Tại Hứa Thuần Lương an bài bên trên, bệnh viện cũng phí hết một phen đầu óc, an bài công nhân cương vị, Hứa Trường Thiện bên kia khẳng định không có cách nào bàn giao, nhưng hắn một không có bản khoa trình độ, hai không có bằng cấp bác sĩ, càng nghĩ chỉ có thể ở đưa vào nhân tài đặc thù bên trên làm văn chương. Hồi Xuân Đường là Giang Châu danh tiếng lâu năm, Hứa Trường Thiện không phải là di truyền nhận người, dựa theo manh mối này liền cho Hứa Thuần Lương mang theo không phải di truyền nhận người xưng hào, mục đích phòng là trung y khoa, nhưng là trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn đã minh xác biểu thị cự tuyệt. Nếu như bệnh viện cưỡng ép đem một cái học sinh tốt nghiệp trung học nhét vào đến, hắn tình nguyện lựa chọn từ chức. Tại Trường Hưng cái này chỗ tổng hợp trong bệnh viện, trung y khoa mặc dù không có tồn tại gì cảm giác, nhưng Chu Minh Viễn vị chủ nhiệm này y sư vẫn rất có chút hy vọng, hắn sở dĩ phản ứng kịch liệt như thế còn có một nguyên nhân, hắn cho rằng trung y khoa kinh tế đình trệ cùng Hồi Xuân Đường tồn tại có rất lớn liên quan. Rất nhiều bệnh nhân của hắn về sau đều đi Hồi Xuân Đường, hắn cũng nghe đến rất nhiều tin đồn. Nói trình độ của hắn không bằng Hứa Trường Thiện, tại Chu Minh Viễn trong mắt, Hứa Trường Thiện chính là một cái lang băm, không có trải qua hệ thống học tập, chỉ bằng lấy tổ tiên truyền thừa mấy cái gọi là bí phương giả danh lừa bịp. Mình mới là y học Trung Quốc chính tông, tốt nghiệp ở Kinh sư Y học Trung Quốc Đại học, chủ nhiệm y sư, thành thị y hiệp hội phó hội trưởng, lâu dài quản sự, ở trong ngoài nước phát biểu luận văn vô số, có điểm nào nhất so ra kém Hứa Trường Thiện. Hắn đối Hứa Thuần Lương không có thành kiến. Nếu như Hứa Thuần Lương là đường đường chính chính đại học tốt nghiệp, hắn cũng sẽ không làm khó, nhưng một học sinh trung học, nghe nói còn là liên tiếp thi rớt 3 năm học lại sinh, để dạng này người tiến vào mình phòng căn bản là kéo thấp phòng bình quân trình độ, thân là trung y khoa chủ nhiệm, hắn nhưng gánh không nổi người này. Nhân sự khoa khoa trưởng Mã Hồng Mai bởi vì việc này cũng phi thường đau đầu, biên chế là tại trung y khoa, có thể trung y khoa cự không tiếp thụ, hành chính phòng, không phải đủ quân số chính là vượt biên chế. Cởi chuông phải do người buộc chuông, biết tiểu tử này là cao viện phó đặc biệt dẫn vào nhân tài, vẫn là đến trưng cầu cao viện phó ý kiến. Vừa vặn Cao Tân Hoa điện thoại tới hỏi thăm Hứa Thuần Lương báo danh sự tình, Mã Hồng Mai trong điện thoại liền kêu khổ. Cao Tân Hoa đương nhiên có thể lý giải Mã Hồng Mai khó xử, Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể giống những người khác một dạng luân chuyển, hắn đối y học nhất khiếu bất thông, an bài một cái y học tiểu bạch đi lâm sàng phòng còn không biết sẽ chọc ra cái gì chỗ hở. Mã Hồng Mai nói, cao viện, Chu chủ nhiệm thái độ phi thường kiên quyết, nếu là kiên quyết Hứa Thuần Lương phân đến bọn hắn khoa, hắn lập tức từ chức. Cao Tân Hoa trong lòng thầm mắng, cái này Chu Minh Hoa chính là cậy già lên mặt, bản sự không có nhiều, tính tình ngược lại rất lớn, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy trước tiên lành nghề chính hậu cần cho hắn tìm cái vị trí, làm quen một chút bệnh viện hoàn cảnh, thuận tiện quan sát một chút năng lực của hắn. Mã Hồng Mai nói, bệnh viện chúng ta hành chính phòng tình huống ngài đều rõ ràng, cái nào phòng cũng không có dư thừa vị trí A, hậu cần cương vị ngược lại là an bài xong, nhưng hắn cũng không phải công nhân biên chế. Cao Tân Hoa nói, biên chế là biên chế, công việc là công việc, người trẻ tuổi nhiều nếm thử mấy cái cương vị chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu như bây giờ liền cho Hứa Thuần Lương an bài lôi cuốn phòng, rất có thể một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thuần Lương là quan hệ của hắn. Cao Tân Hoa cũng không muốn bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Trước tiên đem nhiệt độ hạ xuống đi, chờ qua một thời gian ngắn tìm tới cơ hội thích hợp lại an bài cho hắn thoải mái một chút cương vị, chỉ là chuyện này cần phải đặc biệt đi một chuyến cho Hứa lão gia tử ở trước mặt giải thích rõ ràng. Thế là Hứa Thuần Lương đánh lấy luân chuyển cờ hiệu đi tới khoa điện công ban, bệnh viện khoa điện công ban chính là công nhân cương vị, bởi vì Mã Hồng Mai đặc địa bàn giao. Khoa giáo khoa khoa trưởng Phan Minh Minh tự mình tướng Hứa Thuần Lương dẫn tới khoa điện công ban, còn chuyên môn cường điệu vị này người mới điện báo công ban là luân chuyển. Công nhân viên mới luân chuyển không hiếm lạ, nhưng điện báo công tàu thủy chuyến chuyển là khai thiên tích địa đầu một lần, khoa điện công ban tại bệnh viện là một cái không đáng chú ý nhỏ bộ môn, 8 tên công nhân viên chức, chia lớp 4, bình thường đều là bên trên 24 giờ nghỉ 72, trong nội viện đối hành vi của bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.
khoa điện công chuyên nghiệp chỉ có ban trưởng giả học công, còn lại 7 người đều là bệnh viện nội bộ chuyển cương vị, bọn hắn cũng làm không là cái gì kỹ thuật cao hàm lượng công việc, thường ngày công việc chủ yếu, đơn giản là thay cái bóng đèn, kéo cái công tắc nguồn điện loại hình nhỏ sống, gặp được phức tạp công việc, trên cơ bản đều là tìm kiếm ngoại viện. Hôm nay là ban trưởng giả học công cùng Tiểu Phùng trực ban, Phan Minh Minh mang Hứa Thuần Lương tới thời điểm, hai người đang nghiên cứu cổ phiếu. Tại Trường Hưng, bọn hắn thuộc về tầng dưới chót, thu nhập tự nhiên không cách nào cùng nhân viên y tế so sánh, cũng may nghiệp sư thời gian dư giả, thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, sẽ làm tất cả điểm kiêm chức trợ cấp gia dụng. Tiểu Phùng bình thường đưa tiễn thức ăn ngoài, giả học công thì là tự mình lái một cái kho đồ ăn cửa hàng. Liền xem như trực ban, đa số thời gian cũng là không có nhiệm vụ gì, nhàn rỗi không phải đầu tư cổ phiếu chính là thổi nước. Phan Minh Minh sau khi đi, giả học công cho Hứa Thuần Lương giới thiệu một chút khoa điện công ban tình huống, Hứa Thuần Lương đến phá vỡ dĩ vãng cân bằng, có chút không dễ an bài, tạm định để Hứa Thuần Lương bên trên thường bạch ban, hai ngày nghỉ bình thường nghỉ ngơi. Phan Minh Minh trước khi đi đặc địa đem giả học công gọi qua một bên, uyển chuyển nói cho hắn biết Hứa Thuần Lương là cao viện trưởng quan hệ, đây là vì phòng ngừa khoa điện công ban ma cũ bắt nạt ma mới. Nói đều điểm tới loại tình trạng này, giả học công há có thể không rõ, cho nên cũng không dám cho Hứa Thuần Lương an bài cái gì sống, ngay cả bưng trà đổ nước loại này người mới hẳn là đi làm việc nhỏ cũng không dám làm phiền Hứa Thuần Lương. Khoa điện công ban luân phiên giống như đèn kéo quân, mọi người tâm tư cũng không trong công tác, bởi vì đều biết Hứa Thuần Lương cấp trên có người, qua không mấy ngày liền muốn rời khỏi, ai cũng không đáng làm khó dễ đắc tội. Hứa Thuần Lương hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là nghe, nội dung điện thoại 89 phần 10 đều là nào đó khoa đèn hỏng, nào đó khoa đứt cầu dao, trên cơ bản là pha một ly trà, điện thoại bên cạnh ngồi xuống một ngày. Hứa Thuần Lương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chủ động yêu cầu cùng theo đi làm việc. Bình thường đi ra ngoài làm việc, đều là một người cầm công cụ, một người khiêng cái thang, bởi vì nhiều Hứa Thuần Lương, ban trưởng giả học công chỉ có thể cầm bóng đèn, làm lớp trưởng muốn làm gương tốt, tổng không có ý tứ tay không. Lần này cần thay đổi bóng đèn phòng là y tế chỗ. Trường Hưng Bệnh viện Y tế chỗ ở vào hành chính ký túc xá lầu 3, chủ nhiệm Chu Văn Bân là cố viện trưởng đồng hương, cũng là cố hậu nghĩa một tay để bạt lên cán bộ, tại trong mắt mọi người hắn chính là chú ý dòng chính. Chu Văn Bân quá khứ là ngực bác sĩ ngoại khoa, phó chủ nhiệm y sư, trở thành y tế chỗ chủ nhiệm vừa đầy nửa năm. Vứt bỏ y tham chính cũng không phải là bởi vì lãnh đạo chủ động dìu dắt, nguyên nhân căn bản là hắn tự biết cạnh tranh khoa chủ nhiệm vô vọng, lại không cam tâm ở dưới người, sở dĩ chủ động tìm được viện trưởng cố hậu nghĩa tự mình câu thông, cố viện trưởng nể tình đồng hương tình cảm bên trên đem hắn an bài tại y tế chỗ. Chu Văn Bân hơi có chút liếc xéo, mồm miệng không rõ, tính tình mềm yếu, cũng không có gì hơn người quan hệ xã hội, có thể thuận lợi trở thành y tế chỗ chủ nhiệm vẫn là may mắn mà có đồng hương trợ lực. Vừa mới nhậm chức thời điểm, thật sự là hắn tìm được làm quan một phương cảm giác thỏa mãn, nhưng cũng không lâu lắm, liền ý thức được y tế sử trưởng chức vị này không phải người bình thường có thể làm tốt. Đi qua làm thầy thuốc thời điểm, cho rằng y tế chỗ bất quá là cái ba phải bộ môn, mặc dù công việc là phụ trách chữa bệnh quản lý, trên thực tế chủ phải xử lý chữa bệnh tranh chấp sĩ quan quân y ti, nhưng dù sao mình không phải người trong cuộc, chỉ cần xử trí thỏa đáng, tại đương sự bác sĩ cùng bệnh hoạn ở giữa thành lập một cái vùng hòa hoãn là được. Tự mình có thể cân đối giải quyết, bệnh viện xuất tiền, không giải quyết được còn có pháp viện, kiện cáo thắng cố nhiên đáng mừng, vạn nhất thua, vẫn là bệnh viện xuất tiền. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái ngành này cũng không có đơn giản như vậy, đến đây khiếu nại bệnh hoạn phần lớn tính tình nóng nảy, hùng hổ dọa người, tại duy quyền người trong mắt, viện phương bất luận kẻ nào đều là bọn hắn cửu nhân không đội trời chung, tới chính là hưng sư vấn tội. Cân đối quá trình bên trong, bị đánh bị mắng là chuyện thường xảy ra. Buồn bực nhất phải là, người bệnh phương không hiểu coi như bỏ qua, ngay cả bản viện bác sĩ cũng không hiểu, thường xuyên cho rằng bọn họ không có đưa đến bảo hộ nhân viên y tế tác dụng, đối người bệnh quá mềm yếu, thậm chí nói bọn hắn cùi trỏ vạn bên ngoài ngoặt, dù sao trong ngoài không phải người. Chu Văn Bân làm nửa năm, cuối cùng sờ đến một chút khiếu môn, y tế chỗ lại y hoạn mâu thuẫn tập kết điểm, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, hắn chỉ muốn ở chỗ này làm một ngày, liền muốn bị liên lụy. Nghĩ giảm bớt bị tác động đến phương thức tốt nhất chính là tận lực ít xuất hiện, cho nên Chu Văn Bân bắt đầu giảm bớt tại bệnh viện lộ diện thời gian, coi như ở tại bệnh viện cũng tận khả năng không ở văn phòng. Người phụ trách thoát cương vị có tìm không hết lấy cớ, phía dưới làm việc liền không có tốt như vậy mệnh, lưu thủ Trần Quang Minh cùng Trình Tiểu Hồng không thể không thừa nhận duy quyền người cường đại hỏa lực,
bị mắng đều là nhẹ, làm không tốt còn muốn bị đánh. Trần Quang Minh tháng này không có qua liền cùng người phát sinh hai lần kịch liệt xung đột, tâm tình lớn thụ ảnh hưởng, hắn đã đang tìm quan hệ xin điều khoa. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều có viện tuần hội, cho nên Chu Văn Bân không đi, vốn định phê duyệt góp nhặt một tuần văn kiện, không khéo bóng đèn hỏng, lên đỉnh đầu láo liên không ngừng. Khoa điện công ban hiệu suất thực sự thấp, báo tu điện thoại đánh nửa giờ mới gặp công nhân tới. Đi ở phía trước Tiểu Phùng cõng túi công cụ, đằng sau đi theo khiêng cái thang Hứa Thuần Lương, đi tại sau cùng là ban trưởng giả học công, cầm trong tay hai cây bóng đèn. Nhìn thấy bọn hắn không nhanh không chậm bộ dáng, Chu Văn Bân trong lòng thầm mắng, thay cái bóng đèn đều muốn ba người, Trường Hưng bệnh viện sở dĩ phát triển không nổi, cũng là bởi vì nuôi rảnh rỗi quá nhiều người. Giả học công hướng Chu Văn Bân cười cười, chủ động kêu một tiếng Chu chủ nhiệm. Chu Văn Bân không có phản ứng hắn, giả học công đụng phải một cái mũi xám, có chút xấu hổ cúi đầu, tại bệnh viện bọn hắn những này hậu cần công nhân chính là tam đẳng công dân, thu nhập thấp, địa vị thấp, không có tồn tại cảm. Hứa Thuần Lương một bên thấy rất rõ ràng, thời đại này đem người người bình đẳng khẩu hiệu kêu vang động trời, nhưng trên thực tế vẫn là phân đủ loại khác biệt, đừng nhìn Chu Văn Bân tại trước mặt bọn hắn ngạo đến cùng nhị ngũ bát phạt, nhìn thấy so với hắn quan lớn lập tức cúi đầu cúi người, ngoan đến cùng quy tôn tử đồng dạng. Giả học công chỉ huy hắn đem cái thang lắp xong, Hứa Thuần Lương phụ trách thang cuốn tử, Tiểu Phùng leo đi lên đổi bóng đèn, hết lần này tới lần khác lúc này hắn náo lên bụng, biểu thị công việc trước muốn trước đi cái toilet. Chu Văn Bân rốt cuộc ôm không ở phát hỏa, thay cái bóng đèn cái nào nhiều chuyện như vậy. Thật sự là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè, mấy người các ngươi có thể làm liền làm, không thể làm xéo đi nhanh lên. Tiểu Phùng bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng người có ba gấp, hắn là thật không nín được, quay người liền xông hướng mặt ngoài. Giả học công không dám lên tiếng, Hứa Thuần Lương nhưng nghe không nổi nữa, các ngươi y tế chỗ quản được cũng thật nhiều, quản thiên quản địa còn quản đi ị đánh giám. Y tế chỗ hai tên làm việc nghe hắn nói như vậy nhìn không được bật cười. Thuộc hạ cười một tiếng, Chu Văn Bân mặt mũi càng không nhịn được, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ngươi là ai a? Làm sao nói đâu, có tin ta hay không đem các ngươi khoa trưởng gọi tới. Giả học công liều mạng cho Hứa Thuần Lương nháy mắt, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, người ta là chính khoa cấp, bệnh viện trung tầng, không phải chúng ta những này tiểu công người có thể đắc tội khởi. Còn tốt lúc này có người đi vào rồi. Rời đi Chu Văn Bân lực chú ý. Lo vòng ngoài bột tiến đến ba vị tráng hán, người cầm đầu cạo lấy nắp nồi, bàng khoát yêu viên, thô trên cổ treo đầu lớn dây chuyền vàng, hai cái cánh tay bên trên văn đầy xanh xanh đỏ đỏ hình xăm, màu đen bó sát người áo lót phác họa ra có chút khoa trương cơ ngực, nhìn bề ngoài chính là xã hội người, vừa vào cửa liền hét lên, Chu chủ nhiệm, gặp ngươi một mặt thật là mẹ nó khó a. Chu Văn Bân lúc đầu đang muốn Hứa Thuần Lương hưng sư vấn tội, nhưng nhìn đến ba vị này khách không mời mà đến, mặt soát liền trợn nhìn. Trần Quang Minh cùng Trình Tiểu Hồng đồng thời toát ra vẻ sợ hãi, người tới gọi Vương Đại Lôi, là Bắc khu côn đồ nổi danh, phụ thân hắn năm trước bởi vì tuyến tiền liệt tăng sinh nằm viện, đi điện cắt giải phẫu, thuật hậu hiệu quả cũng không lý tưởng, bác sĩ thuật trước liền đem thuật hậu khả năng phát sinh tình trạng nói đến rõ ràng, bọn hắn cũng ký đồng ý sách. Nhưng thuật hậu Vương Đại Lôi liền mở ra điên cuồng duy quyền hình thức, không phải nói là giải phẫu sự cố, yêu cầu bệnh viện làm ra bồi thường, y tế chỗ cũng cùng hắn hiệp thương không ít lần, rơi vào đường cùng nguyện ý cho nhất định kim ngạch đền bù, nhưng là bệnh viện cho kim ngạch cách Vương Đại Lôi yêu cầu cách biệt quá xa, con hàng này cũng dám muốn, công phu sư tử ngoạm trực tiếp muốn 100 vạn. Song phương đã không thể đồng ý, bệnh viện liền đề nghị hắn đi pháp viện khởi tố, loại tình huống này, kinh pháp viện xử phạt, cuối cùng khả năng bồi thường tiền còn không bằng bệnh viện đền bù. Vương Đại Lôi dưới cơn nóng giận đánh Trần Quang Minh, hắn cũng bởi vì tìm khe hở gây chuyện bị cảnh sát câu lưu. Không khéo chính là, tại câu lưu trong lúc đó, phụ thân hắn qua đời, Vương Đại Lôi liền đem tất cả mọi thứ trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến bệnh viện phương diệt. Hiện tại là 3 ngày một nhỏ náo, 5 ngày một đại náo, bắt đền kim ngạch cũng tới lên tới 200 vạn. Hắn hiện tại cũng giảo hoạt rất nhiều, sẽ không dễ dàng động thủ, cả ngày thay đổi biện pháp buồn nôn ngươi. Chu Văn Bân thấy là hắn lập tức liền đau đầu, gạt ra một tia cứng rắn nụ cười nói, Đại Lôi a, người hôm nay làm sao có rảnh. Vương Đại Lôi hướng bên cạnh hắn một tòa, chân bắt chéo vểnh lên, ta người rảnh rỗi một cái, không giống người tuần đại chủ nhiệm một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều có rảnh, chuyện của ba ta giải quyết như thế nào. Chu Văn Bân cười theo nói, lần trước không phải nói cho ngươi rồi. Cái kia kim ngạch ngươi còn hài lòng a?
Bệnh viện cũng bị khối này lưu manh làm cho phiền muộn không thôi, cuối cùng quyết định duy nhất một lần đền bù hắn 5 vạn khối, hy vọng như vậy dàn xếp ổn thỏa. Vương Đại Lôi miệng nghiêng một cái, hướng trên mặt đất xì miệng cục đàm, đuổi ăn mày đâu. Cha ta một cái mạng liền đáng giá 5 vạn, suy bụng ta ra bụng người a, Chu chủ nhiệm, cha ngươi nếu như bị người hại chết, cho 5 vạn ngươi nguyện ý không? Chu Văn Bân trong lòng thầm mắng, làm sao nói đâu? Ta nếu là đánh thắng được ngươi không phải quất ngươi không thể, đối phương phách lối cũng khơi dậy hắn hỏa khí, bệnh viện chúng ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ, ngươi nếu là còn không hài lòng, có thể đi pháp viện khởi tố. Ít mẹ nó cầm pháp viện tới dọa ta, người nào không biết các ngươi quan lại bao che cho nhau, một cái mạng a, nếu như không phải là bởi vì các ngươi giải phẫu sự cố, cha ta hiện tại hoàn hảo tốt sống đây này. Phụ thân ngươi sự tình chuyên gia đã giám định qua, kết quả cho thấy, giải phẫu cũng không tồn tại bất kỳ sai lầm nào, dự đoán bệnh tình không lý tưởng cùng cá nhân thể chất có quan hệ, về phần hắn chết, cùng tuyến tiền liệt giải phẫu không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đánh giám, không phải là các ngươi khai đao đả thương cha ta nguyên khí, cha ta chỉ ít có thể sống 100 tuổi, ít mẹ hắn tại cái này được ta. Chu Văn Bân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Vương Đại Lôi, ngươi lại hung hăng càn quấy, ta gọi bảo an. Vương Đại Lôi cười lạnh một tiếng, người mẹ nó ngược lại là gọi a. Đứng dậy hướng Chu Văn Bân tới gần, Chu Văn Bân đánh đáy lòng bỡ ngỡ, run giọng nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì, nơi này là bệnh viện, ngươi. Ngươi chớ làm loạn a. Trình Tiểu Hồng dọa đến run lẩy bẩy, Trần Quang Minh cầm điện thoại lên muốn gọi bảo an, bị Vương Đại Lôi đồng bọn một bàn tay tướng điện thoại cho ấn xuống, huy quyền làm bộ muốn đánh Trần Quang Minh. Trần Quang Minh dọa đến cuống quýt lui lại, dưới chân không có đứng vững. Mất đi cân bằng đặt mông ngồi dưới đất. Chu Văn Bân tại nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán, lớn tiếng nói, hiện tại là xã hội pháp trị. Vương Đại Lôi cười nói, người nào không biết là xã hội pháp trị, ta mẹ nó phạm pháp rồi. Ta là giết người vẫn là phóng hỏa rồi. Ta là tới cùng ngươi muốn thuyết pháp, các ngươi Trường Hưng bệnh viện xem mạng người như cỏ rác, hại chết cha ta, thù giết cha không đội trời chung. Đến đâu mà nói rõ lý lẽ ta cũng không sợ. Tiểu Phùng đi nhà vệ sinh trở về, nhìn thấy bên trong tình trạng này, dọa đến không dám vào đến, vụng trộm ở bên ngoài bấm bảo vệ khoa điện thoại. Giả học công leo đến cái thang bên trên, hắn chỉ là cái khoa điện công, y tế chỗ sự tình không có quan hệ gì với hắn, chỉ coi cái gì đều không nhìn thấy, hắn không dám chọc cũng không muốn gây, Chu Văn Bân cũng không phải cái vật gì tốt, đáng đời hắn kinh ngạc. Phụ trách kéo công tắc nguồn điện chính là Hứa Thuần Lương, khẽ vươn tay liền đem tổng áp cho kéo xuống. Hôm nay là trời đầy mây, công tắc nguồn điện kéo một phát, trong phòng ánh đèn toàn diệt, theo tới trạng vạng tối đồng dạng. Lần này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hứa Thuần Lương trên thân, Vương Đại Lôi nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, ngu xuẩn, ai mẹ nó để ngươi tắt đèn. Hứa Thuần Lương nói, ta tắt đèn ngại ngươi chuyện gì a? Cha ngươi chết cùng ta tắt đèn cũng có quan hệ sao? Vương Đại Lôi nghe xong liền phát hỏa, ta thao đại gia ngươi, làm sao nói đâu? Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng không muốn nhúng tay Chu Văn Bân nhàn sự, nhưng Vương Đại Lôi mắng trên đầu của hắn, cái này cũng không thể nhẫn, sự tình từ vừa mới bắt đầu hắn liền thấy rất rõ ràng, Vương Đại Lôi ba người này đều là vô lại. Muốn nói y tế chỗ ba cái cũng quá sợ, đối phương đều náo đến cửa chính miệng, còn nén giận. Nhớ ngày đó lão tử là ngũ độc giáo chủ thời điểm, ai dám xông ta tổng đàn, ta tất để hắn nếm tận vạn xà phệ thân nỗi khổ. Hứa Thuần Lương nhếch miệng. Thù giết cha không đội trời chung, oan có đầu nợ có chủ, ai đem ngươi cha giết, ngươi đi giết hắn chính là, ở chỗ này đùa nghịch cái gì uy phong. Làm sao, không dám đi a, thứ hèn nhát một cái, còn bất hiếu, ngươi làm sao còn có mặt mũi sống trên đời. Vương Đại Lôi nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới, lúc trước hắn bởi vì đánh người bị câu, hiện tại thật đúng là không có lá gan kia trước mặt mọi người đánh người. Chớ nhìn hắn khí thế hùng hổ xông đi lên, cũng chính là hù dọa Hứa Thuần Lương. Nhưng hắn chọn sai đối tượng, vừa mới vọt tới Hứa Thuần Lương phụ cận, bỗng nhiên một vật rơi xuống từ trên không, Vương Đại Lôi giật nảy mình, lại là một con ngón cái đóng lớn nhỏ nhện rơi thẳng xuống, vừa vặn rơi vào trên mặt hắn. 3. Hứa Thuần Lương một cái tát mạnh hung hăng quất vào trên mặt hắn, đánh cho trước mắt hắn sao vàng bay loạn. Một tát này đem tất cả mọi người cho làm sửng sốt. Giả học công đầu tiên náo không rõ, y tế chỗ sự tình cùng ngươi Hứa Thuần Lương có quan hệ sao? Ngươi ra cái gì đâu? Chu Văn Bân dùng mình một cái, hắn không thấy rõ ràng, còn tưởng rằng Vương Đại Lôi đem Hứa Thuần Lương đánh,
để Trần Quang Minh tranh thủ thời gian liên hệ bảo vệ khoa. Hứa Thuần Lương đánh xong nâng tay lên, lòng bàn tay có một con bị đập dẹp nhện, con nhện này, có kịch độc. Vương Đại Lôi hai tên đồng bọn mắt thấy hắn chịu cái tát, mau tới đây giúp một tay. Vương Đại Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, ta liều mạng với ngươi. Nói đều không nói lưu loát, cảm giác trên mặt còn có dị dạng. Hứa Thuần Lương nhắc nhở, còn có một con. Hứa Thuần Lương hắn không tin, nhưng hắn tin tưởng đồng bạn, hai tên đồng bọn chỉ vào mặt của hắn, nhện lớn. Đại Hoàng Phong đều đi ra. Vương Đại Lôi mình cũng nhìn thấy, nhện đã bò tới chóp mũi của hắn bên trên, thân thể hiện lên màu vàng nhạt, hắn nghĩ đưa tay đi bóp. Hứa Thuần Lương nhắc nhở, nhện túi vàng, kịch độc A, bị nó cắn một cái ngươi liền đi hầu hạ cha ngươi. Vương Đại Lôi cái nào trải qua loại tràng diện này, run giọng nói, nhanh. Mau giúp ta lấy xuống. Hai vị đồng bọn nghe nói có độc, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, một người trong đó đề nghị tranh thủ thời gian báo cảnh, đừng nhìn bình thường bọn hắn đều trốn tránh cảnh sát đi, nhưng gặp được phiền phức trước tiên nhớ tới vẫn là cảnh sát nhân dân. Hứa Thuần Lương cố ý thở dài nói, hảo tâm dựng cái lòng lang dạ thú, ta lấy ơn báo oán, ngươi còn lấy oán trả ơn. Cố ý đưa tay tại Vương Đại Lôi trước mặt lung lay, đây chỉ là công, ngươi trên mặt là cái, mẫu độc tính lợi hại hơn, chỉ cần bị nó cắn một cái, voi đều phải xong đời. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau một bước. Vương Đại Lôi sợ hãi nói, giúp ta đuổi đi nó. Hiện tại đừng nói Hứa Thuần Lương quất hắn một bàn tay, coi như 10 bàn tay hắn đều vui lòng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng nhúc nhích, chỉ cần ngươi bất động. Nó bình thường sẽ không chủ động công kích người. Vương Đại Lôi trong lòng tự nhủ ta cũng không thể vẫn đứng, run giọng nói, nhanh. Dùng đế giày đập chết nó. Một đồng bọn đem chữ nhân kéo cho cởi ra, Hứa Thuần Lương nói, đập thời điểm nhất định phải nắm giữ tốt cường độ, cẩn thận đem răng độc cho đập tới da thịt bên trong, chú ý nhện hoàng túi tuyệt đối không nên đập phá, bên trong đều là nọc độc cùng trứng trùng. Một khi đập phá, nọc độc liền sẽ ăn mòn da thịt, sâu đủ thấy xương, hủy dung việc nhỏ. Vạn ấp nở ra da nhện con ở trên mặt xây tổ, chui vào đầu óc người bên trong, hút óc, không chết cũng phải điên. Vương Đại Lôi dọa đến cũng nhanh khóc lên, đừng nhúc nhích, báo cảnh. Tranh thủ thời gian báo cảnh, ta nếu là xảy ra chuyện gì, không có 300 vạn giải quyết. Không được. Hứa Thuần Lương nói, cho 1000 vạn người có mệnh hoa sao? Nhìn đầu ngươi như thế lớn, làm sao bên trong một điểm đầu óc đều không có. Lúc này viện bảo vệ khoa trưởng mang theo một đám bảo an cuối cùng tới, bọn hắn nghe nói có người đến y tế chỗ nháo sự, nhưng ai cũng không nghĩ ra sẽ là cái tràng diện này. Vương Đại Lôi cắt điều một dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một con hoàng cái mông nhện ghé vào hắn trên mũi. Nghe nói nhện có kịch độc, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Chu Văn Bân gọi điện thoại cho chúng độc khoa, mời chúng độc khoa chuẩn bị sẵn sàng, một khi Vương Đại Lôi chúng độc có thể kịp thời áp dụng cứu giúp, hắn cũng học qua sinh vật. Gặp qua nhện túi vàng hình ảnh, nhưng Vương Đại Lôi trên mặt cái này thấy thế nào đều giống như phổ thông nhện, không giống có độc, chẳng lẽ là cái này nhỏ khoa điện công nói chuyện giật gân. Cố ý hù dọa Vương Đại Lôi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Vương Đại Lôi, nếu không ta giúp ngươi. Vương Đại Lôi liên thanh nói tốt. Ngươi vạn nhất phù hãm ta đánh ngươi làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, cứ việc xuất thủ, ta không trách ngươi. Vương Đại Lôi liều mạng lại chịu một bàn tay. Ta nếu là giúp ngươi, ngươi làm sao cảm ơn ta a? Ta, cam đoan, ta về sau cũng không tiếp tục tìm bệnh viện các ngươi phiền phức. 5 vạn liền 5 vạn, Vương Đại Lôi đến bây giờ còn nhớ khoản tiền kia đâu, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, lão cha chết cùng Trường Hưng không có bất cứ quan hệ nào, điện cắt giải phẫu cũng không thành vấn đề, là hắn cố ý gây chuyện, suy nghĩ nhiều lừa bịp ít tiền. Lúc này con kia nhện lại bắt đầu di động, leo đến Vương Đại Lôi má trái bên trên. Hứa Thuần Lương đột nhiên liền xuất thủ. 3. Cái này bàn tay đánh cho so vừa rồi còn hung ác, Vương Đại Lôi thân thể khôi ngô bị rút đến nguyên địa chuyển một vòng tròn, hai cái quai hàm cắt lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Hứa Thuần Lương biểu hiện ra chiến lợi phẩm của hắn, hai con nhện, một đực một cái đều chết tại lòng bàn tay của hắn, mặc dù bị đập dẹp, nhưng thi thể hoàn chỉnh, cũng không có nọc độc chảy ra. Vương Đại Lôi tại trước mắt bao người chịu hai cái bạt tai. Mặc dù biết Hứa Thuần Lương là cho mình giải vây, nhưng cái này hai bàn tay lại là rắn rắn chắc chắc rơi vào trên mặt mình, mà lại hắn chính miệng nói qua không quái nhân nhà. Vương Đại Lôi tại Bắc Khu cũng coi như có chút danh tiếng lưu manh, trước mặt người khác cũng là muốn mặt mũi,
xấu hổ phải đem đầu to rũ cụp lấy, đẩy ra bảo an không nói một lời đi. Lúc này Giả Học Công đổi xong bóng đèn, Hứa Thuần Lương đem không mở đẩy đi lên, trong văn phòng một mảnh tươi sáng. Chu Văn Bân đem chuyện đã xảy ra nói cho bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, hắn đối bảo vệ khoa hiệu suất làm việc có chút bất mãn, bình thường lúc không có chuyện gì làm bảo an khắp nơi có thể thấy được, vừa có việc ngược lại tìm không thấy người. Kỳ thật đám này bảo an đều biết Vương Đại Lôi tiếng xấu, mỗi tháng kiếm như vậy chút tiền lương, ai cũng không đáng tự rước lấy họa, mặc dù chỗ chức trách, tới là muốn tới, nhưng là cố ý chậm lại tiết tấu. Phòng ba lắng lại về sau, Chu Văn Bân mới nhớ tới giống như hẳn là hướng tiểu tử kia nói tiếng cảm ơn. Hứa Thuần Lương cùng Tiểu Phùng thu thập công cụ đi trước, Giả Học Công lưu lại các loại Chu Văn Bân tại phái công đơn bên trên ký tên xác nhận. Chu Văn Bân hướng Giả Học Công hỏi thăm một chút, mới biết được Hứa Thuần Lương là năm nay mới đến bệnh viện người mới, đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, có chút kinh nghiệm xã hội liền sẽ không can thiệp vào. Hứa Thuần Lương đem chụp chết hai con nhện tiện tay ném xuống đất. Chu Văn Bân đặc địa dùng Baidu phân biệt một chút, chính là phổ thông nhện, căn bản không có độc, quả nhiên là lắc lư Vương Đại Lôi, như thế xem ra, người trẻ tuổi này thật đúng là có dũng có mưu, lừa Vương Đại Lôi tìm không thấy Nam Bắc, còn trước mặt mọi người rút hắn hai cái to mồm. Buổi chiều viện tuần sẽ lúc kết thúc, nhân sự khoa trưởng Mã Hồng Mai đặc địa tìm tới Chu Văn Bân bảo hắn biết bởi vì công việc cần Trần Quang Minh sẽ bị điều động đến lây nhiễm khoa công việc. Chu Văn Bân nghe được tin tức này có chút buồn bực. Tiểu Trần vừa đi, y tế chỗ văn phòng chỉ còn lại hai người, Trình Tiểu Hồng là cái nữ hài tử, cũng không thể để nàng đỉnh ở phía trước xông pha chiến đấu, mang ý nghĩa ngay cả cái cản ở phía trước chia sẻ hỏa lực cũng không có, về sau hắn chẳng phải là muốn trực diện địch nhân hỏa lực, trực diện thảm đạm nhân sinh. Chu Văn Bân nhìn không được phàn nàn, ta đến y tế chỗ trước đó, phòng có 5 người, hai cái lui một cái rời, hiện tại lại điều đi một cái, nhiều công việc như vậy chẳng lẽ liền để hai người chúng ta làm sao? Mã Hồng Mai cười nói, đều biết người vất vả, nhưng người ta người trẻ tuổi muốn đi lên, cũng không thể ngăn đón người ta. Chu Văn Bân không có cảm thấy lây nhiễm khoa địa vị có thể xếp hạng y tế chỗ cấp trên, hắn rõ ràng, Trần Quang Minh là bị sợ vỡ mật, trẻ mang ai cũng không muốn tại lo lắng hãi hùng bên trong sinh hoạt. Ngẫm lại mình đi vào y tế chỗ nửa năm này, Trần Quang Minh không ít thụ ủy khuất, lần trước cũng bởi vì ép không được hỏa khí cùng người bệnh gia thuộc xé rách, rơi xuống cái trong nội viện phê bình. Cũng là lần kia ủy khuất kiên định Trần Quang Minh điều ly suy nghĩ. Chu Văn Bân nói, Mã khoa trưởng, y tế chỗ tình huống ngươi cũng biết, mâu thuẫn nhiều, công việc nặng, áp lực lớn, đơn dựa vào hai người chúng ta công việc căn bản không có cách nào vận hành bình thường, điều ta người có thể, nhất định phải cho ta bổ sung người mới, không phải ta tuyệt không đồng ý. Chu chủ nhiệm, điều ngươi người cũng không phải ta ý tứ, chuyện này ngươi đến tìm lãnh đạo phản ứng. Nàng khó mà nói vị kia lãnh đạo. Mặc dù là nhân sự khoa trưởng, nhưng tại bệnh viện cũng chỉ có thể làm cái công tác cụ thể người chấp hành, quyền nhân sự thật không ở trong tay nàng. Ta tại sao muốn tìm lãnh đạo phản ứng? Cũng không phải lãnh đạo đem chúng ta điều đi. Chu Văn Bân lòng dạ biết rõ, mình căn bản không ngăn cản được, hiện tại nói như vậy đơn giản là phát cào nhau. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, nàng hướng Chu Văn Bân cười cười, để hắn chờ một lát. Điện thoại là Trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn đánh tới. Vừa tiếp thông, Chu Minh Viễn ngay tại đầu bên kia điện thoại gầm hét lên, Mã khoa trưởng, ngươi có ý tứ gì? Tại sao muốn đem một học sinh trung học cố gắng nhét cho khoa chúng ta? Không có a, cái gì không có, hắn biên chế có phải hay không rơi vào trong chúng ta y khoa? Chiếm khoa chúng ta biên chế không nói, về sau chi tiêu có phải hay không cũng phải từ chúng ta ra. Mã Hồng Mai thầm than, cái này Chu Minh Viễn nổi danh vừa thúi vừa cứng, mà lại ngay tại nổi nóng. Chỉ có thể trước qua loa một chút, Chu chủ nhiệm, ngài đừng nóng vội, ta không rõ ràng chuyện này, có thể là bọn hắn sai lầm, ta cái này giúp ngài cha, ta đem sự tình làm rõ ràng, lập tức cho ngài đáp lời. Chu Minh Viễn không buông tha nói, người thế nào làm công tác? Lập tức làm rõ ràng, loại này ăn không ngồi rồi cá nhân liên quan người yêu cho ai, trong chúng ta y khoa không muốn. Mã Hồng Mai cúp điện thoại, trong lòng thầm mắng, ỷ lão mại lão ra hỏa. Người khác ăn không ngồi rồi, người không phải ăn không ngồi rồi. Trung y các ngươi khoa cho bệnh viện sáng tạo ra nhiều ít hiệu quả và lợi ích. Giữ lại trung y phòng khám bệnh chẳng qua là ý nghĩa tượng trưng, nàng rõ ràng hơn Chu Minh Viễn chi như vậy kích động là bởi vì Hứa Thuần Lương biên chế xúc động lợi ích của hắn. Trung y khoa một mực ở vào thiếu biên trạng thái, mỗi tháng đều có thể chuyện đương nhiên ăn kẻ buôn nước bọt, Hứa Thuần Lương biên chế động hắn format,
coi tiền như mạng, Chu Minh Viễn nổi giận cũng rất bình thường. Mã Hồng Mai hoàn toàn có thể đem bóng ra đá cho phó viện trưởng Cao Tân Hoa, đừng nhìn Chu Minh Viễn làm cho hung, nếu như trong nội viện hạ tử mệnh lệnh, hắn cuối cùng còn phải tuân theo. Bất quá Mã Hồng Mai cùng Cao Tân Hoa quan hệ cá nhân rất tốt, như không cần thiết vẫn là không muốn phiền phức hắn, cúp điện thoại, nhìn thấy đồng dạng một mặt vẻ bực tức Chu Văn Bân, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Một cái không chịu tiếp thu, một cái không muốn thả, nếu như đem Hứa Thuần Lương an bài đến y tế chỗ, đây không phải là lưỡng toàn tề mỹ, vấn đề của bọn hắn chẳng phải đều giải quyết. Mã Hồng Mai trong lòng có chủ ý, hướng Chu Văn Bân nói, ta chỗ này ngược lại là có cái thí sinh thích hợp, năm nay vừa tới bệnh viện chúng ta công nhân viên mới. Chu Văn Bân nghe xong là mới người lập tức đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, không được, y tế chỗ công việc phải có tương quan kinh nghiệm làm việc, ít nhất phải có nhất định kinh nghiệm lâm sàng, người mới làm không đến. Tiểu tử này phi thường xuất sắc, cao cao to to, dáng dấp cũng không tệ. Hứa Thuần Lương trên người xác thực không có nhiều điểm nhấp nháy, có thể thổi phồng đến mức cũng chính là tướng mạo. Anh Tuấn cao lớn có làm được cái gì? Ta cũng không phải chiêu bảo an. Chu Văn Bân kỳ thật thật muốn mấy cái bảo an thường trú y tế chỗ, chỉ ít có thể trấn nhiếp một chút đến đây gây chuyện người bệnh gia thuộc. Kinh nghiệm còn không phải dựa vào sau trời bồi dưỡng, tiểu tử này gọi Hứa Thuần Lương, vô cùng cơ linh. Cái gì? Mã Hồng Mai lại lặp lại một lần Hứa Thuần Lương danh tự, Chu Văn Bân lập tức cùng khoa điện công ban tiểu hỏa tử đối mặt hào, một cái bệnh viện không có nhiều như vậy trùng tên, huống chi cái tên này cũng không phổ thông. Hắn biểu thị mình muốn suy tính một chút, chậm nhất ngày mai cho nàng trả lời chắc chắn. Trở lại y tế chỗ, còn không đã nghe đến một cỗ gai mũi thuốc sát trùng vị, Trình Tiểu Hồng chính mang theo khẩu trang ở bên trong tiêu diệt, Trần Quang Minh bởi vì chịu không được mùi vị kia cũng tránh ra đến bên ngoài, nhìn thấy Chu Văn Bân, cười nói, Chu chủ nhiệm, Tiểu Trình sợ hãi nhện, cho nên dùng thuốc phun một chút. Chu Văn Bân nhẹ gật đầu, có chút buồn bực, mình tại căn phòng làm việc này ngốc lâu như vậy, đi qua cũng chưa từng thấy qua nhện. Hồi tưởng lại Hứa Thuần Lương đánh nhện chàng diện, càng nghĩ càng thấy đến hắn là mượn cơ hội rút Vương Đại Lôi cái tát, tiểu tử này đầu não cũng đủ linh hoạt, khó được chính là gan lớn, đổi thành người khác còn thật không dám đối Vương Đại Lôi ra tay. Trần Quang Minh móc ra một hộp khói cho Chu Văn Bân bên trên khói, cõng Chu Văn Bân vụng trộm đem điều cương vị sự tình giải quyết, ít nhiều có chút chột dạ. Chu Văn Bân khoát tay áo, biểu thị mình không cần, trong đầu vẫn đang tính toán lấy Hứa Thuần Lương sự tình. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, phòng có lẽ chỉ còn thiếu một cái nhân vật như vậy, nhìn lên trước mắt Trần Quang Minh ở trong lòng yên lặng cùng Hứa Thuần Lương tiến hành so sánh, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, sự so sánh này hắn lập tức liền làm ra quyết định. Hồi xuân đường di chuyển đến địa chỉ mới liền gần một tháng, nhưng biển chữ vàng vẫn chậm chạp không có treo lên. Đi qua một chút bệnh cũ hào thông qua đủ loại đường tắt tìm tới, Hứa Trường Thiện cũng không có tướng bệnh nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì không có tận lực tuyên truyền, nguyên nhân so đi lên giảm ít một chút, lão gia tử rõ ràng không có đi qua tâm khí, đại khái là cháu trai công việc có rơi vào, đã mất đi phấn đấu động lực. Hứa Thuần Lương cấp tốc thích ứng dân đi làm sinh hoạt, công việc nhẹ nhõm, đi làm sau khi, hắn cũng rất ít ra ngoài, có thời gian liền đọc sách lên mạng, gắng đạt tới mau chóng toàn diện hiểu rõ thời đại này. Hứa Trường Thiện bản trông cậy vào cháu trai có thể chủ động đưa ra cùng mình học y. Nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không có ý tứ này, nên chép đến bí phương, hắn cũng không kháng cự, một tay bút lông chữ viết đến ngược lại là cực kỳ xinh đẹp. Hứa Trường Thiện cố nén không đi qua hỏi hắn chuyện công tác, bởi vì Cao Tân Hoa chuyên môn cùng hắn câu thông qua, Hứa Trường Thiện biết cháu trai trước mắt là tại khoa điện công ban. Dựa theo Cao Tân Hoa thuyết pháp, người thường thường biết hổ thẹn sau đó dũng, nhìn thấy chênh lệch mới có động lực, Hứa Trường Thiện nguyên bản cũng hy vọng cháu trai sẽ nhận thức đến điểm này. Nhưng mắt thấy hắn đi làm nhanh nửa tháng, giống như đã thích ứng loại cuộc sống này, chỉ ít trước mắt từ trên người hắn cũng không tìm được bất kỳ tiến thủ tâm. Hứa Trường Thiện bắt đầu tiếp nhận hiện thực, kỳ thật trên thế giới này đại đa số người đều là bình thường, cháu trai cũng không phải là người làm đại sự, bình bình đạm đạm mới là thật, có phần công việc ổn định, tìm có tri thức hiểu lễ nghĩa nàng dâu, sinh một đôi đáng yêu bảo bối, cuộc sống như vậy cũng coi như viên mãn. Hứa Thuần Lương mỗi ngày tan sở đúng giờ về nhà. Nhìn thấy gia gia chính tại cửa ra vào nhìn qua phía ngoài đại thụ. Lão gia tử trên tàng cây lại phát hiện một cái mới trúc tổ ong, mấy chục con ong vò vẽ đang bận xây tổ, chỉ từ ong vò vẽ bề ngoài Hứa Trường Thiện không cách nào phân biệt có phải hay không đi qua cổng bầy ong, dù sao phòng cháy đã đem đi qua hồi xuân đường dưới mái hiên lớn tổ ong cho tháo xuống. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng gia gia,
tướng vừa chém nửa cái hươu nhớ dầu bỏng vịt giao cho hắn, lão gia tử liền yêu cái này miệng. Hứa Trường Thiện tiếp nhận dầu bỏng vịt nói, Thuần Lương, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là đi qua chúng ta cổng bầy ong? Đúng. Ngươi khẳng định như vậy. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ta đương nhiên khẳng định, cái này bầy ong chính là ta dẫn tới, mặc dù võ công giảm bớt đi nhiều, nhưng chiêu phong dẫn điệp bản lĩnh không có biến yếu. Hắn cười cười nói, Hứa lão tiên sinh y thuật cao siêu, y đức cao thượng, ong vò vẽ cũng là sinh linh, hiểu được chọn lân cận mà ở đạo lý. Hứa Trường Thiện cười ha ha, khi nào học được như thế biết nói chuyện, ban đêm ta mở bình rượu ngon, chúng ta hai người uống vài chén. Hứa Thuần Lương nói cho ra ra đêm nay không được, bởi vì hắn đã đáp ứng Vu Lị ba ngày trước liền hẹn hắn ăn cơm, nói là muốn cảm tạ ân cứu mạng, trừ hắn ra mời được cùng ngày xuất cảnh Lục Kỳ cùng Lý Trung. Hứa Trường Thiện thật hân hạnh gặp cháu trai thêm ra đi cùng người kết giao, cả ngày chẹt trong nhà tổng không phải sự tình, từ trước mắt đến xem, để hắn đi Trường Hưng bệnh viện đi làm quyết định vô cùng chính xác. Vu Lị ban đêm mời khách địa phương tại Trạng Nguyên đường phố nhất phẩm cư. Trạng Nguyên đường phố là Đông Châu trung tâm chợ một đầu phố cũ, đường đi không rộng, hai bên có không ít nguồn gốc từ Minh Thanh cổ kiến trúc, trong đó một hộ theo nói ra quá Trạng Nguyên, cổ nhai bởi vậy gọi tên, trong thành phố vốn là muốn tướng nơi này khai phát thành tiêu chí tính điểm du lịch, bởi vì thiết kế không chu toàn, kết quả làm cho dở dở ương ương, đến tiếp sau chiêu thương cũng không lý tưởng. Hiện tại con đường này nhiều nhất chính là bán phỉ thúy ngọc khí thương gia, xen lẫn mấy nhà quán trà cùng tiệm cơm. Đông Châu vốn cũng không phải là cái thành phố du lịch, du khách ngoại địa không nhiều. Nhất phẩm cư ngay tại phủ Trạng Nguyên trách đối diện, là một nhà trang trí lịch sự tao nhã vốn riêng quán cơm, Vu Lị lựa chọn nơi này cũng hao tốn một phen tâm tư. Lục Kỳ cùng Lý Trung là cảnh sát, đối với ăn mời bọn họ đánh đáy lòng là cự tuyệt, nhưng là Vu Lị thăm dò được Lý Trung tỷ tỷ Lý Lăng Vân là Trường Hưng bệnh viện khoa chỉnh hình y tá trưởng, tỷ tỷ nàng Vu Mạt lại là phụ khoa phó chủ nhiệm. Vu Mạt ra mặt, Lý Lăng Vân phụ trách liên hệ, thuận lợi tổ cục thành công. Lựa chọn nhất phẩm cư chính là nhìn chúng hoàn cảnh nơi này thanh u, tránh khỏi nhiều người phức tạp, dù sao Lục Kỳ cùng Lý Trung thân phận quyết định bọn hắn không tiện công khai ăn cơm khách. Hứa Thuần Lương là trễ nhất đến, hẹn xong 6 giờ rưỡi, hắn chuẩn chút đến, trong phòng mấy người đang đánh quăng trứng, Vu Lị một bên quan chiến, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, cười nghênh đón tiếp lấy, tiểu Hứa, liền chờ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta đi tới, các vị đợi lâu. Hai vị cảnh sát Hứa Thuần Lương đều gặp bột, Vu Mạt cùng Lý Lăng Vân hắn còn là lần đầu tiên gặp, cười phân đừng lên tiếng chào. Mấy người bài nghiện cũng không nhỏ, đánh xong ván này, mới cùng Hứa Thuần Lương gặp nhau. Vu Mạt cùng Vu Lị dáng dấp rất giống, nàng tại Trường Hưng bệnh viện cũng phi thường nổi danh, phụ khoa phó chủ nhiệm, ngành học người dẫn đầu, chủ động vươn tay ra cùng Hứa Thuần Lương nắm chặt lại nói, bệnh viện chúng ta. Trước đó làm sao chưa thấy qua ngươi? Hứa Thuần Lương cười nói, ta tháng này mới tiến bệnh viện. Lý Lăng Vân cũng xông tới, tiểu Hứa, tuấn tú lịch sự A, có đối tượng không có. Khoa chúng ta xinh đẹp tiểu hộ sĩ nhưng nhiều, nàng nổi danh yêu làm mai mối. Hứa Thuần Lương biểu thị mình dự định trước lập nghiệp sau thành gia, khéo lời từ chối hảo ý của nàng. Lý Lăng Vân khanh khách nở nụ cười, chí hướng rộng lớn A, cái nào khoa? Trước mắt tại khoa điện công ban. Nghe xong là công nhân, Lý Lăng Vân lập tức không có nhiệt tình, cũng không phải nàng bợ đỡ, bệnh viện y tá lại có mấy cái muốn theo công nhân yêu đương. Tiểu hòa tử tuấn tú lịch sự, nhìn hào hoa phong nhã, đáng tiếc. Mới vừa rồi còn cảm thấy hắn chí hướng rộng lớn, hiện tại cảm thấy hắn là chí lớn nhưng tài mọn, một cái phổ phổ thông thông khoa điện công có cái gì nghiệp có thể lập. Lục Kỳ tới vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Lục ca. Lục Kỳ lại đem Hứa Thuần Lương giới thiệu một lần, chủ yếu là nói cho mọi người, Hứa Thuần Lương hồi Xuân Đường thiếu Đông gia thân phận. Vu Mạt cùng Lý Lăng Vân thân là Trường Hưng bệnh viện nhân viên đương nhiên biết hồi Xuân Đường, lúc này mới nghĩ đến hồi Xuân Đường chính là họ Hứa. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, hai ngày này liên quan tới hồi Xuân Đường chuyện sách thiên đã truyền khắp Trường Hưng bệnh viện, đều biết bệnh viện vì thuận lợi phá dỡ duy nhất một lần đền bù cho Hứa lão gia tử 6 triệu nhân dân tệ. Vì Hứa Thuần Lương an bài chuyện công việc người biết ngược lại không nhiều, 600 vạn đối Giang Thành dân chúng tới nói là một bút không nhỏ tài phú, huống chi Hứa Trường Thiện làm nghề y nhiều năm, hồi Xuân Đường một mực đông như chảy hội, lão già này thân gia chỉ ít hơn ngàn vạn. Một người vô luận trình độ chức nghiệp, một khi hắn ủng có không tệ ra thế bối cảnh, tại rất nhiều người trong mắt liền sẽ bao phủ một tầng quang hoàn,
Lý Lăng Vân trong mắt Hứa Thuần Lương lại biến thành cao soái phú. Hứa lão tiên sinh là gia gia ngươi a, đi qua ta hẳn là gặp qua ngươi, lúc ấy cũng không có cao như vậy, vẫn là cái tiểu hài tử. Lý Lăng Vân cũng không có khoa trương, nàng trong trí nhớ Hứa Thuần Lương chính là cái này bộ dáng. Hứa Thuần Lương cũng tìm tòi một chút ký ức, hoàn toàn chính xác gặp qua nàng, có được nàng đi hồi xuân đường hỏi bệnh ký ức. Ngươi còn nhớ hay không đến ta? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nhớ kỹ, Lý y tá trưởng, ngài tháng trước đau bụng kinh đến hồi xuân đường đâm qua châm. Một câu đem Lý Lăng Vân nháo cái đỏ chót mặt, tiểu tử này làm sao không che đậy miệng đâu, mặc dù mọi người đều là công việc y liệu người, cũng không thể không chút kiêng kỵ ra bên ngoài nói đi. Lục Kỳ nghe đến đó không có đình chỉ, phốc, một ngụm nước phun ra ngoài, còn tốt kịp thời quay người, không có phun tại đừng trên mặt người. Lý Trung trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao nói đâu. Trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng tỉ ta tự ẩn. Vu Lị rất biết giải quyết, cười nói, tiểu Hứa, ngươi thật là nghịch ngợm, bệnh viện các ngươi công tác nói chuyện chú ý một chút, quay đầu ăn cơm đừng nói vấn đề chuyên nghiệp, ta chịu không được cái kia. Một câu liền hóa giải xấu hổ. Vu Mạt để chủ quán lập tức ăn cơm, nhìn Lý Lăng Vân một chút, trong lòng có chút không vui, ta là ngươi bằng hữu tốt nhất, cũng là bản viện phụ khoa chuyên gia. Người đau bụng kinh không tìm ta, ngược lại đi tìm một cái lão đầu tử, là không tin y thuật của ta sao? Tại chữa bệnh phương diện trung y cái nào so ra mà vượt tây y? Rượu món ăn lên về sau, mọi người uống trước ba chén rượu, sau đó Vu Lị dần dần cho ba vị ân nhân mời rượu, ngày đó nàng bị dọa cho phát sợ, nửa đường choáng hai lần, tình huống lúc đó cũng không nhớ rõ, chỉ biết là ba người bọn hắn cứu mình. Lục Kỳ biểu thị chân chính hẳn là cảm tạ là Hứa Thuần Lương. Lúc ấy nếu như không phải hắn, hắn cùng Lý Trung đều ứng phó không được kia hai con đại xà. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương kỳ thật cùng Lục Kỳ nói qua, đừng đề cập mình chuyện cứu người, nhưng là Lục Kỳ cũng không làm được mạo hiểm lĩnh công lao sự tình, rốt cục vẫn là trước mặt mọi người nói ra chân tướng. Cứu trợ thị dân vốn chính là cảnh sát chức trách, trong đám cũng chính là cho Lục Kỳ cùng Lý Trung miệng khen ngợi, mặc dù lên ngày đó báo chí, nhưng là rất nhanh liền không có nhiệt độ. Lý Trung nói, tiểu Hứa, lúc ấy kia hai đầu rắn vì cái gì gặp ngươi như thế nghe lời. Đều không dám phản kháng, có phải hay không các ngươi hồi xuân đường có huấn rắn bí thuật. Hứa Thuần Lương cười nói, nào có cái gì bí thuật, chúng ta Hứa ra tổ tiên là trung y, đi qua trung y thường xuyên lên núi hái thuốc, gặp được rắn rết là chuyện thường xảy ra, vì tự thân an toàn, liền nghiên cứu ra một cái xua đuổi rắn rết biện pháp. Vu Lị nói, ta sợ rắn nhất. Có thể hay không cho ta chia sẻ chia sẻ. Người ta là tổ truyền bí phương, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Vu Mạt trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia khinh thường, nàng đối trung y từ trước đến nay không ưa. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật cũng không tính được bí mật gì, chủ yếu thành phần chính là bột lưu huỳnh, rắn rết bình thường đều sợ cái mùi này, rượu hùng hoàng cũng được. Ta từ nhỏ sống ở hồi xuân đường, trên thân liền mang theo một cỗ mùi thuốc, bình thường rắn rết cơ bản sẽ không tới gần ta. Lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Lục Kỳ về suy nghĩ một chút, ngày đó đuổi rắn thời điểm giống như cũng không có nghe được cái gì kích thích tính hương vị. Lý Lăng Vân nói, tiểu Hứa, ngươi tại sao tới Trường Hưng? Đi theo gia gia ngươi học trung y, kế thừa hồi xuân đường tốt bao nhiêu? Ta đối học y hứng thú không lớn. Hứa Thuần Lương không có nói thật, gia gia mặc dù là Đông Châu số một y học Trung Quốc cao thủ, nhưng hắn y đạo bên trên tu vi cùng mình vẫn là không cách nào đánh đồng. Hứa Thuần Lương tửu lượng rất tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mỗi người đều ngay cả làm mấy chén, lại không thấy chút nào chênh choáng. Vài chén rượu hạ đỗ, Lý Lăng Vân yêu làm mai mối mau bệnh lại phạm vào, từ trong điện thoại di động tìm ra khoa bên trong y tá ảnh chụp cho Hứa Thuần Lương nhìn, nếu như hắn cảm thấy có mắt xuyên, mình có thể an bài bọn hắn gặp mặt, trước thêm cái WeChat trò chuyện cũng được. Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối, cũng không phải hắn đối nữ sắc không có hứng thú. Mà là hiện tại lại thu luyện từ đầu thông thiên bảo điển, đi qua hắn đạt được thông thiên bảo điển, lúc sau đã không phải đồng thân, cho nên thu luyện tới tam trọng cảnh liền dừng bước không tiến, lần này kiếp số mặc dù tướng nội lực của hắn về không, lại cho hắn một cái thuần chính đồng thân, xây thành thuần dương chi cơ, đột phá chín trọng cảnh giới, phá toái hư không, thần công đại thành rất có thể. Tiệc tối vui vẻ hòa thuận, lúc đầu Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng Vu Lị là đơn thuần biểu thị cảm tạ, lúc ăn cơm. Mới biết được ngày đó còn phát sinh một kiện mất trộm án, hiện tại vụ án này chính là Lục Kỳ đang phụ trách, Vu Lị hôm nay tổ cục một là vì cảm tạ, hai là thúc giục Lục Kỳ hỗ trợ mau chóng phá án.
Tiệc tối kết thúc về sau, Lục Kỳ kêu một cỗ xe tốc hành, tiện đường đưa Hứa Thuần Lương trở về. Sau khi lên xe, Hứa Thuần Lương đưa cho hắn 300 khối tiền, Gia Gia biết hắn cùng Lục Kỳ cùng nhau ăn cơm, đặc địa bàn giao đem tiền trả lại cho Lục Kỳ. Lục Kỳ nhún nhường bất quá đành phải nhận lấy, cho chuyện khởi ngày đó bắt rắn sự tình, nói cho Hứa Thuần Lương, ngày đó bọn hắn chỉ lo bắt rắn, sau đó phát hiện phòng buôn bán nhà kho ném đi 15 bộ cấp cao điện thoại, giá trị hơn 10 vạn. Cảnh sát cho rằng kia hai đầu rắn xuất hiện tại phòng buôn bán cũng không phải là ngẫu nhiên, có phải là vì chuyển di lực chú ý, thong dong đi trộm. Thế nhưng là tướng trong tiệm ngoài tiệm giám sát đều điều tra một lần, nhưng là cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi, Lục Kỳ thật sự là không nghĩ ra kẻ trộm là thông qua phương pháp gì tướng 15 bộ điện thoại thần không biết quỷ không hay đánh cắp. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong, nhắc nhở hắn nói, những cái kia điện thoại sẽ không phải là cái này hai đầu rắn trộm đi, như thế lớn rắn có thể nhẹ nhõm nuốt vào một viên dưa hấu, lại càng không cần phải nói điện thoại di động. Rất không có khả năng đi, điện thoại cũng không phải món gì ăn ngon đồ vật, dưa chuột rắn tại sao muốn nuốt vào nó. Hứa Thuần Lương phỏng đoán đã vượt ra khỏi Lục Kỳ tưởng tượng phạm trù. Nếu như cái này hai đầu rắn là nhân công thuần hóa, chuyên môn dùng để trộm cướp đây này. Lục Kỳ kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương. Ngươi đừng nhìn ta cùng chuyện này không quan hệ. Lục Kỳ biểu thị mình chưa từng hoài nghi hắn phi thường rõ ràng ngày đó nếu như không phải Hứa Thuần Lương, mình khả năng bị kia con đại xà xiết chết, hắn chỉ là nghĩ không thông. Đến cùng người nào sẽ có loại này bản sự có thể làm cho kia hai con đại xà ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp hắn áp dụng trộm cướp hành vi đâu. Hứa Thuần Lương liên tưởng tới Lục Kỳ ngày đó đến trong tiệm mua thuốc cao, chưa chừng hắn đã sớm hoài nghi mình, cho nên tìm cái cớ đến hồi Xuân Đường điều tra. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, dù sao có thể tướng hai con đại xà chế đến ngoan ngoãn người không nhiều, chỉ tự trách mình lúc ấy sơ sót, không nghĩ tới phía sau còn có một cái bản án. Thao túng chuyện này người nhất định đối xử lý chuyện như vậy quá trình hết sức quen thuộc. Trong đầu chiếu lại lấy tình cảnh lúc ấy, trong đó đầu kia rắn cái phần bụng có chút bành long, rắn được hẳn là phụ trách đe dọa đám người chuyển di lực chú ý, tại tất cả mọi người bị dọa đến thoát đi cửa hàng về sau, rắn cái từ miệng thông gió thong dong đi vào nhà kho, đưa điện thoại di động từng đài nuốt vào. Lúc đầu hai đầu rắn phân công minh xác, phụ trách trộm cướp rắn cái hẳn là đi đầu rút lui. Nhưng là Lục Kỳ cùng Lý Trung kịp thời xuất cảnh để rắn được an toàn nhận lấy uy hiếp, thoát đi trên đường rắn cái hiện thân công kích Lục Kỳ. Từ lúc này bắt đầu kế hoạch đã trạch hướng ngự rắn người điều khiển, Hứa Thuần Lương đứng ra về sau, chuyện đi hướng triệt để phát sinh cải biến. Hứa Thuần Lương nói cho Lục Kỳ, bình thường tới nói, Vương Cẩm Xà không có gì ăn đam mê, không sẽ chủ động nuốt vào điện thoại, phía sau khẳng định có người thao túng. Đồng thời đối hai đầu rắn hướng đi cảm thấy rất hứng thú, kia hai đầu rắn cảnh sát cuối cùng giao cho ai? Là ai phụ trách phóng sinh? Đây đều là Lục Kỳ trước đó không có cân nhắc, Hứa Thuần Lương nhắc nhở để hắn ý thức được vụ án này so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn, bình thường chuyện như vậy đều là phòng cháy bộ môn khẩn cấp xử lý, bọn hắn sẽ an bài chuyên môn bắt xà nhân, bắt được động vật giao cho cục lâm nghiệp ngành tương quan xử lý, sự tình qua đi lâu như vậy, kia hai đầu rắn hẳn là sớm liền trở về núi rừng. Vụ án này rất có thể không cách nào phá án và bắt giam. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bên đường ngũ quang thập sắc đèn nê ông tướng thế giới này phủ lên đến kỳ quái, xem ra thế giới này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thứ bảy trước kia, Hứa Thuần Lương liền nhận được Lục Kỳ điện thoại, hỏi hắn có sao không, nghĩ mời hắn đi cục lâm nghiệp phóng sinh địa phương nhìn xem, dù sao Hứa Thuần Lương đối rắn giết tập tính hiểu rõ vô cùng, có lẽ có thể phản bác kiến nghị tình có chỗ trợ giúp. Hứa Thuần Lương dù sao nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì, thế là đáp ứng. Nửa giờ sau, Lục Kỳ cùng Lý Trung mở ra xe cảnh sát đi tới cửa đón hắn. Lý Trung phụ trách lái xe, Lục Kỳ bồi tiếp Hứa Thuần Lương ở phía sau ngồi. Lục Kỳ hướng Hứa Thuần Lương giảng thuật một chút kia hai đầu Vương Cẩm Xà đến tiếp sau, cùng ngày Hứa Thuần Lương chế phục hai con đại xà về sau, bọn hắn tướng bắt được hai đầu rắn chuyển giao cho Thị Lâm nghiệp cục. Lúc ấy cùng đi đến còn có một vị gọi Phạm Á Quân chuyên nghiệp bắt xà nhân, hắn là cục lâm nghiệp trong biên chế nhân viên, vì hai đầu Vương Cẩm Xà thông lệ kiểm tra thân thể về sau, cùng ngày liền đưa chúng nó đưa đi Thanh Long Sơn bảo hộ khu phóng sinh. Hắn có vấn đề hay không? Lục Kỳ lắc đầu nói, người này ở đơn vị danh tiếng rất tốt, công việc cần cù chăm chỉ, nhiều lần được bầu thành thị cấp chiến sĩ thi đua. Mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hắn có không ở tại chỗ chứng cứ? Mà nên ngày đi phóng sinh cũng không phải một mình hắn.
Chúng ta cũng điều tra hắn mấy ngày nay hành trình, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ là đội gây án đâu. Lái xe phía trước Lý Trung nghe đến đó nhịn không được bật cười, tiểu Hứa, ngươi không nên học y, hẳn là làm cảnh sát. Lục Kỳ không có cảm thấy buồn cười, Hứa Thuần Lương nói đến không phải là không có đạo lý, sự kiện xử lý mặt ngoài là dựa theo quá trình tại làm, nhưng điều tra về sau vẫn là phát hiện một số không giống bình thường địa phương, tỉ như cùng ngày đưa đến bảo hộ khu phóng sinh, bình thường bắt được động vật hoang dã là muốn người công chăn nuôi mấy ngày, xác định trạng thái thân thể bình thường về sau mới có thể thả về dã ngoại. Vẻn vẹn từ một điểm này cũng không tốt hoài nghi Phạm Á Quân có vấn đề, phóng sinh là cục lâm nghiệp phê chuẩn, tiến về Thanh Long Sơn phóng sinh cũng không phải Phạm Á Quân một người, cùng đi hết thảy có 3 tên công nhân viên chức, tại Thanh Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu còn có người chuyên giao tiếp, hoàn thành phóng sinh về sau, cục lâm nghiệp 4 người lập tức đường về, từ ngày đó đến bây giờ nhân viên tương quan đều chưa từng sinh ra nội thành. Lý Trung cho rằng đi phóng sinh hiện trường không có chút ý nghĩa nào, sự tình đã qua nhiều ngày như vậy. Hai đầu rắn sớm không biết chạy đi nơi nào, hắn cũng không tin Vương Cẩm Xà nuốt điện thoại di động, nuốt vào còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lôi ra đến. Nhưng Lục Kỳ không phải muốn đi chuyến này, làm cộng tác, hắn cũng chỉ đành bồi tiếp. Thanh Long Sơn khoảng cách Đông Châu thành khu 25 cây số, độ cao so với mặt biển hơn 400 mét, tại Bình Nguyên làm chủ Bình Giang tỉnh được cho Đại Sơn. Bọn hắn dựa theo địa đồ hướng dẫn tìm được Thanh Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu văn phòng, trước đó đã liên hệ tốt. Cùng ngày tham gia phóng sinh hoạt động hộ lâm viên Chu Mãnh đã tại kia chờ ở trong. Nhìn thấy xe cảnh sát tới, hắn tranh thủ thời gian ra đón. Chu Mãnh là tiếp phụ thân hắn ban đi vào cục lâm nghiệp, xã hội hiện nay đã có rất ít tiếp ban thuyết pháp, nhưng Chu Mãnh phụ thân tại 7 năm trước dập tắt núi lửa hành động bên trong Quang Vinh bị thương, tổ chức bên trên vì khen ngợi hắn anh dũng hành vi, phá lệ an bài Chu Mãnh tiếp ban. Chu Mãnh có được 1m92 kiêu nhân thân cao, màu da đen. Thân thể cường tráng, nhiệt tình vươn tay ra cùng 3 người từng cái đem nắm, đối bọn hắn đến biểu thị hoan nghênh. Cùng Hứa Thuần Lương lúc bắt tay, phát hiện hắn không có mặc cảnh phục, dựa theo Chu Mãnh đối với cuộc sống nhận biết, bình thường tới nói không có mặc cảnh phục đều là đại lãnh đạo, trong lòng có chút buồn bực, tên tiểu tử này nhìn so ta còn trẻ, liền làm lãnh đạo. Hứa Thuần Lương phát hiện Chu Mãnh bàn tay khoan hậu rắn chắc, lòng bàn tay che kín vết chai, hai tay quyền phong khớp nối cũng kết đầy thật dày vết chai. Nắm cảm giác thô ráp như vỏ cây già, vừa nhìn liền biết người này tại ngoại công phương diện có tu vi nhất định. Lục Kỳ bỏ bớt đi song phương giới thiệu khâu, bọn hắn là đến công cán cũng không phải kết giao tình. Chu Mãnh biết mục đích của bọn hắn chỉ trên núi, nói cho bọn hắn phóng sinh địa phương liền ở phía trên. Xa sao? Lý Trung hỏi. Không bao xa, mấy bước đã đến. Bọn hắn rất nhanh liền lĩnh giáo đến Chu Mãnh trong miệng không bao xa chân chính ý nghĩa. Tại núi rừng bên trong ghé qua gần 40 phút, mới tiếp cận chỗ rừng sâu phóng sinh điểm. Lý Trung mệt mỏi thở không ra hơi, Lục Kỳ so với hắn cũng không khá hơn chút nào, Chu Mãnh thân cao chân dài, bước bước cực lớn, mà lại hắn bình thường công việc chính là tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua tuần sát, đi loại này đường núi như dẫm trên đất bằng. Hôm nay hắn bắt đầu vì chiếu cố cảnh sát đồng chí tận lực thả chậm bước chân, đổi thành bình thường, hơn 20 phút hắn liền đi tới. Trong 3 người biểu hiện tốt nhất lại là Hứa Thuần Lương, từ đầu đến cuối hắn đều không có bị Chu Mãnh rơi xuống. Chu Mãnh nhìn ở trong mắt trong lòng thầm khen, thật đúng là không thể xem thường cái này bạch bạch tỉnh tỉnh thanh niên, thể chất thực là không tồi. Lý Trung thật sự là không chịu đựng nổi, nguyên địa dừng bước lại, vịn một viên cái cổ siêu vẹo cây khom lưng, thở hổn hển nói, tiểu Chu. Nghỉ ngơi một chút, lại đi. Chu Mãnh dừng bước lại, xoay người nói, phía trước không có mấy bước đã đến. Lý Trung trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ. Đừng nhúc nhích, Chu Mãnh bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Lục Kỳ cùng Lý Trung không biết xảy ra chuyện gì dọa đến nguyên địa bất động. Hứa Thuần Lương đã thấy tại Lý Trung đỉnh đầu trên nhánh cây, một đầu đen đỏ giao nhau xích liên xà phun lưỡi vận sức chờ phát động. Chu Mãnh từ bên hông lấy ra một thanh đỏ đàn ná cao su, y chữ hình cung cái bên ngoài bởi vì trường kỳ sử dụng chụp lên một tầng thật dày bao tương, bóng loáng hoa sáng. Hắn đưa tay một cục đá bắn ra ngoài, da gân chỉ kéo một nửa, lực lượng khống chế được vừa đúng, cục đá thoát ly túi ra bắn ra, chính giữa xích liên xà đầu, đưa nó đuổi đi lại không đến mức làm nó thụ thương. Hứa Thuần Lương một bên nhìn xem, Chu Mãnh ná cao su chính xác không tệ, từ móc ra đến xạ kích một mạch mà thành, nghĩ không ra cái này to con có được tốt như vậy xạ thuật, mấu chốt là lực lượng khống chế.
Xích Liên Xà bị kinh sợ cuống quýt chạy trốn, thoáng qua ở giữa biến mất tại rừng cây chỗ sâu, chỉ để lại liên tiếp từ gần cùng xa thanh âm huyên náo, rất nhanh lại bị gió núi biến mất. Lục Kỳ cùng Lý Trung đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Lý Trung lòng vẫn còn sợ hãi nói, kém chút mất mạng. Hứa Thuần Lương cười nói, loại này Xích Liên Xà độc tính rất yếu, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Chu Mãnh hơi kinh ngạc nhìn Hứa Thuần Lương một chút, lãnh đạo, ngươi hiểu được những này. Ta cũng không phải cái gì lãnh đạo. Lục Kỳ đi tới nói, quên giới thiệu, vị này là chúng ta từ Trường Hưng Bệnh viện mời tới loài rắn chuyên gia. Chu Mãnh nổi lòng tôn kính, trong lòng hắn chuyên gia hiển nhiên so lãnh đạo địa vị cao hơn, hắn chỉ có sơ trung văn bằng, bội phục nhất chính là có học vấn người. Bốn người tới phóng sinh điểm, Chu Mãnh chỉ dưới chân bụi cỏ biểu thị, cùng ngày bọn hắn ngay ở chỗ này phóng sinh, hắn nhìn tận mắt hai đầu dưa chuột rắn từ nơi này bơi đi vào chỗ rừng sâu. Lục Kỳ cùng Lý Trung hai người tại phóng sinh điểm bốn phía kiểm tra một chút, kỳ thật bọn hắn tìm không thấy đầu mối gì, huống chi sự tình đều đi qua nhiều ngày như vậy. Chu Mãnh hiếu kỳ nói, các ngươi là muốn tìm kia hai con đại xà sao? Lục Kỳ nói, còn tìm được sao? Chu Mãnh lắc đầu, Thanh Long Sơn mặc dù không cao, nhưng sơn lâm diện tích không nhỏ, mà lại Thanh Long 12 phong lẫn nhau tương liên, qua lâu như vậy, sớm không biết lẻn đến cái nào đỉnh núi đi. Lục Kỳ vô kế khả thi, xin giúp đỡ nhìn về phía Hứa Thuần Lương, chẳng lẽ hôm nay muốn một chuyến tay không? Hứa Thuần Lương nói, chuột có chuột đường, rắn có rắn đạo, hai đầu rắn như thế lớn, trải qua hành chi chỗ tất có vết tích. Hai mắt ném hướng về phía trước rừng rậm, thân rắn trời sinh mang theo một cỗ mùi tanh, loại này mùi tanh cùng cá tanh khác biệt, hỗn hợp có bùn đất hương vị. Rắn chủng loại khác biệt mùi tanh cũng khác biệt, lúc đầu nhiều ngày trôi qua, mùi tanh hẳn là sớm đã tán đi. Nhưng là vương cẩm xà từ trong bụi cỏ trải qua đi, mùi tanh liền sẽ đính vào trên lá cây, bình thường loại này mùi tanh sẽ thêm ngày không tiêu tan. Người bình thường coi như tướng cái mũi ghé vào trên lá cây cũng ngửi không thấy cỗ này mùi tanh, nhưng là đối khứu giác bén nhạy Hứa Thuần Lương tới nói, hắn có thể tùy tiện nhận ra loại vị đạo này. Thông Thiên Bảo Điển ban sơ tu luyện chính là tăng lên người ngũ giác. Hứa Thuần Lương mặc dù nội lực giảm bớt đi nhiều, nhưng là các loại rắn giết độc vật hương vị sớm đã dung nhập trong trí nhớ của hắn, vương cẩm xà thể vị cực nặng, giang tuyến tản mát ra một cỗ đặc hữu hôi thối. Đặc hữu mùi tanh hôi tại Hứa Thuần Lương trước mắt phảng phất tạo thành một đạo uốn lượn quanh co biển báo giao thông, Hứa Thuần Lương nhanh chân tiến lên, ba người ở phía sau đi theo, Chu Mãnh tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lục Kỳ cùng Lý Trung hai người thể lực đã theo không kịp, thân là cảnh sát hai người cũng không thể rụt rè, chỉ có thể dựa vào nghị lực cắn răng đuổi theo. Mặc dù đem hết toàn lực, vẫn bị bỏ lại hơn 10 mét khoảng cách. Tại trong rừng rậm đi tiếp chừng 10 phút đồng hồ, Hứa Thuần Lương dừng bước lại, hít mũi một cái nói, liền tại phụ cận. Chu Mãnh học bộ dáng của hắn dùng sức hít mũi một cái, nghe được một cỗ thối hoắc hương vị, buồn nôn đến kém chút không có phun ra. Hứa Thuần Lương chỉ phải phía trước, Lục Kỳ dùng cây gậy trúc đẩy ra bụi cỏ, lại thấy phía trước một đầu bị đào đi vỏ ngoài đại xà nằm co ro ở nơi đó, xem ra đã chết. Thi thể nhiều chỗ hư thối, làm cho người buồn nôn mùi thối chính là từ thi thể của nó bên trên phát ra. Chu Mãnh nắm lỗ mũi nói, chết như thế nào? Kỳ thật loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy, rất nhiều động vật bị thả về sơn lâm về sau, bởi vì không cách nào thích ứng dã ngoại hoàn cảnh mà phơi thây hoang dã. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hẳn là bị săn giết. Vương Cẩm Xà vỏ ngoài bị cởi xuống mang đi, chỉ còn lại đẫm máu nhục thân, Lục Kỳ đeo lên khẩu trang cùng thủ sáo. Đi vào đầu kia đã chết đi nhiều ngày đại xà bên cạnh, lật qua lật lại thân thể của nó, phát hiện bụng của nó bị rạch ra một cái dài đến hơn một xích lỗ hồng, liên tưởng tới mất trộm 15 đài điện thoại, xem ra hẳn là bị đầu này vương cẩm xà cho nuốt vào trong bụng. Cục lâm nghiệp phóng sinh về sau, có nhân sự trước ở chỗ này chờ. Lý Trung nói, tại sao muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết nó? Để nó phun ra không được sao? Hắn đi qua tại thế giới động vật bên trên nhìn qua. Rắn nếu như ăn không vô đồ vật có thể lại phun ra. Lục Kỳ nói, điện thoại đóng gói ngăn nắp, hẳn là nhà không ra, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này tướng đồ vật lấy ra. Hứa Thuần Lương nói, người đem nó miệng đẩy ra nhìn xem. Lục Kỳ rút ra tiểu đao tướng vương cẩm xà miệng cậy mở, mặc dù mang theo khẩu trang, mùi hôi khí tức suýt nữa không có đem hắn hun ngất đi, rắn răng nanh bên trên tìm được trang phục màu xanh lam sợi, Lục Kỳ suy đoán. Con rắn này nên là công kích người nào đó, cho nên chọc giận tới đối phương, tiến tới đưa nó giết chết, bất quá có thể giết chết lớn như vậy một đầu vương cẩm xà người cũng không phải nhân vật tầm thường.
Hứa Thuần Lương nói, con rắn này nên là bị người triệu hoán tới đây. Chu Mẽnh cảm thấy triệu hoán mà nói tuyệt đối không thể, lấy điện thoại cầm tay ra đối Vương Cẩm Xà thi thể chụp mấy bức ảnh chụp, vô luận tình huống thật như thế nào, có người săn giết động vật hoang dã, chuyện này hắn nhất định phải lên báo. Lấy chứng về sau, mấy người thương lượng một chút tướng xác rắn ngay tại chỗ vùi lấp, không cần thiết cõng nặng mấy chục cân xác rắn lại đi lâu như vậy đường núi. Trên đường trở về, Lục Kỳ hỏi thăm Chu Mẽnh cùng ngày trực ban tình huống, còn có vùng này bình thường gặp người nào, Chu Mẽnh nói rõ sự thật, bởi vì nơi này sơn lâm sâu hơn, bình thường có rất ít người tới, cho dù là bọn hắn những này hộ lâm viên trong vòng một năm cũng khó tới mấy lần, nếu như không phải bọn hắn chuyên môn đến chuyến này, chỉ sợ con rắn kia thì vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện. Lục Kỳ kỳ thật đã có chủ ý, hiện trên tay hắn có trang phục sợi, có thể suy đoán ra lúc ấy mãng xà hẳn là cắn bị thương nghi phạm khẳng định sẽ xử lý vết thương, điều tra một chút phụ cận phòng khám bệnh tiệm thuốc, rất có thể tìm tới manh mối. Cùng ngày tham dự phóng sinh người đều có điểm đáng ngờ, cần dần dần loại bỏ, liền ngay cả Chu Mẽnh cũng tại hiểm nghi phạm vi bên trong. Hứa Thuần Lương nghĩ đến cùng bọn hắn khác biệt, không có nghĩ đến trên thế giới này còn có cao minh như vậy ngự rắn người, có cơ hội mình ngược lại phải xem thử xem. Tại hắn đi qua trong ấn tượng, am hiểu ngự rắn tông môn một là bọn hắn ngũ độc giáo, còn có một cái chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất bang phái cái bang. Thứ hai vừa đi làm, Hứa Thuần Lương liền tiếp vào nhân sự khoa thông chi, y tế chỗ điều tạm hắn 3 tháng, cái này điều động có chút đột nhiên, hắn cái mông đều không có đem khoa điện công ban cái ghế ngộ nóng đâu, đoán chừng chuyện này cùng Cao Tân Hoa có quan hệ. Chu Văn Bân mặc dù đối Hứa Thuần Lương cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hắn cũng không thể chỉ bằng một lần biểu hiện liền kết luận Hứa Thuần Lương thích hợp phần công tác này, cho nên đánh lấy điều tạm cờ hiệu trước tiên đem Hứa Thuần Lương làm tới. 3 tháng điều tạm kỳ cũng là đối khảo nghiệm của hắn kỳ, hài lòng liền lưu lại, không thích hợp liền mời hắn rời đi. Hứa Thuần Lương cùng Chu Văn Bân lần thứ nhất gặp mặt không tính là vui sướng, Chu Văn Bân còn bị cái này mới ra đời tiểu tử trước mặt mọi người đối một trận, nhưng là Chu Văn Bân người này sở trường lớn nhất chính là không mang thù, nhất là cùng người trẻ tuổi. Hứa Thuần Lương qua đến báo danh thời điểm, Chu Văn Bân rất nhiệt tình, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, có thể ngồi tại y tế chỗ chủ nhiệm vị trí bên trên điểm ấy cách cục vẫn phải có. Cân nhắc đến y tế chỗ tình huống đặc biệt, trong nội viện cũng đồng ý cho bọn hắn gia tăng nhân viên, nhưng là đồng ý về đồng ý, chứng thực không biết năm nào tháng nào, cho nên Chu Văn Bân nhất định phải chủ động xuất kích. Tiến vào thế kỷ 21, Trường Hưng Bệnh viện chẳng những phát triển toàn diện lạc hậu, mà lại xã hội danh tiếng cũng là ngày càng sa sút, rất nhiều người bệnh đều sẽ có vào trước là chủ ấn tượng, cho rằng bọn họ Trường Hưng Bệnh viện chỉnh thể chữa bệnh trình độ không được. Tăng thêm hiện tại dân chúng duy quyền ý thức toàn diện thức tỉnh, lại không là quá khứ nghịch lai thuận thụ thời điểm, động một chút lại muốn khiếu nại thượng cáo, lại thêm dư luận trợ giúp, y hoạn mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc, theo nghề thuốc hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng ác liệt. Hiện tại bệnh viện náo nhiệt nhất hai cái phòng, một cái là hành phong ban, một cái chính là y tế chỗ, cơ hồ mỗi ngày đều phải xử lý y hoạn tranh chấp. Hành phong ban xử lý đến bình thường đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đại sự bọn hắn đều giao cho y tế chỗ bất đắc dĩ trở thành bệnh viện nội bộ mâu thuẫn là tập trung nhất phòng. Trần Quang Minh hôm nay chính thức đổi đi nơi khác, hắn chạm tiếp theo là lây nhiễm khoa, vì ăn mừng mình thành công rời, cuối tuần này hắn là liên tràng chuyển, đến bây giờ rượu đều không có tỉnh đâu, trong dạ dày không thoải mái, nhưng là trong lòng cao hứng. Ứng Chu Văn Bân yêu cầu, hắn đặc địa các loại Hứa Thuần Lương đến để hoàn thành giao ban về sau lại đi. Chu Văn Bân cùng Hứa Thuần Lương đơn giản hàn huyên hai câu, liền kẹp lên cặp công văn đi cục vệ sinh họp, công việc cụ thể để Trần Quang Minh cùng hắn giao tiếp. Không phải Chu Văn Bân mưu cầu danh lợi văn sơn sẽ biển, mà là bởi vì hắn rõ ràng chỉ cần ở tại y tế chỗ liền không thể thiếu phiền phức. Chu Văn Bân sau khi đi, phòng không khí liền dễ dàng rất nhiều, Trần Quang Minh tâm tư đã không tại y tế chỗ, hắn đem quá đi thuộc tại bàn làm việc của mình và văn kiện tủ bay lên không giao cho Hứa Thuần Lương. Dù sao còn có Trình Tiểu Hồng tại, chuyện cụ thể để Trình Tiểu Hồng chậm rãi bàn giao, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, thoát ly y tế chỗ để hắn sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng, hắn còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài mà, không có tất phải ở lại chỗ này thụ cơn giận không đâu, tại loại này phòng ngốc lâu dễ dàng đến bệnh trầm cảm. Trình Tiểu Hồng gặp hắn đem sự tình đẩy cho mình, nhếch miệng, người bây giờ tốt, chạy ra bể khổ, mặc kệ nước sôi lửa bỏng huynh đệ tỉ muội. Trần Quang Minh cười nói, nhìn ngươi nói, đều là cách mạng công việc, nào có cái gì nước sôi lửa bỏng. Đừng để người ta Tiểu Hứa hù dọa, ta cũng không muốn đi,
nhưng trong nội viện không phải điều ta, bên trên mệnh khó vi phạm, không dám không nghe theo a. Hứa Thuần Lương mặc dù không rõ ràng trong đó đạo đạo, cũng có thể nhìn ra người này được tiện nghi khoe mẽ, để Trần Quang Minh nhanh đi mau lên, chuyện bên này mình chậm rãi quen thuộc, thật có cái gì chỗ nào không hiểu có thể thỉnh giáo Trình Tiểu Hồng, liền liền không phiền phức hắn. Trần Quang Minh sửng sốt một chút, tiểu tử này vừa mới đến liền rơi ra lệnh đuổi khách, dù sao hắn cũng không muốn ở lâu, cầm lấy thu thập đồ tốt, nắm chặt rời đi. Chờ hắn đi, Trình Tiểu Hồng tiến đến Hứa Thuần Lương trước mặt, người nghĩ như thế nào điều đến khoa chúng ta? Nhân sự khoa cho ta biết tới, nói là điều tạm. Đầu tuần đến đổi bóng đèn liền trải nghiệm qua y tế chỗ tồn tại phong hiểm, nhưng là hắn không có để ở trong lòng, chín đại phái cao thủ ra hết vây công hắn còn không sợ, sẽ còn sợ điểm ấy phong hiểm. Nước chảy xuống, người đi lên, dứt bỏ công việc cụ thể không nói, y tế chỗ ở trong viện địa vị khẳng định phải so khoa điện công ban cao hơn rất nhiều ngăn. Mà lại cả hai có bản chất khác nhau, y tế chỗ thuộc về hành chính cán bộ, khoa điện công ban là công nhân. Cái sau mặc dù thanh nhàn, nhưng Hứa Thuần Lương đã chán ghét loại kia ngồi ăn rồi chờ chết phương thức làm việc. Hắn rời cũng không tại khoa điện công ban gây nên bất kỳ gợn sóng, vốn chính là luân chuyển kỳ, mọi người cũng đều biết hắn có bối cảnh. Ban trưởng giả học công ngược lại là khách khí một câu, hôm nào hẹn cơm, thậm chí ngay cả bầy rượu tiễn đưa đều không nói, dù sao không có cái kia giai cấp tình cảm, về sau cũng không có nhiều quan hệ nhưng đánh. Trình Tiểu Hồng cho rằng y tế chỗ là cái dung chuyển chi địa, cả ngày đối diện duy quyền người hỏa lực, như không siêu cường tâm lý tố chất căn bản là không có cách ở chỗ này lâu dài sinh tồn được. Trần Quang Minh chính là ví dụ, chính nàng nhiều ít chiếm thân là nữ tính tiện nghi, dáng dấp xinh xắn lanh lợi, coi như đến nháo sự cũng không đành lòng tướng hỏa lực nhắm chuẩn nàng. Đã liền như thế Trình Tiểu Hồng cũng bị áp lực công việc làm cho hít thở không thông, tự mình cũng tìm quan hệ nghĩ điều khoa, đáng tiếc nàng quan hệ bất quá cứng rắn. Kỳ thật nàng so Trần Quang Minh hoạt động còn sớm, hiện tại Trần Quang Minh đều điều đi, nàng bên này vẫn là một điểm động tĩnh không có. Hứa Thuần Lương đến bệnh viện không có nửa tháng liền hoàn thành từ khiêng cái thang đến ngồi phòng làm việc chuyển biến, thế giới này, ngồi phòng làm việc cơ hồ thành bạch lĩnh đại danh từ. Cái mông vừa nằm y tế chỗ trên ghế, thứ nhất phát duy quyền người đã đến, cân nhắc đến Hứa Thuần Lương là cái thuần người mới, Trình Tiểu Hồng chủ động phụ trách tiếp đãi. Tại y tế chỗ công việc nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, Trình Tiểu Hồng bồi tiếp một vị nói liên miên lải nhải lão thái thái hàn huyên hơn một giờ, lão thái thái họ Khương, mặc dù không có bạo lực khuynh hướng, bất quá miệng cũng không tha người, thỉnh thoảng tuôn ra vài câu thô tục. Kỳ thật không nhiều lắm sự tình, Khương lão thái thái tháng trước đi thần kinh nội khoa xem bệnh, lúc ấy thần kinh nội khoa chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng chính đang vì đó hắn người bệnh hỏi bệnh, lúc ấy trong phòng khám còn có mấy tên người bệnh tại xếp hàng. Lão thái thái vào cửa liền để Triệu Vĩnh Thắng giúp đỡ nhìn, bị cự tuyệt về sau, lão thái thái mở miệng liền mắng, khóc lóc om sòm lăn lộn, kinh động đến Hành Phong ban, bảo vệ khoa. Hành Phong ban ngay lúc đó ý tứ chính là để Triệu chủ nhiệm cho nàng nói vài lời mềm nói hống nàng rời đi, nhưng Triệu chủ nhiệm tính tình cao ngạo, không phải theo chương làm việc, đối người bệnh nhất định phải đối xử như nhau, nếu như ai ồn ào lợi hại liền cho người đó trước xem bệnh, kia đối cái khác người bệnh là không công bằng. Từ đó trở đi Khương lão thái thái nhiều lần tới bệnh viện muốn thuyết pháp, còn viết lên đại tự báo tại trong bệnh viện rộng vì gián tiếp, không phải muốn bệnh viện nghiêm túc xử lý Triệu Vĩnh Thắng, yêu cầu Triệu Vĩnh Thắng công khai đăng báo hướng nàng nói xin lỗi. Đối diện Khương lão thái thái hung hăng càn quấy, bệnh viện cũng không có quá tốt ứng đối biện pháp, lão thái thái có nhiều thời gian, vừa mới bắt đầu nàng tại Hành Phong ban náo, về sau nháo đến ban kỷ luật thanh tra, hiện tại đổi y tế chỗ. Trình Tiểu Hồng tính tình thật tốt. Bị mắng còn bồi cười, Khương lão thái thái mắng miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt tiếp cận Hứa Thuần Lương, ngây ngốc lấy làm gì? Cho ta rót chén trà đi. Hứa Thuần Lương không nhúc nhích. Trẻ măng làm sao như thế thịt, một điểm nhãn lực kình đều không có. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi phải tôn kính lão nhân. Hứa Thuần Lương nhìn qua cổ tay nàng bên trên Phật châu nói, lão nhân ra tin Phật a. Tin Phật sao thế? Tin Phật người muốn miệng hạ lưu đức. Ta ngồi chỗ này nhìn ngươi đã nửa ngày, ngươi miệng đầy ô ngôn uế ngữ, cũng không sợ Phật tổ trách tội, lão nhân gia chẳng lẽ không sợ nhân quả? Trình Tiểu Hồng trong lòng tự nhủ hỏng, Khương lão thái thái phi thường khó chơi, chọc giận nàng cẩn thận nàng khắp nơi thiếp ngươi đại tự báo, Hứa Thuần Lương vừa tới không biết lợi hại, về sau có ngươi khóc thời điểm. Khương lão thái thái hót như khiếu nói, cùng lắm thì ta về nhà cho Bồ Tát dâng hương, nhiều niệm mấy lần Phật kinh, hóa đi ta hôm nay chi nghiệt.
Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lão thái thái này không giảng đạo lý, nàng ý tứ là biết rõ làm chuyện xấu không đúng, vẫn là phải làm, tối hôm qua về sau lại hướng Phật tổ thành kính bồi tội. Khó trách Trần Quang Minh phải điều đi, công việc này xác thực có chút phiền phức. Ánh mắt nhìn qua hai lỗ tai của nàng nói, lão nhân gia, có hay không lưu ý qua hai lỗ tai của mình. Khương lão thái thái nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, sao thế? Ta mắt không hoa tai không điếc. Trình Tiểu Hồng tranh thủ thời gian đứng dậy đi đổ nước, sợ lão thái quá tại chỗ dẫn bạo, bật hết hỏa lực. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ngài hiểu lầm, người thân thể chính là một phương tinh hoa thiên địa, hai lỗ tai ngũ hành thuộc thủy, tử thủy trúc thể, vì chính mình, canh giờ chính là ngoại lai, tự nhiên vì dùng. Thể dùng tương sinh, tương hợp chính là đại cát, tương khắc, tương xung chính là đại hung. Hiện tại là 8,30, chính là trong một ngày giờ thìn thổ hành vượng nhất, thổ có thể khắc nước, ngày gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm giác hai lỗ tai phát nhiệt. Khương lão thái thái bị Hứa Thuần Lương một phen cho chỉnh chóng mặt, đưa thay sờ sờ lỗ tai của mình, nơi tay chạm nóng hổi, ngạc nhiên nói, làm sao người biết. Trình Tiểu Hồng bên cạnh vừa nhìn, lão thái thái hai lỗ tai đỏ lên, không nóng mới là lạ. Hứa Thuần Lương chủ động đi tới, tướng đầu xích lại gần, ngài sờ sờ ta. Khương lão thái thái đưa thay sờ sờ lỗ tai của hắn, cảm giác xúc tu hơi lạnh. Hứa Thuần Lương nói, bản thân tới nói, lỗ tai hẳn là nhân thể nhiệt độ thấp nhất địa phương, phát nhiệt bình thường đều là biểu hiện khác thường, nhất là giờ thìn phát nhiệt. Khương lão thái thái có chút nửa tin nửa ngờ, đứng dậy đi sờ lên Trình Tiểu Hồng lỗ tai của nàng cũng là lạnh, ba đem so sánh, lỗ tai của mình quả thực là nóng đến nóng lên, ngươi. Ngươi vừa nói ngũ hành khí hậu là có ý gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thân thể của ngài hiện tại thủy tính tràn lan, bị thiên đạo cảm giác, cho nên mới sẽ lấy thổ che đậy chi, thế gian vạn vật, ngũ hành bát quái, tìm căn nguyên tố nguyên bất quá là cân bằng chi đạo, ta nói như vậy ngài hiểu chưa? Khương lão thái thái lắc đầu, có chút minh bạch giống như lại không biết rõ, thổ che đậy, đó không phải là thổ chôn, thiên đạo đó không phải là lão thiên gia. Lão thiên gia muốn chôn ta, ta giống như cũng không làm gì chuyện thất đức a. Tiểu tử này không phải đang lừa dối ta đi. Hứa Thuần Lương làm người hai đời nhân vật dạng gì chưa thấy qua, gặp lão thái thái này lần đầu tiên liền nhìn ra nàng chanh chua, mỉm cười nói, thận khai khiếu bên tai, chúng ta hai lỗ tai cùng song thận đem đối ứng. Người bình thường lỗ tai thịt dày mà trơn bóng, tiên thiên thận âm sung túc. Ngài vành tai cháy đen khô cạn, thận thủy thua thiệt cực, cho nên mới sẽ hai lỗ tai phát nhiệt. Khương lão thái thái lấy điện thoại cầm tay ra lợi dụng trước đưa camera xem nhìn lỗ tai của mình, quả nhiên cùng Hứa Thuần Lương nói đến mức hoàn toàn nhất trí. Hứa Thuần Lương lại nói, lão nhân gia hiện tại có phải hay không miệng đắng lưỡi khô, đêm nước tiểu tăng nhiều. Động một chút lại nóng vội phát hỏa, thậm chí đêm không thể say giấc. Khương lão thái thái gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng là bởi vì mất ngủ mới đi thần kinh nội khoa xem bệnh, cái kia Triệu Vĩnh Thắng y đức bại hoại. Ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Trình Tiểu Hồng vụng trộm nhếch miệng, người ta Triệu Vĩnh Thắng làm sao đắc tội nàng. Rõ ràng là chính nàng không đúng, cầm không phải đương lý thuyết, hiện tại lão nhân quả nhiên xấu đi. Hứa Thuần Lương biểu hiện được vô cùng có kiên nhẫn, lão nhân gia, nóng giận hại đến thân thể, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngài hiện tại tình trạng, nếu là tùy tiện liền nổi giận, tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu, một khi thận thủy khô cạn, chỉ sợ. Chậc chậc. Chỉ sợ làm gì, Khương lão thái thái một mặt sợ hãi. Hứa Thuần Lương còn không có tới kịp trả lời, bí niệu khoa phó chủ nhiệm Đàm Quốc Lương khí thế hung hăng vọt vào, vừa vào cửa liền giận dữ hét, các người y tế chỗ là thế nào làm việc. Chúng ta tân tân khổ khổ vì bệnh viện kiếm tiền, không có có công lao cũng có khổ lao a. Gặp được phiền phức liền đem sự tình hướng trên người chúng ta đẩy. Lại là Vương Đại Lôi nháo sự, hắn ngày đó tại y tế chỗ bị Hứa Thuần Lương rút hai bàn tay. Lần này biến đổi sách lược, không đến y tế chỗ, trực tiếp đi phòng khám bệnh tìm Đàm Quốc Lương. Đàm Quốc Lương chính là cho cha hắn làm giải phẫu mổ chính đại phu, ngay trước bệnh nhân bột đem Đàm Quốc Lương chửi mắng một trận, huyên náo hắn đầy bụi đất. Đàm Quốc Lương tức sôi ruột tìm đến y tế chỗ muốn thuyết pháp, hắn sinh khí cũng là có nguyên nhân, liên quan tới Vương Đại Lôi phụ thân sự tình bệnh viện chuyên môn thành lập chuyên gia tiểu tổ tiến hành giám định, kết quả cho thấy tay hắn thuật không có bất cứ vấn đề gì, Vương Đại Lôi đơn thuần hồ nháo. Hôm nay Vương Đại Lôi nháo sự, Đàm Quốc Lương để hắn đi tìm y tế chỗ, Vương Đại Lôi nói chính là y tế chỗ để cho mình đến tìm hắn. Đàm Quốc Lương đầy bụng ủy khuất, bác sĩ vì bệnh viện công việc,
xảy ra sự tình bệnh viện liền đem bọn hắn đẩy ra phía ngoài, có thể nào không khiến người ta tâm lạnh. Vào cửa không nhìn thấy Chu Văn Bân, hắn tức giận đến vỗ bàn nói, Chu Văn Bân đâu? Gặp được sự tình hắn liền tránh, thật không biết các người y tế chỗ quản cái gì ăn đến, sống đều là chúng ta làm, xảy ra sự tình các ngươi không cân đối còn đi theo thêm phiền, bệnh viện làm sao lại nuôi các người đám này ăn không ngồi rồi. Trình Tiểu Hồng gặp hắn nổi giận, tranh thủ thời gian bồi cười khuyên nhủ, Đàm chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận, Chu chủ nhiệm đi cục vệ sinh đi họp, ta có thể hướng ngài cam đoan, chúng ta không có để Vương Đại Lôi đi tìm ngài, chúng ta vẫn luôn tại tích cực giúp ngài xử lý vấn đề. Ta có vấn đề gì? Chuyên gia tổ đều giám định qua, tay ta thuật không tồn tại vấn đề gì. Đàm Quốc Lương chỉ vào Trình Tiểu Hồng giống to. Ngươi trong sạch, ngươi không có bất cứ vấn đề gì, kia Vương Đại Lôi tìm ngươi làm gì? Đàm Quốc Lương khẽ giật mình, xoay mặt nhìn về phía cái kia nói chuyện tiểu tử, làm sao nói đâu. Hứa Thuần Lương bưng chén trà không nhanh không chậm nói, người đã không hề có một chút vấn đề, hợp lấy đều là chúng ta y tế chỗ vấn đề, kia Vương Đại Lôi hẳn là tìm chúng ta a, hắn tìm ngươi làm gì. Đàm Quốc Lương nghe ra hắn trong lời nói có gai, hướng Hứa Thuần Lương đi đến, ngươi nói cái gì. Một bên Khương Lão Thái Thái chính khẩn trương mình thận thủy không đủ đâu. Lúc đầu cùng Hứa Thuần Lương cho tới chỗ mấu chốt bị Đàm Quốc Lương cắt đứt, nhìn thấy Đàm Quốc Lương khí thế hung hăng tiến đến đại hống đại khiếu, không khỏi có chút bực bội, chỉ vào Đàm Quốc Lương trách cứ, người cái gì tố chất ha? Làm sao cùng người ta người trẻ tuổi nói chuyện? Đừng tưởng rằng làm cái phá chủ nhiệm liền cao cao tại thượng, Trường Hưng bệnh viện thanh danh chính là bị các người đám này lừa đời lấy tiếng ra hỏa cho bại hoại. Đàm Quốc Lương nhận biết vị này lão thái thái, chỉ là có chút hồ đồ. Nàng không phải một mực tại náo Triệu Vĩnh Thắng sao? Cùng ta so sánh cái gì kinh? Ta mẹ nó trêu chọc ngươi rồi. Trình Tiểu Hồng tranh thủ thời gian giới thiệu, Đàm chủ nhiệm, ngài bất giận, vị này là khoa chúng ta vừa tới Tiểu Hứa, hắn hợp làm còn chưa quen thuộc. Đàm Quốc Lương nghe xong là cái người mới càng tức giận hơn, ngươi là ai a? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể ở chỗ này đại hống đại khiếu. Ta tại mình phòng ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Lão Thái Thái chen lời nói, Tiểu Hứa, ngươi chớ cùng thấp tố chất người chấp nhặt, chúng ta tiếp lấy trò chuyện, ta bệnh này đến cùng thế nào. Người càng già càng sợ chết, Hứa Thuần Lương mới vừa nói một trận tất cả đều đối ứng trạng huống của nàng, tại Lão Thái Thái trong lòng hình tượng lên như diều gặp gió. Đàm Quốc Lương ý thức được người trẻ tuổi này là cái đau đầu, chỉ là lấy hắn tại bệnh viện địa vị cùng thân phận, người trẻ tuổi này vốn nên có kính sợ cảm giác a. Đang chuẩn bị trên khí thế áp đảo Hứa Thuần Lương thời điểm. Vương Đại Lôi dẫn một đám người tiến đến, lần này hết thảy tới 5 cái. Bệnh viện bảo an nên đến thời điểm quả nhiên lại không xuất hiện. Trình Tiểu Hồng dọa đến nhanh đi cho bảo vệ khoa gọi điện thoại. Đàm Quốc Lương sắc mặt tái xanh, mặt ngoài mặc dù trấn định, nhưng trong lòng đã luống cuống, tú tài gặp binh có lý không nói được, Vương Đại Lôi ngang ngược hắn là đầy đủ lãnh giáo qua. Vương Đại Lôi sau khi đi vào ánh mắt trực tiếp rơi vào Hứa Thuần Lương trên thân, bởi vì ngày đó bị Hứa Thuần Lương rút hai bàn tay sự tình, hắn chuyên môn nghe ngóng, biết Hứa Thuần Lương là khoa điện công, cho nên hôm nay lại nhìn thấy Hứa Thuần Lương ra hiện hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại y tế chỗ bóng đèn lại hỏng. Đây cũng quá đúng dịp a, ta đến một lần các ngươi bóng đèn liền xấu. Hứa Thuần Lương không có chút nào sợ hắn, hướng hắn cười cười nói, đến rồi. Mặt không có sao chứ? Hết chuyện để nói. Vương Đại Lôi một gương mặt to đằng đến liền đỏ lên, lúc đầu màu da liền hắc, trở nên cùng gan heo, coi như lại xuẩn cũng có thể nghe ra đối phương trong những lời này tràn đầy trào phúng. Vương Đại Lôi chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Nhìn hằm hằm Đàm Quốc Lương nói, hôm nay liền đem lời nói rõ ràng ra, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi Đàm đại chủ nhiệm hại chết cha ta, có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp. Đàm Quốc Lương nói, người cái chết của phụ thân cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đánh giám, không phải người khai đao xem mạng người như cỏ rác. Vì cha ta giải phẫu, ta còn xin người uống hai bữa rượu, người mẹ nó ăn xong lau khô miệng liền không nhận chướng. Vương Đại Lôi dẫn một đám người phần phật liền đem Đàm Quốc Lương cho vây lên. Đàm Quốc Lương nhìn qua Hứa Thuần Lương, các người y tế chỗ còn có quản hay không? Thời khắc mấu chốt ai cũng không trông cậy được vào, nhưng hắn hiện tại lại không trốn thoát được. Bị người cho ngăn ở y tế xử lý. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải nói chúng ta đều là ăn không ngồi rồi sao? Chúng ta phụ trách cân đối chữa bệnh tranh chấp, bảo hộ nhân viên y tế thân người an toàn kia là bảo vệ khoa phạm vi chức trách, ngươi tìm bảo vệ khoa a.
Trình Tiểu Hồng kỳ thật trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng loại lời này tại sao có thể công khai nói ra, cái này Hứa Thuần Lương dù sao tuổi trẻ, IQ có vấn đề, nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, nói như vậy ra thật sự là thống khoái. Nhìn một chút ngoài cửa, bảo vệ khoa còn chưa tới, dựa theo bình thường lệ cũ, chỉ ít 5 phút đồng hồ. Vương Đại Lôi hướng phía trước tới gần, Đàm Quốc Lương dọa đến lui về sau, lui chưa được 2 bước liền bị Vương Đại Lôi đồng bọn từ phía sau chặn. Vương Đại Lôi bộc lộ bộ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất muốn đem Đàm Lương Đức ăn. Đàm Lương Đức run giọng nói, các ngươi, chớ làm loạn a, bảo vệ khoa lập tức tới ngay. Đông, lại là vừa rồi khiếu nại lão thái thái thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một đám người đều mộng, thời khắc mấu chốt làm sao có người đoạt hí. Hứa Thuần Lương hướng Trình Tiểu Hồng nói, báo cảnh, sau đó chỉ vào Vương Đại Lôi cái mũi nói, náo chết người mấy người các ngươi tất cả đều đến ngồi tù. Vương Đại Lôi chớp chớp mắt nhỏ, nhìn một chút nằm dưới đất lão thái thái, mắc mớ gì tới ta a? Ta lại không đụng nàng. Đồng bạn hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tình huống không đúng, tranh thủ thời gian chuồn mất. Vương Đại Lôi kỳ thật cũng là miệng cọp gan thỏ mặt hàng, đến nháo sự đơn giản là muốn lừa bịp điểm bồi thường tiền, hắn cũng không muốn vô tội cuốn vào cái khác không phải là bên trong, dùng tay hung hăng điểm một cái Đàm Quốc Lương ngực, ý là khoản nợ này ta hôm nào lại tính với ngươi, quay người liền muốn trượt. Nhưng là Hứa Thuần Lương đã đứng ở y tế chỗ cổng, ngăn cản tất cả mọi người đường đi, cười lạnh nói, hôm nay chuyện này không xử lý xong một cái đều không cho đi. Vương Đại Lôi phát hỏa, đưa tay hướng Hứa Thuần Lương ngực đẩy đi, người mẹ nó tránh ra cho ta. Hứa Thuần Lương một thanh bắt được cổ tay của hắn, thân thể vận chuyển một cái xinh đẹp lưng rộng, tướng Vương Đại Lôi thân thể khôi ngô toàn bộ vung lên, trùng điệp ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất, rơi Vương Đại Lôi hét thảm một tiếng. Lúc này bảo vệ khoa trưởng xuất lĩnh một đoàn bảo an dọc theo thang lầu đi tới, khi thấy một màn trước mắt, kinh đến bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm, ta thao, đánh nhau. Vương Đại Lôi đồng bọn từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến lên, Hứa Thuần Lương dùng đầu gối chống đỡ Vương Đại Lôi phía sau lưng, tướng hoa của hắn cánh tay vặn một cái, Vương Đại Lôi lại giết lợn hét thảm lên. Hứa Thuần Lương nói, đều cho ta thành thành thật thật đứng đấy, Trình Tiểu Hồng, báo cảnh. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông tranh thủ thời gian chạy tới, không vội, không vội, chúng ta tới xử lý. Hứa Thuần Lương căn bản không có phản ứng hắn, báo cảnh. Trình Tiểu Hồng cầm điện thoại di động còn đang do dự, hiện tại báo cảnh không là công nhiên đánh bảo vệ khoa đám người này mặt sao. Vu Hướng Đông đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, tiểu hòa tử, ta là bảo vệ khoa, chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Hứa Thuần Lương nói, sớm làm gì đi, xảy ra nhân mạng ngươi cũng có thể xử lý. Nhân mạng, Vu Hướng Đông mặt soát đến liền trợn nhìn, sẽ không phải thật náo xảy ra nhân mạng a, chung quanh bộ phận hành chính mặc dù không ít, khẳng định nghe được động tĩnh. Nhưng là cơ hồ không có người ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, y tế chỗ bên này cả ngày cũng không quá bình, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trình Tiểu Hồng vẫn là nghe Hứa Thuần Lương bấm 110. Không bao lâu cảnh sát liền chạy tới, đến bệnh viện xuất cảnh không phải lần đầu tiên, nhưng là quá khứ đều là bảo vệ khoa báo cảnh, bình thường bảo vệ khoa xử lý không được mới sẽ vận dụng cảnh sát nhân dân, lần này là y tế chỗ trực tiếp báo cảnh. Bảo vệ khoa Vu Hướng Đông đi qua cùng cảnh sát giao lưu tình huống, cảnh sát đến trước khi đến, bệnh viện cấp cứu nhân viên tướng ngất đi lão thái thái cáng cứu thương khiêng đi đi cấp cứu. Vu Hướng Đông cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, liền biết hai nhóm người đều đến y tế chỗ nháo sự, vị này Khương lão thái thái đột nhiên phát bệnh té xỉu. Vương Đại Lôi không ngừng kêu khổ, rắt cuống họng biện bạch, cảnh sát đồng chí, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng không có đụng vị kia lão thái thái. Ta cầm nhân phẩm của ta cam đoan. Cảnh sát hỏi một thứ đại khái, ngoại trừ đến gây chuyện đám côn đồ này, lúc ấy ở đây còn có hai vị y tế chỗ nhân viên công tác cùng bí nước tiểu ngoại khoa Đàm Quốc Lương. Đàm Quốc Lương lúc ấy bị Vương Đại Lôi đám kia lưu manh vây quanh, thật không thấy rõ tình trạng. Hứa Thuần Lương một mực chắc chắn Khương lão thái thái là bị lấy Vương Đại Lôi cầm đầu phần tử phạm tội đe dọa, chấn kinh quá độ cho nên ngã xuống đất ngất đi. Đàm Quốc Lương nghe hắn nói đến hữu mô hữu dạng, Vương Đại Lôi hôm nay là vì mình mà đến, cho nên tìm hắn chứng thực tình huống thời điểm, hắn đương nhiên không thể hủy đi Hứa Thuần Lương đài, nói cho cảnh sát, đừng nói lão thái thái, liền xem như hắn cũng bị đám này vô lại dọa đến hãi hùng khiếp vía, nói bóng gió Khương lão thái thái chính là bị đám này lưu manh cho đe dọa. Trình Tiểu Hồng cũng không thấy rõ tình trạng, liền nói lúc ấy mình phi thường sợ hãi, đám người này hung thần ác sát, chẳng những uy hiếp Đàm chủ nhiệm,
còn muốn đánh Hứa Thuần Lương, kết quả bị Hứa Thuần Lương tại chỗ chế phục, đặc địa cường điệu Hứa Thuần Lương là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát nghe xong, cho rằng Hứa Thuần Lương nói tới chính là tình hình thực tế, Vương Đại Lôi người nào bọn hắn đều rõ ràng, lần này Khương Lão Thái Thái cụ thể tình huống như thế nào còn không biết, nếu thật là xảy ra nhân mạng, Vương Đại Lôi đám người này chính là kẻ cầm đầu, tại chỗ liền đem Vương Đại Lôi mấy người đều cho khảo. Vương Đại Lôi lúc này thật sự là sợ hãi, không ngừng kêu oan uổng, hắn là thật không nghĩ tới có thể nháo đến loại tình trạng này, nếu như Lão Thái Thái kia chết rồi, mấy người bọn hắn khẳng định phải đem ngồi tù mục xương. Vương Đại Lôi bị áp thời điểm ra đi, hô to, Hứa Thuần Lương, người phỉ báng ta, người phỉ báng ta à? Ta không để yên cho ngươi, chờ ta ra, ta giết chết ngươi nha. Cảnh sát nhắc nhở hắn nói, chỉ bằng ngươi câu nói này còn phải cho ngươi thêm một đầu đe dọa quốc gia nhân viên công tác tội ác. Vương Đại Lôi đồng bạn vẻ mặt cầu xin nhìn nhau, trong lòng tự nhủ còn làm chết nhân ra, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lão Thái Thái kia không có việc gì, nếu như Lão Thái Thái có việc, bị làm chết khẳng định không phải Hứa Thuần Lương. Y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân nghe hỏi từ cục vệ sinh hội trường đuổi trở về thời điểm đã hết thảy đều kết thúc. Khương Lão Thái Thái đưa đến phòng cấp cứu sau không đợi cứu giúp người liền tự mình tỉnh, bệnh viện thông chi nhà nàng thuộc, trước mắt còn không dám để nàng rời đi, ổn thỏa lý do đề nghị nàng lưu xem 24 giờ. Chu Văn Bân đi vào hành chính ký túc xá cổng gặp được từ bên trong ra Đàm Quốc Lương. Đàm Quốc Lương chủ động cùng hắn lên tiếng chào, hỏi hắn làm sao mới trở về. Dù sao hôm nay y tế chỗ phát sinh chuyện lớn như vậy chủ nhiệm hẳn là ở đây. Chu Văn Bân thời khắc mấu chốt không tại hiện trường, dù sao có chút chột dạ, nói cho Đàm Quốc Lương mình vừa rồi tại họp, tiếp vào điện thoại sẽ đều không có mở xong liền chạy về, lại hỏi thăm một chút phòng tình huống. Đàm Quốc Lương thấp giọng nói cho người hắn, cái kia mới tới tiểu Hứa thật sự là một viên hổ tướng, bọn hắn y tế chỗ liền phải nhiều dự trữ điểm nhân tài như vậy. Chu Văn Bân nghe hắn nói như vậy trong lòng một khối đá rơi xuống, lúc này bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông mang theo một đám bảo an trùng trùng điệp điệp đi tới, Đàm Quốc Lương khinh miệt nhếch miệng, một bang ăn không ngồi rồi. Hắn không nguyện ý cùng đám người kia chào hỏi, tại bọn hắn đến trước khi đến đi trước. Chu Văn Bân hướng Vu Hướng Đông cười cười, mặc dù hắn đối Vu Hướng Đông bình thường làm việc hiệu suất khó chịu, có thể bày tỏ bột công phu vẫn phải làm. Vu Hướng Đông mặt mày xanh lét, đi vào Chu Văn Bân trước mặt. Hướng hắn dựng lên ngón cái, lão Chu A, các người y tế chỗ người thật là trâu, báo cảnh đều không thông qua chúng ta bảo vệ khoa. Chu Văn Bân nói, không thể nào, khẳng định là trước thông chi các ngươi, sau đó mới báo cảnh. Làm sao không biết, ở ngay trước mặt ta đánh 110, đều là đồng sự, làm gì nhất định phải khiến cho khó coi như vậy. Chu Văn Bân nghe xong liền phát hỏa, các người bảo vệ khoa cái gì nước tiểu tính chính ngươi không rõ ràng. Bình thường xảy ra chuyện không gặp được các ngươi, gặp được nguy hiểm từng cái tránh ra hai dặm địa, hiện tại trái lại chỉ trích chúng ta. Có gì có thể khó coi, đoán chừng là chúng ta y tế chỗ nhỏ đồng chí chờ không nổi các ngươi đến, thân người an toàn lại nhận lấy uy hiếp, cho nên mới không thể không lựa chọn báo cảnh, nếu đổi lại là các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm cũng giống như vậy báo cảnh có đúng hay không? Vu Hướng Đông làm sao có thể nghe không ra hắn trong lời nói chào phúng, lão Chu, ngươi có ý tứ gì? Cái nào một lần các người y tế chỗ xảy ra chuyện không phải chúng ta hỗ trợ chùi đít. Người loại thái độ này, khó trách thuộc hạ sẽ như vậy làm. Ta loại nào thái độ A? Chúng ta y tế chỗ làm thế nào sự tình giống như không tới phiên các người bảo vệ khoa đến chỉ đạo A? Các ngươi như thế năng lực, về sau gặp được sự tình đừng tìm chúng ta bảo vệ khoa A. Các ngươi đều tự mình xử lý được. Người nếu là nói như vậy, chúng ta về sau vẫn thật là không làm phiền các ngươi. Bệnh viện hai đại môn một cái bãi đỗ xe, các ngươi công việc quá bận rộn, thật sự là quá bận rộn. Chu Văn Bân, ngươi làm sao nói đâu? Ta vẫn luôn nói như vậy à? Ngươi đối với chúng ta bảo vệ khoa trong công tác có cái gì bất mãn có thể nói rõ, đừng dùng loại phương thức này trả thù, ảnh hưởng chúng ta việc nhỏ, ảnh hưởng bệnh viện hình tượng chuyện lớn. Ta làm sao ảnh hưởng bệnh viện hình tượng? Ý của ngươi là để cho ta đem áo khoác trắng cởi ra thay đổi đồng phục an ninh mới có thể đại biểu bệnh viện hình tượng. Oán hận chất chứa không phải một ngày hai ngày, Vu Hướng Đông chỉ trích triệt để đem Chu Văn Bân cho đốt lên. Hai người liền đứng tại đại lâu văn phòng cổng ngươi tới ta đi tranh luận, thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đem Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa đều cho kinh động đến. Kỳ thật Cao Tân Hoa không muốn ra đầu, nhưng Viện trưởng Cố Hậu Nghĩa tướng bóng ra đá cho hắn, hai cái khoa cấp cán bộ liền giữa ban ngày trắng trợn cãi lột, không ít nhân viên cùng người bệnh đều tại vây xem.
còn muốn hay không trung tầng hình tượng, còn muốn hay không mặt mũi. Cao Tân Hoa để viện chủ nhiệm lớp Lưu Đăng Khoa đem hai người này mời đến phòng làm việc của mình. Vu Hướng Đông cùng Chu Văn Bân hai người đều giận đến mặt đỏ tía tai, tiến vào Cao Tân Hoa văn phòng, vẫn như là hai con trọi gà một dạng tương hỗ nhìn nhau. Cố Hậu Nghĩa để Cao Tân Hoa xử lý chuyện này là có nguyên nhân, Cao Tân Hoa bản thân liền là bảo vệ khoa xuất thân, Vu Hướng Đông là hắn đề cử kế nhiệm, về phần Chu Văn Bân, người nào không biết hắn là mình đồng hương, Cố Hậu Nghĩa người này bao che khuyết điểm, đặc biệt coi trọng đồng hương tình cảm, kỳ thật hắn cũng biết Chu Văn Bân năng lực không đủ, tại y tế chỗ chủ nhiệm vị trí này bên trên có chút phí sức. Y tế chỗ cũng không phải ai cũng có thể làm tốt, hai năm này Trường Hưng chữa bệnh tranh chấp giá cao không hạ, nguyên nhân chủ yếu là chữa bệnh chất lượng bản thân tồn đang vấn đề, nhưng là y tế chỗ phương thức xử lý cũng tồn tại rất lớn lỗ thủng. Một cái ưu tú y tế chỗ chủ nhiệm muốn có được tướng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có năng lực, Chu Văn Bân sở trường không phải hóa giải mâu thuẫn mà là trốn tránh mâu thuẫn. Viện chủ nhiệm lớp Lưu Đăng Khoa cười đối Cao Tân Hoa nói, Cao viện, người ta đều cho ngài mời tới, cố viện bên kia còn có nhiệm vụ, ta đi trước. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, Lưu Đăng Khoa sau khi đi thuận tay đem cửa ban công cho mang tới. Cao Tân Hoa từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, con mắt đều không nhìn bọn hắn hai cái, chậm rãi nói, ai nghĩ hút thuốc tự mình tới lấy. Vu Hướng Đông cùng Chu Văn Bân lúc này mới đem dây dưa ánh mắt tách ra, nhìn thấy Cao Tân Hoa đã đem khói điêu tại ngoài miệng, còn không có điểm, ngay tại tìm cái bật lửa. Chu Văn Bân là không hút thuốc lá, Vu Hướng Đông biết lãnh đạo ý tứ, tranh thủ thời gian móc ra cái bật lửa đi qua giúp Cao Tân Hoa tướng khói cho đốt. Chu Văn Bân mắt lạnh nhìn, trong lòng thầm mắng một câu nịnh hót. Cao Tân Hoa nói, đều ngồi đi, trà đã giúp các ngươi pha tốt. Vu Hướng Đông bồi cười nói, làm sao dám lao động Cao viện đại giá. Cao Tân Hoa nói, đều là đồng sự, nào có cái gì cao thấp quý tiện, Chu chủ nhiệm, ngươi nói có đúng hay không? Chu Văn Bân cười cười nói, đồng sự cũng có trên dưới phân chia, ngài là chúng ta lãnh đạo cấp trên. Ai còn sẽ không đập lãnh đạo mông ngựa? Cao Tân Hoa tại trong cái gà tàn thuốc gõ gõ khói bụi, ra hiệu hai người đi ngồi xuống. Vu Hướng Đông cùng Chu Văn Bân tại hai người trên ghế salon ngồi xuống, lẫn nhau tận lực tách ra một khoảng cách, cực kỳ giống một đôi cáu kỉnh tiểu tình lữ. Cao Tân Hoa nói, hai người các ngươi có phải hay không có thâm cừu đại hận gì? Vu Hướng Đông dẫn đầu phủ nhận nói, không có. Chu Văn Bân cũng tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có thâm cừu đại hận, ở trước công chúng làm cho mặt đỏ tía tai, huyên náo dư luận xôn xao. Là thiên can khí khô vẫn là nhàn rỗi khó chịu. Chu Văn Bân biểu thị hai người bọn họ không có ân oán cá nhân, vừa rồi phát sinh tranh chấp là bởi vì chuyện công tác. Lần này đến phiên Vu Hướng Đông gật đầu, tiến vào Cao viện làm lạnh hiệu quả kỳ hảo điều hòa không khí trong văn phòng, hai người cấp trên nhiệt huyết cấp tốc làm lạnh xuống dưới, đều có chút hối hận, vừa rồi không nên tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cãi lộn. Thật sự là kính nghiệp a, nhưng trong công tác có khác nhau cũng hẳn là đóng cửa lại đến tâm bình khí hòa thảo luận, làm gì không phải lấy tới mọi người đều biết. Cộng lại nhanh 100 tuổi người, không ngại mất mặt a. Vu Hướng Đông đem mình nổi giận nguyên nhân nói ra, hắn là cho rằng y tế chỗ không nên vòng qua bọn hắn trực tiếp báo cảnh. Chu Văn Bân không vui, phát sinh loại tình huống kia chúng ta báo cảnh còn sai rồi. Các ngươi bảo vệ khoa chức trách là cái gì? Vì cái gì không thể tại tranh chấp phát sinh trước tiên đến hiện trường? Liền các ngươi loại này hành động hiệu suất, nhân viên y tế thân người an toàn làm sao có thể đạt được bảo hộ? Hai người mỗi ý, không hài lòng cảm xúc lại bắt đầu kích động. Cao Tân Hoa nói, đều bớt tranh cãi, còn tốt hôm nay không có náo ra đại sự, nếu như lão thái thái kia tại bệnh viện xảy ra ngoài ý muốn, bệnh viện chúng ta chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm. Lúc ấy chuyện xảy ra thời điểm bảo vệ khoa vì cái gì không thể trước tiên đuổi tới hiện trường. Vu Hướng Đông là hắn bộ hạ cũ, cho nên Cao Tân Hoa thứ nhất đánh gậy trước nhắm ngay Vu Hướng Đông, Vu Hướng Đông không nói, bảo vệ khoa công việc hiệu suất kéo dài. Cũng không phải từ mình bắt đầu, sớm tại Cao Tân Hoa đảm nhiệm bảo vệ khoa trưởng thời điểm vẫn luôn là cái này phong cách, có thể nói chính mình là cùng hắn học được, nhưng là trong lòng lại thế nào nghĩ cũng không dám nói ra, đầu đạp kéo lại đi, Cao viện, Trường Hưng như thế lớn, mỗi ngày to to nhỏ nhỏ tranh chấp liền có hơn 10 lên. Nhân thủ của chúng ta thật sự là ứng phó không được. Không muốn cường điệu lý do, ta tại bảo vệ khoa thời điểm, tổng cộng mới 7 người, không phải một dạng phụ trách toàn bộ Trường Hưng công việc bảo vệ. Còn không phải đem bảo an làm được ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi hiện tại chính thức công nhân viên chức thêm bảo an mấy chục lỗ hổng người, tranh chấp ngược lại càng ngày càng nhiều,
có phải hay không nên nghĩ lại một chút chính mình vấn đề. Vu Hướng Đông phiền muộn, người làm bảo vệ khoa trưởng thời điểm cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Đi qua bệnh nhân đối chữa bệnh và chăm sóc người làm việc lộ ra tôn kính, hiện tại người bệnh duy quyền ý thức không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, rất nhiều phương diện tồn tại quá độ duy quyền, mà lại xã hội dư luận đối y tế người làm việc cũng không hữu hảo, khiến cho y hoạn quan hệ càng ngày càng khẩn trương, đều nói bọn hắn bảo vệ khoa không làm, nhưng toàn bộ bệnh viện bị mắng bị đánh nhiều nhất chính là bọn hắn. Trong nội viện còn muốn cầu bọn hắn đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, công việc này thật không dễ làm. Cao Tân Hoa lại hướng Chu Văn Bân nói, vừa rồi phát sinh tranh chấp thời điểm ngươi ở đâu? Chu Văn Bân nói, ta đi cục vệ sinh họp. Cao Tân Hoa nói, ngươi lại so với ta còn nhiều a. Cả ngày không phải họp chính là đang họp trên đường, như hôm nay loại tình huống này, người thân là y tế chỗ chủ nhiệm không nên tại hiện trường sao? Cái hội nghị này rất trọng yếu, cho nên không muốn cường điệu lý do, cái nào hội nghị không trọng yếu. Ta tại Trường Hưng làm nhiều năm như vậy, sự tình gì ta không rõ ràng. Cao Tân Hoa nhìn một chút Chu Văn Bân lại nhìn một chút Vu Hướng Đông, hai người đều đem đầu đạp kéo lại đi. Cao Tân Hoa là cái người biết chuyện, bọn hắn điểm này nhỏ cửu cửu căn bản không thể gạt được người ta. Cao Tân Hoa nói, đều một đơn vị đồng sự, coi như không thể trở thành cùng chung hoạn nạn bằng hữu, cũng không trở thành trở mặt thành thù a. Công tác của các ngươi ta bất quá hỏi, nhưng mới rồi một màn này, ta nhất định phải cho các ngươi đề tỉnh một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Văn Bân cùng Vu Hướng Đông liên tục gật đầu. Cao Tân Hoa thuốc lá cuống bóp tắt, đêm nay đều đừng an bài sự tình gì, để ta làm đông, nhà chúng ta lầu dưới quán cơm nhỏ không tệ, cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm. Chu Văn Bân cùng Vu Hướng Đông liếc mắt nhìn nhau, hai người lại cùng nhau gật đầu, lãnh đạo mời khách, mặt mũi này nhất định phải cho. Hai người đồng thời làm xong vượt lên trước tính tiền chuẩn bị, nói cái gì không thể để cho lãnh đạo bỏ tiền. Lúc này Trình Tiểu Hồng gọi điện thoại tới, vẫn là Khương lão thái thái sự tình, Chu Văn Bân biểu thị muốn đi trước một bước, đi khoa bên trong xử lý sự tình. Vu Hướng Đông không có đi vội vã, để tỏ lòng hắn khiêm tốn tiếp nhận phê bình, còn đặc địa đứng dậy tướng Chu Văn Bân đưa đến cửa chính, thuận tiện đóng cửa lại. Cao Tân Hoa biết hắn không phục, lưu lại khẳng định có lại nói. Vu Hướng Đông trước lấy ra một hộp thuốc lá thơm, cho Cao Tân Hoa bên trên khói, cung cung kính kính đốt, sau đó nói, Cao Viện, ngài vừa rồi phê bình ta đều tiếp nhận, thế nhưng là không có y tế chỗ làm như vậy sự tình, chúng ta đều đã đến, cũng đã trưởng khống lấy cục diện, coi như báo cảnh cũng là chúng ta tới liên hệ, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá, không có biểu thị, hắn cũng không rõ ràng y tế chỗ bên kia tình huống cụ thể, cố viện trưởng để chỗ hắn Lý chính là nội bộ tranh chấp. Vu Hướng Đông nói, ngài là không biết y tế chỗ mới tới tiểu tử kia có bao nhiêu phách lối, ta đều nói ta đến xử lý, hắn còn tưởng là lấy mặt của nhiều người như vậy đánh 110. Đây không phải công khai đánh chúng ta bảo vệ khoa mặt sao? Cao Tân Hoa nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Vu Hướng Đông nghĩ lầm Cao Tân Hoa cũng vì chính mình cảm thấy bất bình, cũng không biết ai quan hệ cho nhét vào tới, coi trời bằng vung, tuổi nhỏ càn rỡ. Cao Tân Hoa thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể khôi ngô ép tới chủ ghế dựa phát ra két két tiếng vang, ngẩng đầu phun ra một ngụm nồng đậm sương mù, đồng thời hắn không nhanh không chậm thanh âm theo sương mù bay lên, ngươi nói là Hứa Thuần Lương đi, ta an bài. Vu Hướng Đông 10 cái đầu ngón chân đột nhiên nắm chặt, nếu như không phải cách đế dày, hắn có thể trên sàn nhà móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách, lúng túng, trước đó không làm tốt điều tra công việc, đánh một vòng phàn nàn đến giả cao trên thân. Cao Tân Hoa không nhanh không chậm nói, ta lại cảm thấy người trẻ tuổi nên có chút huyết tính.